Vạn cổ chí tôn, Lý Vân Tiêu. Tập 131. Theo lý Chọc Khôn thôn phệ đế giả, hắn nên thôn phệ toàn bộ trí nhớ của tên kia mới đúng. Từ đó hắn cũng biết được tình huống ở đây, ít nhất rất nhiều trí nhớ của đế giả bị hắn hấp thu, chẳng lẽ có chỗ sói mòn. Hắn gật đầu nói. Đúng là tới đây một lần, lúc ở Thiên Đãng Sơn Mạch, ta và Tiểu Hồng, còn có đế giả dùng ma binh đánh một trận, bị cuốn vào trong không gian này. Nghe đế giả nói, chỉ có ba kiện ma binh va chạm lẫn nhau mới có tỷ lệ nhất định tiến vào. Mặc dù hắn thân là ma chủ cũng không phải muốn tới là tới. Vẻ mặt Chọc Khôn mừng như điên, dường như xác định cái gì, hắn hoan hô, kêu to. Quả là thế. Lý Vân Tiêu nói. Đến phiên ngươi trả lời vấn đề của ta. Chọc Khôn dường như không nghe thấy, hỏi. Vậy các ngươi lần trước tiến vào có phát hiện cái gì hay không? Sắc mặt Lý Vân Tiêu trầm xuống, lạnh lùng nhìn hắn, nói. Mỗi người hỏi một câu. Chọc Khôn lúc này yên tĩnh lại, hơi xấu hổ ho khan một tiếng, nói. Cái gọi là siêu huyền không gian, chính là thiên giới áp đảo chư thiên thế giới, cũng là không gian dung nạp vô số đại thế giới. Cái gì? Lý Vân Tiêu chấn động, thì ra siêu huyền không gian chính là đại vũ trụ. Khó trách thủy chủ Trầm Phù vừa xuất thế đã bị giới lực áp chế không cho tồn tại, mà kiếm khí của nó lại chém vỡ pháp tắc chi liên. Từ đẳng cấp quy tắc mà nói, đẳng cấp thủy chủ Trầm Phù rất cao, thậm chí còn vượt qua thiên thánh khí. Ít nhất còn cao hơn giới thần bi, cũng không biết so với lục đạo ma binh thì ai mạnh ai yếu. Dù sao nghe Chọc Khôn nói, không gian trong lục đạo ma binh cũng là siêu huyền không gian. Cũng không biết giới vương từ chỗ nào tìm được mảnh vỡ siêu huyền không gian, cuối cùng lại tiện nghi hắn. Chọc Khôn tiếp tục hỏi. Hiện tại ngươi có thể nói cho ta biết rồi. Trước kia ngươi tiến vào đây có phát hiện ra cái gì không? Lý Vân Tiêu nhớ tới lần trước tới đây, cảm nhận được luân hồi chi quang, nhưng chuyện này hắn không tùy tiện cho ai biết, lập tức cười rộ lên, nói. Ngươi vừa hỏi ta vừa hỏi, đây là trạng thái ngang hàng. Ta hiện tại không muốn biết thêm cái gì, vì sao phải nói cho ngươi biết lần trước ở đây phát hiện cái gì? Hắn cố ý không nói, cố ý nhắc tới chuyện lúc trước, làm cho Chọc Khôn biến sắc, ma quang và sát khí bùng nổ dữ dội. Như thế nào, muốn giết ta? Lý Vân Tiêu cười rộ lên, nói. Lần trước xảy ra cái gì ta không muốn nói cho ngươi biết. Nhưng có thể nói cho ngươi biết một chuyện khác, tiến vào không gian lục đạo ma binh không dễ, muốn đi ra lại rất dễ dàng, chỉ cần nghĩ đi ra, là có thể đi ra dễ dàng. Lần sau muốn đến đây là chuyện của không biết năm nào tháng nào. Nếu ngươi muốn dừng lại ở đây, tốt nhất nên thành thật một chút. Trong lời của hắn có hương vị uy hiếp, ai cũng nghe ra được, nhưng không biết thật giả. Nhưng Chọc Khôn lại ăn cái này, ánh mắt đầy hàn khí nhìn hắn, ngược lại thực không có động thủ. Viện cao mày nói, ngươi sẽ không bị tiểu tử này hù sợ đấy chứ. Giết hai người bọn họ, đoạt được lục đạo ma binh, chính mình nghiên cứu chẳng phải là xong hay sao? Chọc Khôn nói, ta tự nhiên biết rõ hắn muốn làm ta sợ, tự nhiên cũng muốn đoạt ma binh tự mình nghiên cứu. Nhưng có một điểm hắn nói không sai, không gian lục đạo ma binh không phải muốn tới là tới, thật sự phải có cơ duyên mới được. Viện nói, vậy ngươi không giết bọn chúng sao? Giết, đương nhiên muốn giết, nhưng mà sau khi ra khỏi đây mới giết. Ánh mắt Chọc Khôn lóe lên, nhìn qua ba long tử, lạnh lùng nói. Ba người các ngươi thành thật cho ta, như vậy các ngươi sẽ bình an vô sự. Nếu làm ầm ĩ, làm không gian này biến mất, ta sẽ rút xương các ngươi ra nấu canh uống. Ba long tử đều giận dữ, xí giận dữ hét. Đầy tớ nhỏ, quá mức cuồng vọng, tôn nghiêm long tộc không thể bị trà đạp. Sắc mặt kính tái nhợt, âm trầm chảy ra nước, cắn răng nói. Sĩ khả sát bất khả nhục, từ xưa rơi đầu là chết. Chúng ta chết cũng không sợ, ngươi lại dám dùng lời đê tiện như vậy uy hiếp chúng ta. Mang lạnh lùng nói. Hai vị ca ca, chúng ta liều với hắn. Chết khác nhau cũng không thể uất nghẹn như vậy được. Ba người phân biệt đứng vây quanh Chọc Khôn, long khí bùng phát. Chọc Khôn lạnh lùng nói. Chết thật không đáng sợ, nhưng các ngươi có nghe qua phương pháp luyện hồn hay không? Hắn tay giơ lên, ngọn lửa xuất hiện trong tay của hắn, nói. Hoàng Tuyền Minh Hỏa, có thể thiêu đốt linh hồn, bị thống khổ muôn đời. Chi? Ba người hít khí lạnh, gương mặt tái nhợt, lùi ra xa vài bước, sắc mặt đầy sợ hãi. Xí thất thần,
thì thào lẩm bẩm. Lực lượng hỏa diễm này, thật sự là Hoàng Tuyền Minh Hỏa do giới lực ngưng tụ ra. Đồng tử Lý Vân Tiêu hơi co rút lại, nhìn chằm chằm vào hỏa diễm này, nghĩ đến Thánh vực Thần Đô, lúc khu vực chi môn chưa mở ra, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới khu vực chi chủ còn chưa chết, không chỉ có như thế, còn trực tiếp nhập ma. Chọc Khôn cười lạnh nói. Ba người các ngươi thật dễ quên, chẳng lẽ quên thân phận của bổn tạo sao? Ta nhớ Lý Vân Tiêu vừa nói ra không lâu đấy. Khu vực chi chủ. Sắc mặt Xí nhìn thẳng vào Hoàng Tuyền Minh Hỏa, gương mặt càng tái nhợt. Sắc mặt hai long tử khác cũng khó coi, hoàn toàn không dám lên tiếng. Chọc Khôn khinh thường cười một tiếng, hắn thu hồi hỏa diễm trong tay, cười nói. Đã sợ thì thành thật một chút. Ba long tử tức giận toàn thân phát run, trong mắt muốn nứt ra. Nhưng nội tâm thật sự sợ hãi hỏa diễm kia, không dám lên tiếng, cảm giác khuất nhục áp chế nội tâm, bọn họ cảm thấy mình nên tự sát cho xong. Ha ha! Lý Vân Tiêu lúc này trào phúng, nói. Thần công nhẫn nhịn của ba vị đã đạt tới giới vương cảnh, bội phục, bội phục. Phốc! Xí tức giận phun máu tươi. Vốn tâm tình vô cùng áp lực, lại bị Lý Vân Tiêu mỉa mai như thế, hắn làm sao nhịn được, tức giận nói. Chọc Khôn, chết liền chết, nỗi khổ muôn đời thì muôn đời, tôn nghiêm long tộc không thể mạo phạm, hôm nay ngươi phải trả giá thật nhiều. Hỏa diễm bốc lên trên người hắn. Hỏa quyền, bạo diễm vũ. Kính và Mang vô cùng tức giận, lập tức ra tay, hai đạo long quang và hỏa quyền đánh thẳng về phía Chọc Khôn. Không gian lục đạo ma binh nhanh chóng nghiền nát, trực tiếp hóa thành bột mịn tiêu tán trong thiên địa. Chọc Khôn giận dữ, quát. Muốn chết, bổn tọa sẽ rút gân các ngươi, lại lấy xương cốt nấu canh, hồn phách ném vào khu vực chịu thiêu đốt muôn đời. Ma quang bộc phát, hắn nâng A Hàm chảm cốt đao chém xuống một đao. Ầm ầm, ánh đao xuyên qua hư ảnh hỏa, thủy, quang, lực lượng kinh người áp nổ bốn phía. Lý Vân Tiêu quát. Ra tay. Cơ hội khó được, nếu liên thủ với ba long tử, khả năng đánh thắng Chọc Khôn là rất lớn. Hắn thân hóa lôi đình, vừa mới động đã có lực lượng chụp xuống. Lực lượng bùng nổ rất mạnh, ma khí sinh ra tiếng xèo xèo, chính là pháp thụ kim luân. Ầm ầm, thân ảnh Lý Vân Tiêu bị kim quang đánh thành phấn vụn, tàn ảnh của hắn tan biến, chân thân hiện ra cách đó mấy trăm mét. Kim luân lại quay trở về trong tay viện. Viện ngăn trước mặt Lý Vân Tiêu, lãnh đạm nói. Có ta ở đây, ngươi cho rằng ta không thể ra tay. Lý Vân Tiêu trầm giọng nói. Ma giới tám đại ma tôn. Viện gật gật đầu, nói. Xem ra ngươi có hiểu rõ nhất định về ma giới. Lần trước trong Thiên Đãng Sơn Mạch, ngươi giết những người kia chính là thủ hạ của ta. Lý Vân Tiêu nói. Nói như vậy là oan gia ngõ hẹp. Hàn khí tỏa ra, lực lượng không ngừng tăng lên. Tiểu Hồng, Phi Nghê và Bắc Quyến Nam cũng vận chuyển nguyên lực. Viện kinh ngạc nói. Tuy nói là oan gia ngõ hẹp, nhưng là ngươi giết người của ta, tại sao bộ dáng của ngươi lại có thâm thù đại hận với ta thế? Lý Vân Tiêu nói. Ai có thù với ai cũng không sao cả, hiện tại ngươi ngăn cản đường của ta, chính là thâm thù đại hận. Hắn giơ tay lên bấm niệm pháp quyết, lập tức tử lôi ngưng tụ thành kiếm và chém thẳng tới phía trước. Sắc mặt Viện lạnh lùng, nhìn thẳng vào kiếm quang chém tới. Nếu ở trong thiên võ giới, Phật do giới lực ngưng tụ sẽ tạo thành tổn thương lớn với nàng. Nhưng lúc này ở trong không gian lục đạo ma binh, hoàn toàn không tồn tại giới lực, tử lôi cũng tốt, thanh lôi cũng được, chỉ là năng lượng thuần túy mà thôi. Viện nâng pháp thụ kim luân đỡ ngang trước mặt, một đám kim quang bộc phát thành bóng cây. Thế giới chi lực, cổ thụ, kim quang, nữ tử áo đen xinh đẹp, tất cả tạo thành một bức tranh mơ ảo. Ầm ầm, tử lôi ngưng tụ thành kiếm chém vào cổ thụ. Tiếng nổ như sấm vang lên, không ngừng có ánh sáng tím nổ tung, nhưng không cách nào xuyên thấu qua. Viện cười lạnh nói. Ngươi còn không phá được giới lực ở đây, làm sao vượt qua ta? Đột nhiên hào quang màu đen xuất hiện, Tiểu Hồng khu động A Ma Luân bảo, năng lượng khủng bố và hỗn loạn làm thiên địa sụp xuống. Bởi vì Tiểu Hồng cũng có phần không thể khống chế A Ma Luân bảo, vừa rồi hao phí tâm lực quá nhiều, hiện tại chỉ có thể cố sức đánh một trận. Ầm ầm. A Ma Luân bảo chém lên kết giới pháp thụ kim luân, âm thanh cực lớn nổ mạnh, lực lượng 12 phúc luân xoay tròn, không ngừng cắt vào trong kết giới. Lý Vân Tiêu kinh hãi, hắn hít khí lạnh, lại vận dụng A Lại Huyền Việt chém xuống. Ầm ầm,
Búa bổ vào kết giới, xuyên thấu qua kim quang. Dưới hai người hợp kích, bóng cây bắt đầu chập chờn, kim luân không ngừng xoay tròn, hóa ra bóng dáng đầy trời, thân ảnh viện phiêu hốt bất định. Vô dụng, chỉ có trình độ này mà muốn ngăn cản ta. Tuy thế giới chi lực bị áp chế, nhưng vẫn như tường đồng vách sắt ngăn cản trước mặt mọi người, tùy ý hai người không ngừng thúc giục ma binh cũng chỉ có hiệu quả rất nhỏ. Phượng Vũ Cửu Thiên. Thời điểm ba người đánh bất phân thắng bại, một hư ảnh thiên phượng xuất hiện, hai tay phi nghê kết ấn đánh vào kết giới, tiếng nổ ầm ầm vang lên. Lực trùng kích vô cùng cường đại. Viện cả kinh, dưới lực lượng trùng kích rất mạnh này, thân thể nàng chấn động liên tục, lùi mấy trăm trượng. Lại muốn lui thì một đạo kim quang đánh tới. Chẳng biết Bắc Quyến Nam xuất hiện sau lưng nàng lúc nào, đánh ra một kích toàn lực vào lưng của nàng. Đánh lén nữ tử, người còn muốn mặt mũi không? Viện nói một tiếng, quay người né tránh. Xuy. Hư quang của Bắc Quyến Nam bị trường mâu xuyên thủng, chọc vào trong quyền và xuyên thấu qua. Bắc Quyến Nam đau đớn, trên trán đầy mồ hôi lạnh, cả đầu cánh tay bị trường mâu đục lỗ, ma khí xuyên thấu qua bả vai hắn xuyên ra ngoài. Bành. Đầu vai hắn phun rất nhiều máu tươi, cánh tay phải rủ xuống. Viện hừ lạnh một tiếng, lại quay người bấm niệm pháp quyết, nhanh chóng đánh tan dư âm công kích của ba người, tiếng nổ ầm ầm phá tan tất cả dư âm còn lại. Vẫn quá yếu, phá thế giới chi lực thì sao? Có thể làm gì được ta? Viện cười lạnh một tiếng, lại đánh về phía Bắc Quyến Nam cách đó không xa. Một bàn tay ngưng tụ trên hư không, bỗng nhiên đánh rơi. Bắc Quyến Nam hoảng hốt. Bất chấp thương thế trên tay, quay đầu rời đi. Nhưng độn quang xuất hiện, hắn bị trưởng ấn đánh trúng, bị đánh bay ra xa, máu tươi bắn tung tóe. Quyến Nam đại nhân. Lý Vân Tiêu lửa giận ngút trời, hắn tiếp được Bắc Quyến Nam. Chỉ thấy toàn thân hắn bị hư quang đánh tena, ma khí tán loạn đầy người, máu tươi bắn tung tóe. Đại nhân tiến vào giới thần bi nghỉ ngơi một hồi. Gương mặt Lý Vân Tiêu vô cùng âm trầm. Bắc Quyến Nam là chiến hữu đi theo hắn lâu nhất, làm người ngay thẳng, trọng tình trọng nghĩa. May mắn một trưởng kia không có dùng toàn lực, viện cũng chỉ tùy ý đánh một kích. Hơn nữa trước đó dây dưa với ba long tử thật lâu, lực lượng hạ thấp, nếu không Bắc Quyến Nam, cũng xong đời rồi. Không đợi Bắc Quyến Nam nói chuyện, Lý Vân Tiêu cưỡng chế mang hắn vào trong giới thần bi, trong mắt bắn sát khí. Tay phải viện bắt lấy pháp thụ kim luân, đặt trước người, lạnh nhạt nói. Ngươi không cần phải nhìn ta như vậy, cường giả dùng thực lực nói chuyện, mà không phải dùng ánh mắt nói chuyện. Chỉ có ánh mắt sắc bén nhìn ta, ta có thể hiểu là ngươi bất lực khi đối mặt với ta không? Ánh mắt Lý Vân Tiêu đã tỉnh táo lại, lạnh lùng nói. Ngươi lập tức biết ngay thôi, ta muốn ngươi trả giá thật nhiều. Viện bình tĩnh còn mang theo chút trào phúng, dường như rất xem thường những lời như thế. Phi Nghê tức giận nói. Phu quân! Ma nữ giao cho ta, người đi chợ giúp ba đầu bò sát đi. Đều là tạo hóa cảnh, chênh lệch với nàng quá nhiều, nội tâm cực cực phức tạp. Hiện tại thấy nàng nói năng lỗ mãng, miệt thị Lý Vân Tiêu, lửa giận thiêu đốt quanh người. Lý Vân Tiêu bình tĩnh nói ra. Các ngươi lùi qua một bên, cẩn thận một chút. Cái gì? Phi Nghê sững sờ, nói. Phu quân ngươi. Đột nhiên nàng trông thấy Lý Vân Tiêu vươn tay ra. Một đạo kiếm quang xuyên thấu qua người của hắn, trực tiếp xuyên thấu thân thể, lập tức nghẹn ngào kêu lên. Phu quân ngươi, vận dụng kiếm kia, ngươi sẽ gánh không được. Gương mặt Lý Vân Tiêu biến thành dữ tợn, hung dữ nói. Ta tối đa gánh không được mà thôi, nhưng nàng ta tất chết dưới kiếm này. Tuy chưa bao giờ vận dụng kiếm kia, nhưng hắn có lòng tin, chỉ cần sử dụng thủy chủ trầm phù, viện hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng mà mình còn sống hay không thì chưa biết. Hơn nữa hắn cũng tính toán xong, từ góc độ công kích còn có thể cuốn chọc khôn vào, mặc dù không chết cũng trọng thương, đến lúc đó Phi Nghê lại ra tay đánh chết đối thủ. Phu quân không thể, kiếm kia thật sự quá đáng sợ. Sắc mặt Phi Nghê trắng bệch, nàng vốn có tổn thương trên người, hiện tại sợ tới mức không còn chút máu nào cả. Tránh ra! Lý Vân Tiêu quát, lập tức quát lui Phi Nghê cùng Tiểu Hồng, không nói hai lời giơ tay ra. Năm ngón tay siết chặt trước mặt. Một đạo kiếm khí bắn ra từ lòng bàn tay của hắn, tỏa ra hào quang sáng ngời. Phi Nghê che miệng kinh sợ thối lui, trong mắt đầy lo lắng và sợ hãi. Ngày đó bên ngoài thành Viêm Vũ, Lý Vân Tiêu đã thử kiếm này, thân thể hư thoát. Hiện tại trọng thương còn muốn dùng kiếm này,
hậu quả khó có thể đánh giá. Nàng đã làm tốt chuẩn bị, nếu có dị thường, không để ý tất cả sẽ tiến lên cứu Lý Vân Tiêu. Tiểu Hồng cũng vô cùng kinh hãi, cảm nhận được kiếm ý kinh khủng kia, nói. Cái này, đây là kiếm gì? Sắc mặt Viện trầm xuống, cả kinh nói. Thiên thánh khí, ngươi có thể phát huy uy lực của thiên thánh khí. Lý Vân Tiêu không đáp, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào nàng, kiếm quang bắn ra ngoài càng ngày càng nhiều. Rất nhanh sẽ hội tụ vào hư ảnh kiếm quang, lực lượng cường đại khuếch tán ra, một phương thế giới này, vô số cột đá tỏa ra uy áp cực mạnh. Sắc mặt Viện đại biến, lúc này kiếm kia chưa từng hiện hình, nhưng bạo phát ra uy áp vô cùng đáng sợ, nhưng lại làm tâm thần của hắn lắc lư. Xảy ra chuyện gì? Đám người Chọc Khôn đang kịch chiến nhau cũng phải nhìn qua. Toàn thân Xí run lên, cả kinh nói. Là kiếm khí kia. Lúc trước hắn đánh một trận với Lý Vân Tiêu, mơ hồ cảm nhận được kiếm khí kia ngủ đông, ở ẩn trong người đối phương, cho nên hắn có ưu tư, lúc này mới dừng lại. Hiện tại xem xét, quả nhiên dự cảm của mình đã đúng. Kính Long cả kinh nói. Chẳng lẽ là thiên thánh khí? Xí gật đầu nói. Chắc thế, trừ thiên thánh khí ra, đương thời nào có huyền khí nào có uy áp như vậy. Nhưng ta nghe nói thiên thánh khí của thiên võ giới không phải giới thần bi sao? Tại sao dùng hình thái kiếm xuất hiện? Kính nói. Thiên thánh khí chính là thế giới giới lực sinh ra, có thiên biến vạn hóa cũng không kỳ quái. Xí nói. Đích thị là như thế. Chọc Khôn mở to mắt, thần thái khó mà tin nổi. Hắn nhìn thấy giới thần bi, hơn nữa cũng từng có trao đổi với giới vương có nó, hoàn toàn không phải đồ nhà quê như Xí. Hắn có thể khẳng định, giờ phút này kiếm trong tay Lý Vân Tiêu sắp hình thành không phải giới thần bi. Xảy ra chuyện gì, rốt cuộc là vật gì? Chọc Khôn mở to mắt, nhưng mà kiếm khí kia vô hình lại như hữu hình, căn bản khó có thể xác định, thậm chí không thể xác định nó là thật hay không. Thân thể Lý Vân Tiêu bắn ra kiếm quang đang run rẩy, ngày đó bên ngoài thành Viêm Vũ thử kiếm một lần xuất hiện trong đầu, lúc trước thân thể của hắn bị kiếm lực rút cạn, hiện tại sắp sụp đổ tới nơi rồi. Hắn phong tỏa kinh mạch, tránh thần dịch lực hao tổn không ngừng. Kiếm khí không ngừng bộc phát, hắn cảm giác được kiếm trong đan điền đang chấn động. Kinh mạch như bị vạn kiếm xuyên qua, hắn vô cùng thống khổ, đau nhức không chịu nổi. Ầm ầm, một tiếng nổ lớn vang lên, ngàn vạn kiếm quang ngưng tụ thành một điểm, tỏa ra ánh sáng chói lọi. Rốt cuộc là kiếm gì? Thân thể Chọc Khôn ngây dại, khi kiếm quang kia tỏa sáng hắn đã kịp phản ứng, khàn giọng hét lớn. Coi chừng, chạy mau. Tiếng kêu cực kỳ có lực xuyên thấu, làm chấn động cả lục đạo không gian. Nhưng Viện đắng chát quay đầu nhìn hắn. Nàng làm sao không biết nguy hiểm, làm sao không muốn đào tẩu. Nhưng thần thức của Lý Vân Tiêu đã tập trung vào nàng, ngay cả thanh kiếm này cũng tập trung vào nàng, khóa chặt nàng lại. Chọc Khôn sững sờ, nhìn thấy thần sắc khổ sở của Viện, lập tức kịp phản ứng, nàng trốn không thoát. Chi? Chọc Khôn cảm thấy toàn thân lạnh như băng, hắn cách nơi đó khá xa, không cách nào tự mình cảm nhận được uy năng của kiếm. Nhưng hắn dù nghĩ thế nào cũng không rõ, rốt cuộc là huyền khí gì có thể khóa chặt một ma tôn không thể bỏ chạy. Sắc mặt Chọc Khôn trầm xuống, lập tức tới gần Viện, hắn muốn giúp nàng, Viện vô cùng cảm động. Ngươi tới làm cái gì? Cứu ngươi! Ngươi không thể cứu ta, đi mau, thanh kiếm này rất tà dị. Đừng nói nhảm, đồng tâm hiệp lực. Hai người trao đổi ngắn với nhau, toàn thân Chọc Khôn bốc lên hỏa diễm màu xanh, chính là Hoàng Tuyền Minh Hỏa. A hàm chảm cốt đao trong tay hắn biến lớn gấp đôi, đao khí khủng bố xuất hiện. Hai lực lượng khác nhau xuất hiện trên người Chọc Khôn, hình thành hai kết giới khác nhau, phân biệt rất rõ ràng. Dưới hai lực lượng này trợ giúp, tâm tình của Viện bình tĩnh trở lại, sợ hãi trong lòng xua tan không ít, sắc mặt bình tĩnh nói. Cảm ơn. Chọc Khôn không có biểu lộ gì, nhìn chằm chằm vào thánh kiếm đang hình thành, cắn răng nói. Yên tâm đi, chúng ta sẽ vượt qua. Mặc dù kiếm này cổ quái, thực lực của Lý Vân Tiêu như thế, tuyệt đối không thể giết chúng ta. Hắn duỗi tay trái ra, cầm thật chặt tay Viện, mười ngón tay đan vào nhau. Dường như sinh ra lực lượng vô cùng lớn, Viện cũng tin tưởng nhiều, kim quang trên tay trái lóe lên, pháp thụ kim luân xoay tròn thật nhanh, hình thành thế giới. Lý Vân Tiêu nhìn hai người bọn họ gắn bó với nhau, bóng kiếm trong đan điền từ từ biến mất, rốt cục xuất hiện trong lòng bàn tay. Kiếm này dài 3 thước 7 tấc,
thân rộng mà trầm trọng, xanh trắng như mặt trăng, chuôi kiếm đen như mực lại tỏa ra hào quang màu vàng chói mắt. Đây là thánh kiếm của ta, là thánh kiếm ta luyện chế sao? Thân thể Lý Vân Tiêu dưới kiếm thế này hoàn toàn không thể tự chủ khống chế, chỉ có thể gian nan thôi động thánh kiếm trong tay. Vung vẩy đánh ra một kiếm chém vỡ hư không, lực lượng vô cùng vô tận vượt qua ngàn vạn thế giới. Hỏi đại địa bao la, ai chủ, chìm nổi bằng trầm phù. Ầm ầm, hàng tỷ cột đá sụp đổ dưới thanh kiếm, cả lục đạo không gian chấn động rất mạnh, tất cả mọi người cảm thấy tâm thần hoảng hốt, tất cả mọi thứ nhìn như không thật, hoàn toàn như mộng ảo. Hoàng Tuyền Minh Hỏa, A Hàm Đao Giới, Pháp Thụ Kim Luân, ba lực lượng khủng khiếp tạo thành ba vòng phòng ngự đau khổ trèo chống kiếm quang, Chọc Khôn cùng viện đã giác ngộ, không quan tâm sinh tử, dốc toàn bộ lực lượng bạo phát ra ngoài. Phốc phốc, hai người bị áp lực thật lớn ép lui ra phía sau, thân thể viện không ngừng vỡ tung, không ngừng có ma sát xuất hiện, thậm chí còn có thập phương hung hồn sát, nhưng đều bị kiếm khí tiêu diệt. Tại sao lại mạnh như thế? Phanh! A Hàm Đao biến mất trong tay Chọc Khôn, Hoàng Tuyền Minh Hỏa cũng tiêu tán không thấy. Pháp Thụ Kim Luân cũng mất đi kim quang, nó biến thành tấm chắn đơn giản đặt trước người viện. Mà thân thể viện run lên rất mạnh, rất nhiều ma sát thoát ra khỏi người nàng. Phốc! Cách hai người mấy ngàn trượng, thánh kiếm chấn động sau đó biến mất trong tay Lý Vân Tiêu. Toàn thân như bị xé thành mảnh nhỏ, đau đớn cực lớn trùng kích, Lý Vân Tiêu phun máu tươi cao vài thước. Dường như phun một nửa máu tươi trong người của hắn ra ngoài. Phu quân, Phi Nghê khàn giọng kiệt lực kêu một tiếng, lập tức bay tới bên cạnh Lý Vân Tiêu, ôm hắn vào trong ngực. Lý Vân Tiêu cảm thấy thân thể trống rỗng, không chỉ tinh khí thần không còn, ngay cả thần dịch lực cũng mất đi rất nhiều máu huyết, hắn như cái xác không hồn. Ba Long Tử trợn mắt há hốc mồm, đầu óc mất đi năng lực suy nghĩ. Lực lượng cường đại vừa rồi vượt qua phạm vi tưởng tượng của bọn họ. Không có người nào hiểu vừa rồi xảy ra chuyện gì. Trong nháy mắt lục đạo không gian yên tĩnh, cảm giác không chân thật rất quỷ dị. Sau đó mọi người chỉ cảm thấy thân thể bị kéo đi, trực tiếp bị đá ra khỏi lục đạo không gian, trở lại vãn linh chi địa. A! Đột nhiên viện hét thảm thiết, trên người càng có nhiều ma sát tuôn ra ngoài, không ngừng có thập phương hung hồn sát không ngừng dẫy dụa ra khỏi cơ thể. Thời điểm ở trong lục đạo không gian, nàng được không gian bảo hộ. Mà giờ khắc này mới xuất hiện tại vạn linh chi địa liền bị giới lực áp chế, uy áp giới lực khủng bố không ngừng đánh tan nàng. Viện, toàn thân Chọc Khôn run lên, hắn vội vàng bảo hộ nàng, rung giọng nói. Chịu đựng, ngươi nhất định phải chịu đựng a. Hắn tự tay lấy pháp thụ kim luân, dốc sức liều mạng rót ma nguyên vào, lại không có bất cứ động tĩnh gì. Mặc dù là Chọc Khôn cũng sinh ra rất nhiều ma sát, lực lượng đang chuyển hóa thành ma vật cấp thấp. Nhanh chóng thoát ra ngoài. Vô dụng. Viện đắng chát, vươn tay ra vuốt mặt Chọc Khôn, nói. Lực lượng của ngươi hiện tại không đủ, không cách nào kích hoạt pháp thụ kim luân. Buông tha ta đi, hiện tại mau ăn ta, có thể chữa cho thương thế trên người của ngươi. Như vậy chúng ta sẽ vĩnh viễn ở cạnh nhau, không bao giờ chia lìa. Không, ta nhất định phải cứu sống ngươi. Hai mắt Chọc Khôn đỏ thẫm như máu, sắc mặt đầy dữ tợn ôm viện, nói. Ngươi nhất định phải chịu đựng, ta hiện tại mang ngươi quay về ma giới. Không kịp, viện ngăn cản hắn, la lên. Ta đã không thể trèo chống được bao lâu, ngươi mau ăn ta đi, ăn ta biến thành lực lượng của ngươi, ngươi dễ dàng thu Lý Vân Tiêu cùng Tiểu Hồng. Như vậy ngươi có thể thành tựu thánh ma, tương lai trở thành một đời ma chủ mới. Đừng nói, Chọc Khôn giận dữ hét. Ta nhất định phải cứu ngươi. Tay trái của hắn bấm niệm pháp quyết điểm vào ngực viện, hắn độ ma khí không nhiều của mình cho viện. Hơn nữa thân ảnh lóe lên hóa thành ma quang. Phi Nghê ôm Lý Vân Tiêu, gương mặt vốn đầy tức giận. Nhưng vừa thấy hai người chung tình như thế, nội tâm mềm nhũn, không đành lòng đuổi theo. Nhưng thân ảnh Tiểu Hồng lóe lên, luân bảo trong tay nàng xoay tròn, a ma luân bảo ngăn cản trước mặt Chọc Khôn, kiếm chỉ hướng hắn, lạnh lùng nói. Ai cho phép ngươi đi? Thân thể Chọc Khôn không ngừng run rẩy, cắn răng nói. Tránh ra. Tiểu Hồng cầm kiếm đứng đó, lạnh lùng nói. Ngươi cảm thấy có khả năng sao? Mau tránh ra. Chọc Khôn thống khổ kêu to lên, nếu chậm trễ thêm thời gian sẽ không kịp quay về ma giới. Kiếm thế của Tiểu Hồng lạnh lẽo như sắt đá, nói. Nếu ngươi ưa thích nàng, vì sao không đi theo nàng?
cũng ưa thích ở cùng với ngươi, cũng sẽ không có tiếc nuối gì. Xùy, A Ma Luân Bảo đâm thẳng tới trước, ma quang như nhận, chém vỡ trời xanh. Dường như là bi ca của người cùng đường, dẫn đường tới chuông tang. Đi mau đi, ngươi đi mau đi. Viện khẩn trương, dốc sức liều mạng đập vào thân thể Chọc Khôn, nhưng tâm tình của đối phương vững như bàn thạch, cũng không di động nửa bước, ngược lại đón lấy kiếm quang kia. Xùy, A Ma Luân Bảo đâm thủng lồng ngực Chọc Khôn, trực tiếp xuyên thấu qua. Bước chân Chọc Khôn dừng lại, đứng trên hư không. Tiểu Hồng nhíu mày, lạnh lùng nhìn qua. Ba Long Tử cũng xúc động, từ đầu đến cuối chưa từng nhúc nhích. Viện khóc ròng nói. Người mau ăn ta đi, ăn ta là tốt rồi, mà chúng ta cũng không chia lìa. Đột nhiên Chọc Khôn cười cười, gật gật đầu, nói. Tốt, chúng ta sẽ không chia lìa. Tiểu Hồng lạnh lùng nhìn tất cả, nói. Nam nhân ác độc, cuối cùng không thể tránh khỏi tâm tư ích kỷ của mình. Nàng giơ tay lên, kiếm thế bùng phát. A Ma Luân Bảo sắp chém tới, đột nhiên thân thể Tiểu Hồng dừng lại, thân sắc khó tin. Viện quát lớn. Ngươi muốn làm gì? Chỉ thấy thân thể Chọc Khôn không ngừng nhạt dần, chậm rãi dung nhập vào trong cơ thể, hắn yêu thương nhìn người trong ngực. Viện khẩn trương, dốc sức liều mạng giãy giụa, không ngừng giãy giụa trong ngực hắn, nước mắt chảy dài, khóc giống nói. Mau dừng lại đi, ngươi sẽ chết đấy. Chọc Khôn lạnh nhạt cười nói. Ngươi không phải nói muốn dung hợp với nhau sao, vĩnh viễn không chia lìa sao? Như vậy chúng ta sẽ không tách ra. Viện khóc ròng nói. Ta bảo ngươi ăn ta, ngươi còn chưa bước vào giới vương cảnh, còn chưa trùng kích cảnh giới rất cao, ngươi sẽ quân lâm thiên hạ, nam nhân ngao du vũ trụ. Chọc Khôn nói. Không có ngươi, ta quân lâm thiên hạ làm gì? Tiếng nói của hắn nhạt dần, ma nguyên đen kịt rót vào trong người Viện. Thân thể sắp sụp đổ của Viện ổn định lại. Ta không cho phép ngươi làm như vậy. Viện tổn thương vừa tốt, lực lượng lại vượt qua Chọc Khôn. Lúc này ngăn cản hắn. Chọc Khôn nhướng mày, nói. Ta đã tiến vào quá trình suy thoái hoàn toàn, thân là ma tôn ngươi phải hiểu rõ, quá trình này là không thể nghịch chuyển. Mặc dù ngươi không quan tâm ma nguyên của ta, ta cũng không có khả năng sống thêm. Làm gì lãng phí chứ? Ta còn hy vọng thông qua thân thể ngươi truy cầu cảnh giới rất cao đấy. Hai vai Viện run rẩy lợi hại, đã khóc không thành tiếng. Nàng không cách nào ngăn cản Chọc Khôn thoái biến. Cũng không phải là không thể, mà không bao giờ như nguyện. Quá trình này không cách nào nghịch chuyển, nàng không muốn lãng ma nguyên nào của hắn, giờ phút này chỉ hy vọng hắn vĩnh viễn ở cạnh mình. Viện khóc giống nói. Ta nhất định sẽ thực hiện nguyện vọng của ngươi, cho ngươi thông qua thân thể của ta, đi cảm thụ thánh ma cảnh, cũng tồn tại cảnh giới rất cao. Chọc Khôn yêu thương vuốt ve mái tóc của nàng, mỉm cười. Nụ cười này biểu hiện rất tốt, cuối cùng cũng trả lời, vĩnh viễn định dạng. Thật lâu không tiêu tan. Tiểu Hồng lẳng lặng nhìn qua cảnh tượng này, A Ma Luân Bảo vẫn không chém xuống. Nàng thở dài một hơi, ma binh trong tay biến mất không còn. Bởi vì lúc này Viện đã khôi phục, nhưng cảm xúc chưa ổn định, nhưng từ ma nguyên chấn động tỏa ra, nàng còn mạnh hơn lúc trước, nhưng nàng không có ý định ra tay. Tiểu Hồng và Phi Nghê nhìn nhau, hai người đều có chung tâm tư, không định ở lâu nơi này. Hiện tại Viện run rẩy. Thân thể Chọc Khôn không ngừng nhạt dần, cũng như mây như khói nhưng chưa tiêu tán nhanh như vậy. Viện si mê nhìn hắn, thân thể như hóa đá. Nàng không dám đi đụng vào mây khói này, sợ vừa chạm vào sẽ làm Chọc Khôn tiêu tán, cứ lẳng lặng nhìn như thế, hy vọng thời gian vĩnh viễn dừng lại. Phi Nghê cảm thán một tiếng, nói. Đi thôi, vốn rất hận nàng, bây giờ nhìn thấy nàng đáng thương như thế, hận ý cũng không còn. Tiểu Hồng nhẹ ân một tiếng, nói. Chỉ cần Chọc Khôn kia chưa diệt, có lẽ nàng sẽ không động, chúng ta có đầy đủ thời gian rời đi. Phi Nghê nói, mục đích tới đây chưa hoàn thành, tù cùng cá sấu vẫn không rõ tung tích, có lẽ bọn họ đang ở trong cái gọi là giới khanh. Cũng không biết, giới khanh, là thứ gì, lại ở nơi nào. Chúng ta tạm thời quay về thành Viêm Vũ bàn bạc kỹ hơn. Hai người định rời đi, đột nhiên thân thể run lên. Chỉ thấy cách đó không xa. Giận Vũ, Thủy Long cùng Uyên Long đã đứng đó, hơn nữa còn có vài chục con chân linh đứng phía sau, tất cả đang lạnh nhạt quan sát tất cả. Sắc mặt Phi Nghê cùng Tiểu Hồng biến hóa, tâm thần không tốt. Đám người xí chấn động, trợn mắt nhìn chằm chằm vào Giận Vũ, tràn đầy sát khí.
thật sự có chuyện lý thú đấy. Giận Vũ cười mà lòng không cười, ngữ khí cực kỳ lạnh như băng, lòng nhãn màu xanh đầy hưng phấn. Nhìn không được liếm môi, dường như đây là kết quả hắn muốn nhìn thấy nhất. Uyên vui vẻ hét lớn. Ba vị ca ca, làm tốt lắm. Lý Vân Tiêu lần này chạy đằng trời. Sắc mặt ba Long Tử tái nhợt, xí tức giận nói. Ngu xuẩn, giết hại Tam ca trừ Lý Vân Tiêu ra, còn có Giận Vũ là hung thủ. Uyên kinh hãi nói. Tứ ca nói cái gì lời ngu xuẩn gì thế? Xí giận không có chỗ đánh, biết rõ nói không thông với đồ ngu xuẩn này, lập tức mắng. Sớm biết như thế, thời điểm Vạn Linh chia địa chưa mở ra ta giết ngươi cho xong, tránh ngươi trợ trụ vi ngược hiện tại. Uyên không vui nói. Tứ ca nói như vậy thật tổn thương tình cảm huynh đệ chúng ta. Xí tức giận kêu to, hắn muốn giết người, bị Kính và Mang cản lại. Kính thở dài. Hắn chỉ ngu xuẩn như thế thôi, dù ngươi tức giận thế nào cũng vô dụng. Hiện tại nên nghĩ nên làm thế nào mới tốt. Sắc mặt Xí thay đổi, với tình huống của ba người hiện tại cũng không phải đối thủ của Giận Vũ và Thủy Long. Nếu Uyên đào ngũ, cố gắng còn có thể đánh một trận, nhưng đây là việc không thể nào. Giận Vũ an ủi Uyên, nói. Ba người bọn họ gần đây hồ đồ, người cũng không phải không biết. Chờ chúng ta giết đám người Lý Vân Tiêu báo thù cho tam ca của ngươi, lại mang ba tên bọn chúng về giáo dục lại. Ba người nghe xong liền biến sắc, lập tức lạnh cả người. Nếu bị mang trở về, kết cục có thể nghĩ, hơn phân nửa cũng bị rút sạch Long Nguyên, trở thành vật giúp Giận Vũ chống lại thiên nhân ngũ suy. Đáng hận là Uyên còn gật đầu, nói. Phụ vương nói đúng. Ba người tức giận suýt nữa muốn xông lên đánh chết hắn. Phi Nghê và Tiểu Hồng hoảng sợ, tuy hai người đều là hùng chủ, nhưng lúc này chênh lệch quá rõ ràng, căn bản không có cơ hội lật bàn, nội tâm xoắn suýt. Tiểu Hồng trấn định suy nghĩ, truyền âm nói. Ba Long Tử như lâm đại địch, không bằng liên thủ bọn chúng, như vậy còn có cơ hội. Phi Nghê gật gật đầu, đưa mắt nhìn qua. Không biết là hữu ý vô ý. Lúc này đám người Xí cũng nhìn qua. Ánh mắt hai bên chạm nhau, lập tức hiểu tâm tư lẫn nhau, liền gật đầu. Cảnh này không trốn khỏi mắt của Giận Vũ, hắn cười nói. Thật là quái thay, Uyên Nhi a, ngươi nhìn ba tên ca ca không có tiền đồ của ngươi kìa. Giờ này chúng định liên thủ với đám người Lý Vân Tiêu đối phó chúng ta đấy. Uyên tức giận quát. Ba vị ca ca, đầu óc các ngươi bị nước vô sao. Oa a a. Ta thật muốn xé ngươi a. Xí tức giận không kìm được, tình cảnh bọn họ bây giờ rất đáng lo, không cẩn thận sẽ chết, đồ ngu xuẩn này còn đi giúp đỡ địch nhân. Uyên tức giận nói. Nếu tứ ca giống như phụ vương đã nói, gian ngoan mất linh. Vậy tiểu đệ cũng chỉ có thể liên thủ với phụ vương bắt mấy ca ca trở về rồi nói sau. Xí nghiến răng nghiến lợi, nói. Lúc Vạn Linh chi địa còn chưa mở ra, thật sự nên làm thịt tên này. Kính nói. Hiện tại tất cả đều muộn, liên thủ Thiên Phượng các nàng thì còn cơ hội lật bàn. Chậc chậc, đám người các ngươi là sỉ nhục của Long tộc. Hôm nay bổn vương có trách nhiệm chấm dứt sỉ nhục này. Giận Vũ cười lạnh một tiếng, sau lưng có rất nhiều chân linh không ngừng lao tới, khí tức trên người tăng vọt rất mạnh. Lúc này sát khí tăng lên làm nhiệt độ giảm xuống, mà tất cả mọi người cảm giác khí tức lạnh như băng bao phủ thân thể, dường như trái tim bị đông cứng lại. Giận Vũ biến sắc, kinh hãi nhìn về phía viện. Viện từ đầu đến cuối chưa từng nhúc nhích, vẫn nhìn vào cái bóng nhàn nhạt của Trọc Khôn, trên mặt đã bao phủ một tầng sương lạnh, nói. Ai dám lại ồn ào, kẻ đó phải chết. Trong lời của nàng mang theo sát ý lạnh giá, làm cho người ta không rét mà run. Vừa rồi những chân linh cuồng bạo đã làm không gian chấn động, làm cho hư ảnh Trọc Khôn nhạt đi không ít, đã làm cho hai mắt nàng đỏ bừng. Những chân linh này đã lọt vào danh sách phải chết của nàng. Nếu không phải không muốn rời khỏi Trọc Khôn ôm ấp, hiện tại nàng đã ra tay giết người. Nội tâm Giận Vũ cả kinh, cảnh tượng vừa rồi hắn đều nhìn thấy, sau khi viện dung hợp với Trọc Khôn, không chỉ không còn thương thế, hơn nữa khí tức đã đạt tới cảnh giới đáng sợ. Hắn ôm quyền nói, các hạ là ma giới ma tôn sao, tại hạ Giận Vũ, năm đó Trọc Khôn đại nhân là hảo hữu chí giao cùng chiến tuyến với ta. Cùng vào sinh ra tử, tình như thủ túc. Không thể ngờ 10 vạn năm qua đi, lại thiên nhân hai giới, vĩnh viễn không gặp lại nhau. Uyên cả kinh nói. Thì ra phụ vương nhận ra người nọ, còn tình thâm nghĩa trọng như vậy. Giận Vũ vụng trộm lườm hắn một cái, tiếp tục nói.
nhớ năm đó Trọc Khôn đại nhân tư thế hiên ngang, cơ chí gan dạ sáng suốt không ai không phục. Nói chuyện vui vẻ, giọng nói và nụ cười chỉ điểm Giang Sơn như mới ngày hôm qua. Mặc dù như giấc mộng hoàng lương, lại lưu danh ngàn năm, dầu dĩ mà bi thương. Nói đến chỗ động tình, hắn đưa tay lau mắt, nói. Lý Vân Tiêu hại ái tử của ta, nay lại hại Trọc Khôn đại nhân, giận vũ ta thể phải giết hắn báo thù cho đại nhân. Hắn nói chém đinh chặt sắt, lòng đầy căm phẫn, đầy lửa giận và chính khí. Cả không gian an tĩnh lại, tất cả mọi người lặng lặng nhìn hắn diễn kịch. Giận vũ vụng trộm lườm viện, không thấy đối phương có bất kỳ phản ứng nào, nội tâm đang nói thầm gì đó. Cũng không biết thái độ của viện thế nào, chính mình mạo muội ra tay có thể dẫn tới nàng không vui. Vào lúc không biết chủ ý, rốt cuộc viện nói. Cuối cùng nói một lần, người nào ồn ào, chết. Ngươi! Giận vũ giận dữ, mình giả tình thâm và làm nhiều trò như vậy đã phí công. Nhưng tình cảnh lúc này rất tốt, Ba Long Tử và Phi Nghê, Tiểu Hồng liên thủ, miễn cưỡng có thể chống lại giận vũ. Tuy viện cũng muốn giết Lý Vân Tiêu, nhưng lại thành thủ hộ giả yếu thế, làm cho giận vũ không dám vọng động. Tốt, bởi vì cái gọi là người chết là lớn, huống chi Trọc Khôn huynh. Giận vũ tự định giá liên tục, cảm thấy không nên giao thủ với viện, lập tức nói. Xem mặt mũi của Trọc Khôn huynh, lúc này cho đám người Lý Vân Tiêu sống thêm một lát. Tất cả mọi người nghe đây, mặc niệm cho Trọc Khôn đại nhân. Hắn đi đầu cúi đầu xuống, tràn đầy thần sắc bi thương. Đám chân linh cũng cúi đầu, bộ dáng hữu khí vô lực và thấp giọng rên rỉ. Phi Nghệ im lặng, mắng. Thật sự là đủ dối trá. Tiểu Hồng cũng khẽ lắc đầu, nói. Một đời chân long, không ngờ biến thành bộ dáng này, thật buồn nôn. Ba Long Tử dường như nghe nàng nói thế thì đỏ mặt, không dám nói câu nào. Phi Nghê nói, Trọc Khôn tiên sinh chết đi, chúng ta cũng có quá nhiều bất đắc dĩ. Nếu giận vũ tiên sinh lúc này mặc niệm, chúng ta cũng không tiện quấy rầy, chúng ta sẽ rời đi, các vị, cáo từ. Muốn đi, hừ. Giận vũ hừ lạnh một tiếng, sắc mặt bi thương biến thành đầy sát khí. Phi Nghê cười lạnh nói, đại nhân không phải muốn mặc niệm sao? Ở đây ngươi dám động thủ sao? Trọc Khôn đại nhân lưu lại tàn ảnh sắp biến mất, chọc giận bà cô này, ngươi chịu nổi sao? Nội tâm giận vũ cả kinh, nhìn về phía viện, bóng dáng Trọc Khôn thật sự càng ngày càng mờ nhạt. Cảm xúc của viện bắt đầu chấn động, gương mặt đầy thống khổ, không bỏ, tuyệt vọng. Đi! Trong nháy mắt giận vũ phân tâm, Phi Nghê và Tiểu Hồng nhìn nhau, hóa thành hào quang rời đi. Đuổi theo! Giận vũ ăn cả kinh. Đây là cơ hội ngàn năm có một, tuyệt đối không thể để Lý Vân Tiêu chạy. Thậm chí tạm thời buông tha Ba Long Tử cũng phải lưu Lý Vân Tiêu lại. Nhưng lại sợ chọc giận viện, trầm giọng nói. Đều chú ý một chút, đừng để lực lượng chấn động quá lớn. Nếu phần đông chân linh đồng thời vọt lên, chấn động sẽ làm hư ảnh Trọc Khôn tan biến, như vậy phiền toái lớn lắm. Cả đám người hóa thành hào quang, cố ý bay vòng ra xa. Lúc này mới dám đuổi theo đám người Phi Nghê cùng Tiểu Hồng. Trong sương mù mờ ảo, trước tấm kính bằng nước thật lớn có hơn trăm võ giả đang ngồi, bọn họ bấm niệm pháp quyết điểm vào mặt kính. Nam Khâu Vũ đứng chắp tay, lẳng lặng quan sát, nhưng sắc mặt không tốt. Khuy Thiên kính ảnh thuật và thủy ảnh thuật bình thường có khác biệt rõ ràng, chính là một môn vô thượng thần thông. Trong phạm vi nhất định, chỉ cần có hào quang tỏa ra sẽ bắt được hình ảnh, hoàn toàn không quan hệ tới tu vị võ giả. Mà thủy kính thuật bình thường, chỉ cần người bị quan sát có thực lực mạnh, như vậy sẽ bị chấn động không gian ảnh hưởng, không thể nào nắm được tình hình. Mà vừa rồi thủy kính thuật đã bị phế đi, hình chiếu chỉ là tối tăm, tối không thấy mặt trời. Loại tình huống này chưa bao giờ gặp qua, làm cho Nam Khâu Vũ cảm thấy nội tâm rất bất an. Hình ảnh lúc trước là Lý Vân Tiêu thi triển tam thiên thế giới, dùng lục đạo ma binh đối kháng mãnh liệt, vậy mà đánh vỡ Khuy Thiên kính ảnh thuật. Tốt! Xuất hiện. Chữa trị. Đột nhiên có vài tiếng hô vang lên, lúc này hơn trăm người ồn ào, đều thở ra một hơi. Nam Khâu Vũ quát. Không nên lười biếng, vừa mới khôi phục, kính tượng còn chưa đủ ổn định. Tiếp tục dùng lực lượng củng cố. Hình ảnh trong đó bất ổn rất mạnh, nhưng lắc lư vẫn trông thấy một ót. Những người chữa trị không dám lãnh đạm, tiếp tục đánh ấn quyết vào trong mặt kính. Ánh mắt Nam Khâu Vũ bắn ra hào quang. Nhìn chằm chằm vào màn sáng trước mặt. Sau đó thân ảnh mọi người đã biến mất,
chỉ còn lại thân ảnh của Viện đứng cô đơn ở đó. Dường như muốn ôm Trọc Khôn, nhưng cho dù thế nào cũng không thể ôm được cái bóng mơ hồ đó. Hào khí trở nên ngưng trọng, tất cả mọi người giữ im lặng, dường như đang chờ Nam Khâu Vũ quyết định. Các ngươi nói, có nên đi cứu Phi Nghê cùng Tiểu Hồng hay không? Thật lâu, rốt cuộc Nam Khâu Vũ mở miệng, ngữ khí thập phần do dự. Hắn xoay chuyển ánh mắt hỏi mấy trưởng lão phía sau. Muốn, đương nhiên phải cứu. Trên bầu trời hư quang pháp tắc chi liên lắc lư, thân ảnh Trác Thanh Phàm xuất hiện, gương mặt tái nhợt đầy tức giận, lạnh lùng nói. Hai người các nàng cứu là Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu chính là Minh Chủ Thiên Võ Minh, nếu hắn chết ở đây, phiền toái không chỉ có các ngươi, càng có cả thiên võ giới. Một trưởng lão áo bào đỏ nói. Về tình về lý là phải cứu, nhưng cứu thế nào? Giận Vũ mang theo hai tên cường giả tạo hóa cảnh và mấy chục chân linh đuổi giết các nàng, lực lượng này không phải Thiên Tiệm Nhai có thể ngăn cản. Trác Thanh Phàm lập tức nói. Vị trí Thiên Cung hư vô mờ mịt, dẫn Phi Nghê cùng Tiểu Hồng vào đây, sau đó dùng trận pháp mê hoặc đám người Giận Vũ. Hơn nữa cầu cứu Thành Viêm Vũ, như vậy sẽ có cứu binh tới nhanh thôi. Tên trưởng lão này cười lạnh, nói. Ngây thơ, muốn dẫn hai người bọn họ vào Thiên Cung. Như vậy sẽ phải hiện thân. Một khi hiện thân, không có khả năng thoát khỏi Giận Vũ truy tung. Còn nữa, người cũng quá đề cao phòng ngự của Thiên Cung rồi, còn có cao thủ Thành Viêm Vũ hàng lâm sao? Ta xem khả năng quá nhỏ. Trác Thanh Phàm lạnh lùng nói. Hôm nay thiên hạ gặp nạn, nếu ma tộc xâm lấn, chắc chắn sanh linh đổ thán. Thiên Tiệm Nhai các ngươi cầm đầu một đám thế gia lánh đời, không nhận trách nhiệm cũng bỏ đi, còn thấy chết mà không cứu. Huống hồ Lý Vân Tiêu vừa chết, Thành Viêm Vũ sẽ oanh động, các người thấy chết mà không cứu sẽ không giấu giếm được, khó bảo toàn Thành Viêm Vũ sẽ không giận chó đánh mèo phát tiết lên người các ngươi. Tên trưởng lão này quát. Chê cười, chẳng lẽ cho rằng chúng ta sợ Thành Viêm Vũ hay sao? Còn nữa, vì sao ta phải cứu hắn? Bởi vì hắn là Minh Chủ Thiên Võ Minh sao? Thiên Tiệm Nhai không hỏi thế sự đã lâu, hoàn toàn không có hứng thú với việc này. Không cứu chính là không cứu. Ngươi không cần giảng nhiều đạo lý với chúng ta như vậy. Hiển nhiên hắn thật sự tức giận rồi. Trác Thanh Phàm nổi giận mắng. Lão thất phu, đầu óc heo, nếu thiên võ minh tan rã, đương thời còn người nào đứng ra chống cự đại quân ma tộc. Đến lúc đó các ngươi cũng phải quỳ trước ma tộc cúi đầu gọi ba ba. Còn không hỏi thế sự, còn không có hứng thú, ta thấy ngươi không có đầu óc. Lánh đời lâu như thế, trí thông minh rơi sạch rồi. Ngươi dám mắng ta. Tên trưởng lão này đứng lên, sát khí bắn ra, ánh mắt như độc xà nhìn chằm chằm vào Trác Thanh Phàm. Ha ha! Trác Thanh Phàm cười nói. Đại nhân thật là lợi hại, ta rất sợ hãi nha. Ngươi! Tên trưởng lão này giận dữ, đang muốn động thủ, lập tức bị người bên cạnh kéo lại, an ủi khuyên can hắn. Trác Thanh Phàm cười lạnh nói. Nếu sợ ngươi, ta cũng sẽ không chửi, mắng ngươi. Đã dám mắng thì không cần quan tâm tới con sâu cái kiến như ngươi. Nam Khâu Vũ đau đầu, nói. Được rồi, đừng nói nữa. Thời điểm này còn xung đột cái gì, nhanh nghĩ lại có cứu hai nàng hay không? Nói sai, là cứu hai nàng, còn có Lý Vân Tiêu và rất nhiều cường giả trong giới thần bi nữa. Hữu Cầm Phi nói. Ta cho rằng có thể cứu. Trác Thanh Phàm đại nhân nói có Lý Vân Tiêu không thể chết được. Đám người dư trưởng lão cũng nghị luận, bọn họ nói ý kiến của mình, đều không chung ý kiến. Nam Khâu Vũ nói, đừng thảo luận, hiện tại bỏ phiếu đi, cứu hay là không cứu. Rất nhanh, tất cả trưởng lão bày tỏ thái độ, vậy mà đa số bỏ quyền, cho rằng không sao cả. Những người còn lại bỏ phiếu cứu nhiều hơn một ít. Tên trưởng lão chủ trương không cứu sắc mặt tái nhợt, có chút không nhịn được, tức giận nói. Chư vị thật nghĩ rõ ràng. Cứu Lý Vân Tiêu không chỉ là vấn đề có thực lực hay không, còn vô cùng có khả năng ảnh hưởng đến đại sự của bổn phái. Nam Khâu Vũ nói. Đã có kết quả, Trương trưởng lão cũng không cần nhiều lời nữa. Về phần kết quả như thế nào, hết sức là được. Lý Vân Tiêu mà chết, đừng nói là môn phái, cho dù là cả thiên võ giới cũng bị ảnh hưởng to lớn. Trương trưởng lão tức giận hừ một tiếng, lúc này phải áo rời đi. Trác Thanh Phàm đại hỉ, nói. Nam Khâu Vũ, quen ngươi nhiều năm như thế, đây là lần ngươi làm ta vui vẻ nhất. Nam Khâu Vũ cười khổ nói. Thiên hạ hưng vong, thất phu hữu trách mà thôi. Ta thả hư không đại nhân ra ngoài,
ngươi lại đi tới thành Viêm Vũ, bảo người tới cứu viện. Bên phía này ta tận lực kéo dài thời gian. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Dứt lời hắn đánh ra vài đạo ấn quyết lên trời, pháp tắc hư liên lập lòe, lập tức biến mất trên trời cao. Trác Thanh Phàm không nói hai lời, lập tức biến mất trên trời cao. Nam Khâu Vũ nhìn hình ảnh to lớn, Phi Nghê và Tiểu Hồng đang liều mạng bỏ chạy, nói. Mở cửa thiên cung ra, mở Phiêu Miểu Vân trận. Sau khi ra lệnh, thân ảnh của hắn biến mất tại chỗ, hắn muốn đích thân đi đón hai nàng. Trên không trung của phiến hải vực này, trong đó mây trắng quay cuồng, bầu trời quang đãng lại bị sương mù che khuất. Phi Nghê cùng Tiểu Hồng đột nhiên ngất lịm, lúc này giật mình quan sát chung quanh. Phi Nghê cả kinh nói. Tại sao đột nhiên bầu trời biến hóa, chẳng lẽ phía trước có mai phục? Tiểu Hồng cười cười, nói. Làm sao có thể, chúng ta mới từ Vạn Linh Chi Địa đi ra, nơi này vẫn thuộc Bắc Hải. Đừng nói không có khả năng có mai phục, cho dù là có thì chúng cũng tìm chết. Huống hồ bốn bề là biển, thời tiết biến hóa vô thường, lại có hiện tượng thiên văn kỳ quái cũng không có gì lạ. Phi Nghê xấu hổ, lúng túng nói. Thì ra là thế, vẫn là muội muội kiến thức rộng lớn, tỷ tỷ rất ít đi biển, cho nên cảm thấy quái dị, như vậy chúng ta đi thôi. Hơn nữa những mây mù này thật kỳ lạ, có thể ngăn cản giận vũ một lúc. Tiểu Hồng cười khổ một tiếng, lắc đầu, nói. Một ít mây mà thôi, làm sao có thể chống đỡ được chân long. Đừng nói, tiếp tục đi thôi. Hai người nói chuyện với nhau một phen, hơi khôi phục khí lực liền bay đi. Vừa đi một lúc, hai người biến sắc. Tiểu Hồng cả kinh nói. Làm sao có thể? Bọn họ vừa đi vào trong đám mây liền mất đi cảm giác phương hướng. Phi Nghê trầm giọng nói. Quả nhiên có mai phục, nhưng mà thật kỳ quái, chắc có lẽ không phải là người giận vũ, người này là ai? Tiểu Hồng nói. Trên Bắc Hải này có bản lĩnh vây khốn ta và ngươi, không có ai mới đúng. Ha ha, không dám nói vây khốn, chỉ là tiểu kế mà thôi, hai vị không nên bận tâm. Trong mây mù mờ ảo, một đạo kim mang xuất hiện, Nam Khâu Vũ xuất hiện, hắn vuốt tròm râu cười nói. Phi Nghê cả kinh, đại hỉ nói. Nam Khâu Vũ đại nhân. Nam Khâu Vũ cười nói. Đúng là lão hủ, nghe hai vị gặp nạn, cố ý đón chào. Ánh mắt của hắn nhìn Lý Vân Tiêu trong ngực Phi Nghê, nói. Vân Thiếu không có sao chứ? Phi Nghê vui vẻ nói. Đa tạ đại nhân viện thủ, phu quân chỉ thoát lực bất tỉnh mà thôi, cũng không đáng ngại. Nam Khâu Vũ lúc này mới yên tâm, nói. Như thế thuận tiện, đi theo ta. Hai người đại hỉ, theo sau Nam Khâu Vũ tiến vào trong mây mù. Phi Nghê nói. Trong giới thần bi có không ít cường giả thiên võ minh. Nhưng hiện tại phu quân hôn mê, bọn họ tạm thời ra không được. Chỉ cần phu quân tỉnh lại liền có thể cùng bọn họ kháng địch. Nam Khâu Vũ gật đầu nói. Như thế rất tốt. Kỳ thật nội tâm của hắn vẫn có một điều lo lắng, dù sao cũng là hắn dẫn Lý Vân Tiêu vào Vạn Linh Chi Địa, nếu như bị hắn biết được, cũng không biết sẽ dẫn ra bao nhiêu phong ba. Lý Vân Tiêu khống chế giới thần bi xưa đâu bằng nay, nếu là trước kia, dám người Đoan Mộc Hữu Ngọc thật sự có thể đi ra ngoài. Nhưng hiện tại đã là thế giới nguyên vẹn vững chắc, không có thực lực mạnh mẽ tuyệt đối, thật sự không thể ra được. Thân ảnh ba người đi vài bước trong mây em phu, liền hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Nhưng qua một lát, đám người giận vũ đã chạy tới, nhìn thấy đám mây mù này thì sắc mặt âm trầm. Uyên cả kinh nói, phụ vương, đám mây này dường như có vấn đề. Giận vũ cười lạnh nói, một đám vô tri. Cho rằng chút tài mọn này có thể ngăn cản được ta sao? Nhưng mà bổn tọa thật sự cảm thấy kỳ quái, hai nhà đầu kia không có thời gian bày trận, là người phương nào làm ra? Uyên nói, mặc kệ là kẻ nào, dám đối nghịch với ta, đó là tìm chết, để hài nhi phá trận. Giận vũ gật đầu nói, làm cho nhanh, lúc này sơ ý để hai nhà đầu chạy đi. Mà trận pháp này có phần độc đáo, lại ẩn giấu khí tức của hai nhà đầu. Người bày trận có chút tài năng. Hai mắt Uyên phát lạnh, long khí bùng nổ ngưng tụ phong bạo trên người, sau đó hóa thành đao ảnh chém xuống. Ầm ầm, bầu trời bị chém thành hai nửa, mây trắng trước mặt bị chém thành hai nửa, ở khu vực trung ương là cái khe sâu không thấy đáy. Mây trắng quay cuồng, từ trong khe hở trào ra ngoài. Nhưng qua một thời gian ngắn thì dừng lại, mây trắng vẫn bất động, chỉ hóa thành hai nửa mà thôi.
Sắc mặt Giận Vũ và Uyên khó nhìn. Uyên quát. Vư Tuyên, ngươi chính là tụ phong chi linh, thổi tan mây mù cho ta. Vâng. Sau lưng có một chân linh ứng tiếng. Đó là một tiểu lão nhân dáng người khô gầy, sau lưng còn mọc gai xương bén nhọn. Vư Tuyên tiến lên, vận chuyển nguyên công, trên người xuất hiện hư cháo màu xanh, miệng như mỏ chim, gai xương sau lưng dựng thẳng, hắn nhanh chóng kết ấn. Vù vù. Trong thiên địa sinh ra cương phong, hóa thành trăm cơn vòi rồng quét qua phiêu miểu vân trận. Hai đám mây này bị thổi bay ngàn trượng nhưng không tiêu tán, nhưng cương phong tiến vào trong mây mù lại biến mất không còn bóng dáng. Gương mặt Vư Tuyên đầy mồ hôi, hắn đã hết sức, hiệu quả hết sức nhỏ bé, sợ bị Uyên trách tội. Uyên hét lớn. Thứ này giống như kẹo đường, làm thế nào cũng không thổi đi, phụ vương, làm sao bây giờ? Giận Vũ âm trầm nói. Đám mây này có trận pháp cường đại chèo chống, lúc này mới có thể không tiêu tan. Đã như vậy, chúng ta đi vào trong trận, ta cũng không tin chỉ là mê trận có thể làm khó ta. Hắn bước vào trong trận pháp, chợt cảm thấy mình mất đi phương hướng, thần thức khó phân biệt. Uyên trầm giọng nói. Đáng tiếc thần thức đại ca không rõ, nếu không dùng thần thông ngũ long tê không khiếu của hắn có thể phá tan mê trận này rồi. Hai người đi theo sau Thủy Long sắc mặt bình thản, dường như không nghe thấy. Giận Vũ quay đầu nhìn hắn một cái, đột nhiên trong mắt bắn ra hào quang, nói. Ngũ long tê không khiếu sao? Dường như Thủy Long nhận được mệnh lệnh, thân thể hơi động, bay lên bầu trời. Lập tức long vực mở ra bao phủ mây mù. Long quang lập lòe trong long vực, đột nhiên xuất hiện năm long ảnh, giống như từ trên trời giáng xuống, khí thế rất đáng sợ. Uyên vừa mừng vừa sợ, kêu lên. Đúng là chiêu này. Năm con quang long phun long ngữ, hóa thành hào quang mỹ lệ, nhưng long ngữ biến thành hạt châu, sắp xếp chỉnh tề sau đó vỡ vụn ra. Từng tiếng long ngâm cao vút, cả bầu trời chấn động dữ dội, long ngâm như đao cắt phá không gian. Sắc mặt đám chân linh hoảng hốt, dốc sức liều mạng bị tai lại. Thân thể Vư Tuyên run rẩy lợi hại, hào quang màu xanh bao phủ thân thể sơ xác. Nhưng lúc này trong hào quang bay ra ngàn vạn đạo kiếm quang, đồng loạt chém thẳng vào năm con quang long này. Nhưng kiếm quang mặc dù bén vẫn không thể tới gần long thân, liền trực tiếp bị sóng âm đánh nát. Hừ, cuối cùng vẫn ra tay sao? Giận Vũ cười lạnh một tiếng, thả người bay lên, hai tay bấm niệm pháp quyết, một đạo long ấn từ trên bầu trời ấn xuống. Ầm ầm, từng đám mây mù vỡ nát, vô số trận pháp chấn động, lúc này xuất hiện vòng xoáy. Hiển nhiên trận pháp có dấu hiệu vỡ vụn. Trên thiên cung, sắc mặt đám người Nam Khâu Vũ biến hóa. Tại sao lại nhanh như thế? Vốn bọn họ vào trong trận pháp, tâm thần của ta đã giảm xuống, lại không nghĩ tới bị hắn phá trong nháy mắt. Dù sao cũng là hai tên cường giả tạo hóa cảnh, trận pháp mạnh hơn nữa cũng không ngăn cản được. Trận pháp bị phá chỉ là vấn đề thời gian, nhưng mà không nghĩ lại nhanh như vậy. Trước thủy kính thật lớn kia, rất nhiều trưởng lão nghị luận. Rất nhiều người vô cùng lo lắng, thậm chí có những người hối hận khi ra tay cứu Phi Nghê cùng Tiểu Hồng. Phi Nghê cũng lo lắng nói. Đại nhân, làm sao bây giờ? Không bằng chúng ta bỏ thành rời đi, tiến về thành Viêm Vũ. Chỉ cần trở lại thành Viêm Vũ sẽ an toàn. Không thể, thiên cung chính là cứ điểm bao nhiêu năm qua của thiên tiệm nhai, cho dù cận kề cái chết cũng không bỏ được. Một trưởng lão lập tức bác bỏ. Dư trưởng lão cũng kiên định không đi. Nam Khâu Vũ nói. Chư vị không cần sợ. Thiên tiệm nhai dù không hỏi thế sự, nhưng nội tình tích lũy bao nhiêu năm qua cũng không phải tầm thường. Hắn lấy một vật ra, đó là một ngọn núi nhỏ, ánh mắt nhìn qua phía Phi Nghê, mỉm cười nói. Trong tay Vân Thiếu dường như có một kiện huyền khí, tên là Thất Sắc Đâu Xuất Thiên. Phi Nghê gật đầu, nói. Đúng vậy. Vật kia rất nặng, chính là thổ hệ nguyên tố biến dị cô đọng mà thành. Nam Khâu Vũ nói. Ngọn núi trong tay ta cũng là thổ hệ nguyên tố biến dị, tên là Vô Ngân. Có thể dùng che giấu. Đáng tiếc chỉ là một loại nguyên tố, nếu có thể có Đâu Xuất Thiên Phong của Vân Thiếu hiệp trợ, có thể làm ít công to. Phi Nghê nhìn Lý Vân Tiêu vẫn còn trong hôn mê, lo lắng nói. Sợ là. Ta thử xem. Đột nhiên Lý Vân Tiêu nói một tiếng rất nhỏ. A, à, phu quân. Phi Nghê cả kinh, vội vàng cúi người xuống, xem xét thương thế của hắn. Lý Vân Tiêu hơi mở mắt ra, hắn vô cùng suy yếu, hơi thở mong manh.
Lý Vân Tiêu miễn cưỡng cười cười, nói. Để ngươi lo lắng. Phi Nghê khổ sở lại cao hứng, chua xót nói. Phu quân và Phi Nghê thì không nên nói thế. Lý Vân Tiêu nói. Vịn ta đứng dậy. Thân thể của hắn hư thoát, hắn giống như chỉ còn túi da, thần dịch lực không còn, kinh mạch như dòng sông khô cạn, đã khô quắt cả rồi. Phi Nghê vừa chạm vào liền cảm giác được rõ ràng, nội tâm đau xót, nước mắt chảy dài. Tiểu Hồng cũng bị hắn suy yếu làm sợ hãi, nói. Rốt cuộc là thanh kiếm như thế nào, tại sao làm ngươi biến thành như thế? Kiếm, kiếm gì? Nam Khâu Vũ nhíu mày hỏi tới. Trong lòng của hắn sinh nghi, hình ảnh thủy kính mất đi, đám người bị cuốn vào lục đạo không gian, cũng không nhìn thấy Lý Vân Tiêu thi triển thủy chủ trầm phù. Đợi khi hình ảnh khôi phục, cũng đã nhìn thấy Trọc Khôn và Viện Trọng Thương. Lý Vân Tiêu lắc đầu nói. Việc này nói rất dài dòng, ta nên lấy đâu xuất thiên phong ra. Nam Khâu Vũ lúc này mới ăn cả kinh, trước kia thấy hắn suy yếu, cũng chỉ cho rằng lực lượng hao hết bình thường. Nhưng bây giờ nhìn thấy hắn lấy huyền khí cũng khó khăn, giờ mới hiểu được không bình thường. Phi Nghê lấy một ít đan dược và thiên tài địa bảo ra, cho hắn nuốt xuống, hy vọng hắn có thể khôi phục một ít. Nhưng đều giống như đá chìm đáy biển, không có phản ứng gì. Lý Vân Tiêu chỉ hoãn một hồi, giơ tay vận chuyển đan điền. Nhưng trong đan điền giống tuếch, không có bất kỳ lực lượng nào, ngay cả ma khí cũng không còn. Hắn cắn răng một cái, rên một tiếng, cắn nát đầu lưỡi nuốt một giọt máu vào. Lúc này cảm giác ấm áp bao phủ, có chút lực lượng chảy vào huyết mạch. Lòng bàn tay Lý Vân Tiêu xuất hiện hào quang yếu ớt, đầu xuất thiên phong chậm rãi bay ra. Nam Khâu Vũ mừng như điên, nói. Nếu có vật này làm trận nhãn, nhất định có thể vây khốn đám người giận vũ một thời gian ngắn. Lý Vân Tiêu khẽ gật đầu, lại cắn nát đầu ngón tay vẽ ra vài đạo ấn phù, hắn phong ấn thần thức vào trong đó, liền giao cho Nam Khâu Vũ. Lúc này hắn dốc toàn bộ khí lực, vận dụng giới thần bi thả đám người ba mộc đi ra. Làm xong tất cả, thân thể của hắn sụi lơ, cảm thấy máu trong người khô cạn. Phi Dương ngươi! Đám người Khúc Hồng Nhan đi ra, liền nhìn thấy Lý Vân Tiêu suy yếu, lập tức hiểu ra, nội tâm vô cùng giật mình. Lý Vân Tiêu hữu khí vô lực nói ra. Ta không sao, chỉ cần khôi phục một thời gian là được rồi. Hắn nói rất nhẹ nhõm, nhưng bản thân hiểu muốn khôi phục thần dịch lực dễ dàng, hao tổn tinh khí thần luyện ra trầm chủ trầm phù mới khó khôi phục. Dường như kiếm kia áp lên đan điền của mình, ngăn cản năng lực khôi phục của bản thân. Nam Khâu Vũ nói, các ngươi trò chuyện đi, ta đi ngăn cản giận Vũ một hồi. Hắn cầm vô ngân lên, đánh ra vài đạo ấn phủ vào trong đó. Trong phiêu miểu vân trận đầy mây trắng, đột nhiên bầu trời trở nên tối tăm, rất nhiều bụi đất xuất hiện. Những bụi đất này không ngừng tụ tập thành ngọn núi. Giận Vũ lạnh lùng nói, cũng chỉ có chút tài mọn này hay sao, người đang âm thầm ẩn nấp kia, chờ ta xé xác ngươi ra đi. Lúc này không có ai đáp lời Giận Vũ, ngọn núi từ trên trời rơi xuống. Không khí chấn động rất mạnh, cả biển cả bốc lên sóng thần khủng khiếp. Đám người Giận Vũ đứng nhìn ngọn núi cao giáng xuống, tùy ý điên đảo càn khôn, lúc này hàng ngàn hàng vạn ngọn núi xuất hiện. Uyên cười nhạo nói, muốn dựa vào lực lượng ngăn trận chúng ta, hoàn toàn nằm mơ đi. Ầm ầm, ầm ầm, từng ngọn núi rơi xuống, bụi mù tung bay. Kết giới kết nối với đại địa chi lực, hoàn toàn tăng mạnh. Giận Vũ quát, đánh nát nó. Uyên ứng một tiếng, năm ngón tay siết chặt, long khí tỏa ra chung quanh, long quang trùng thiên. Vào lúc này đột nhiên có hào quang lục sắc giáng xuống. Giận Vũ quát lớn cẩn thận, hắn đã từng nhìn thấy đâu xuất thiên phong này, lúc ấy thực lực trưởng thiên cảnh không dám ngạnh kháng, chỉ có hư cực cảnh mới có thể chống lại một hai. Vốn lấy lực lượng của Uyên ngăn cản không thành vấn đề. Ầm ầm, Uyên đánh một quyền vào đâu xuất thiên phong, lập tức sơn băng địa liệt, vô số đất đá bắn ra tung tóe. Uyên lại biến sắc, dường như cực kỳ bất mãn, cắn răng nói. Đồ quỷ gì thế này? Hắn cảm giác một quyền này của mình có thể đánh nát cả thiên địa đấy. Nội tâm sinh ra suy nghĩ độc ác, Uyên quán chú lực đạo vào trong quyền pháp, lại tăng cường vài phần. Cả ngọn núi lắc lư rất mạnh, vết rạn không ngừng xuất hiện. Ngọn núi cuối cùng không chịu nổi nên sụp đổ, cả thế giới tan vỡ, hào quang lục sắc tỏa ra chung quanh. Trong thiên cung, nhìn hình ảnh trong màn nước, Phi Nghê ảo não nói.
lại bị đánh nát. Khúc Hồng Nhan nói, với thực lực của Uyên, một quyền đánh nát núi này cũng là chuyện bình thường, hiện tại nên lo lắng có thể ngăn cản bọn chúng hay không đấy. Lý Vân Tiêu hơi nhíu mày, tới trình độ của hắn hiện tại, đầu xuất thiên phong đã không còn tác dụng gì, nhưng dù sao cũng là huyền khí làm bạn với hắn nhiều năm, lập không ít công lao. Hiện tại nhìn thấy nó bị hủy, nội tâm cũng khổ sở. Nam Khâu Vũ nói, chư vị không cần lo lắng, cũng không cần khổ sở. Đầu xuất thiên phong bị hủy nằm trong dự liệu của ta, nhưng cũng là hành động bất đắc dĩ. Chỉ có 7 loại nguyên tố phối hợp mới có thể làm cho Tam Sơn Ngũ Nhạc phát huy ra uy lực của khốn thần. Chỉ thấy trong màn nước, sau khi đầu xuất thiên phong tan nát, rất nhiều nguyên tố vỡ vụn tụ tập quanh các ngọn núi. Bụi mù bao phủ thiên địa, đám người giận vũ nhíu mày. Xảy ra chuyện gì? Uyên Long cả kinh, mặc dù hắn đánh nát đầu xuất thiên phong, nhưng cả khốn cảnh không bị hủy. Ngược lại lực lượng giam cầm càng ngày càng mạnh. Lúc này vô ngân tỏa sáng, nó không ngừng thu nạp thổ hệ nguyên tố tán loạn của đầu xuất thiên phong, hào quang 7 màu bộc phát. Thất sắc đầu xuất thiên phong. Giận vũ hơi giật mình, nhưng cảm giác không giống, cũng mặc kệ như thế, hiện tại hào quang 7 màu không khác biệt lúc trước bao nhiêu. Uyên tức giận gào to, phi thân lên, liên tục đánh ra mấy quyền vào kết giới 7 màu, đánh Tam Sơn Ngũ Nhạc run động không nhỏ. Nam Khâu Vũ đại nhân, người đã sớm tính toán đầu xuất thiên phong của ta. Trong thiên cung, Lý Vân Tiêu nhìn chằm chằm vào màn sáng một hồi, lạnh lùng nói. Nếu không phải gian lận ngay từ đầu, 7 loại thổ hệ nguyên tố làm sao dung hợp hoàn mỹ như thế? Ha ha! Nam Khâu Vũ xấu hổ cười cười, nói. Trước kia nhìn thấy đầu xuất thiên phong của Vân Thiếu, ta vẫn tự hỏi vấn đề này. Bởi vì thiên tiệm nhai đúng lúc có dị thổ, vô ngân, hơn nữa là dựa vào Tam Sơn Ngũ Nhạc chi trận lưu truyền tới nay. Trong trận từng nói rõ, nếu có thể tề tụ đủ 7 loại dị thổ, như vậy diễn biến ra Tam Sơn Ngũ Nhạc chi trận, đủ để khốn thần. Lý Vân Tiêu gật đầu nói. Vạn pháp tương thông, đạo lý này hơn phân nửa giống với đầu xuất thiên phong. Hiện tại tự uy lực của trận thế, có lẽ có thể vây khốn đám người này một thời gian ngắn. Không biết 7 loại dị thủ này có thể thu hồi hay không? Nam Khâu Vũ nói. Khó, nếu bị đám người giận vũ đánh tan. Những thổ hệ nguyên tố này mất đi dị lực, sợ rằng sẽ ngưng tụ thành sơn mạch, trụy lạc rơi vào trong biển, biến thành hải đảo. Lý Vân Tiêu có chút tiếc hận, thở dài. Mặc dù như nguyện của ngươi, nhưng cũng chỉ có thể như thế. Dứt lời, hắn thi triển tứ đại thần quyết khôi phục. Hơn nữa hắn cũng không kiêng kỵ cái gì, trực tiếp thi triển trước mặt mọi người, làm cho người thiên tiệm nhai nhìn nhau, đều tập trung quan sát, muốn học được một ít gì đó. Tuy bốn thần quyết rất huyền diệu, nhưng trợ giúp với Lý Vân Tiêu cực nhỏ. Từ khi luyện chế thủy chủ trầm phù thì trạng thái của hắn càng yếu kém. Vô dụng, kiếm kia dung nhập siêu huyền không gian, lực lượng đã siêu thoát thế giới, trực tiếp kéo sụp ngươi. Trừ phi đem ngươi khống chế thần quyết nguyên vẹn, nếu không căn bản không thể làm gì, tương lai trên con đường thần đạo sẽ thành vướng bận của ngươi. Vào lúc này bên tai hắn có tiếng nam tử vang lên. Tiếng nói xuất hiện đột ngột làm Lý Vân Tiêu kêu to một tiếng, quát trong nội tâm. Ai? Ha ha, ta sao? Ta chỉ hơi hiếu kỳ mà thôi, cho nên mới sang đây xem một chút. Tiếng nói kia cười vang, nói. Ngươi rất không tồi, nếu có thể vượt qua tai hại của thanh kiếm này, như vậy vô cùng có khả năng lao ra khỏi thế giới này, siêu việt giới vương. Nội tâm Lý Vân Tiêu vô cùng rung động, nghe đối phương nói thế, hơi hiếu kỳ nhìn xem mà thôi. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Hắn không có nằm mơ, nội tâm vô cùng khiếp sợ và kinh hãi. Dù sao mặc kệ người phương nào, đột nhiên phát hiện có người bởi vì hiếu kỳ mà nhìn tâm thần của ngươi, hơn nữa còn nói chuyện với ngươi, loại cảm giác này thật sự không thể tưởng tượng nổi. Hắn lại quát lên. Rốt cuộc ngươi là người phương nào? Tới từ nơi đâu? Đừng có lén lút như vậy. Tiếng nói kia cười vang, nói. Nếu sau này ngươi có thể lao ra khỏi thiên võ giới, như vậy sẽ biết ta là ai, tới từ nơi nào. Chuôi kiếm này vốn không phải ngươi có năng lực luyện chế ra, nhưng dưới cơ duyên xảo hợp luyện ra, đây là số trời. Đã số trời như thế, ta sẽ không quan tâm chỉ cho ngươi con đường sáng. Dùng lực lượng của ngươi hiện tại, căn bản không có khả năng nắm giữ thần quyết nguyên vẹn. Trừ chuyện này ra, còn có một cách xử lý là áp chế nó, đó là dùng chân long chi hồn làm linh. Ngăn chặn kiếm này trói buộc liên lụy ngươi. Nếu không,
Tiếp tục như vậy ngươi sớm muộn gì cũng chết mà thôi. Chân Long chi hồn, giận Vũ sao? Lý Vân Tiêu chấn động. Giọng nói kia tiếp tục nói. Tuy thực lực giận Vũ giảm xuống, nhưng hắn thật sự là Chân Long, hơn nữa thời điểm ở đỉnh phong, so với lịch đại Chân Long, thực lực thật sự đứng đầu. Nếu ngươi ghét bỏ hắn, có thể đợi Chân Long đời sau xuất hiện, có lẽ cũng không lâu đâu. Trong lòng Lý Vân Tiêu khiếp sợ không nhỏ, Bách Luân Kết Y cho hắn tọa độ thời không, thật sự không lâu sau sẽ có Chân Long xuất hiện, không ngờ người này lại biết. Đại nhân, rốt cuộc ngài là thần thánh phương nào? Chẳng lẽ là cường giả tiền bối của thiên võ giới sao? Lý Vân Tiêu trở nên cung kính, nghiêm túc nói. Nếu tiền bối là cường giả của thế giới này, như vậy hiện tại đang gặp ma kiếp, mong rằng tiền bối có thể động thân ra bảo hộ thế giới. Bảo hộ thế giới này? Ha ha! Giọng nói cười rộ lên, cũng không có chút tình cảm nào, chỉ thuần túy cười cười, nói. Những chuyện này không quan hệ tới ta cũng không muốn quản. Nhưng ta có thể nói cho ngươi biết, căn nguyên của ma kiếp nằm ở ma giới, nếu ngươi muốn vĩnh viễn tiêu trừ tai họa ngầm của hai giới, chờ ngươi ngăn cản kiếm kia, hơn nữa tu luyện tới giới vương cảnh thì nên đi tới ma giới số 1. Ma giới số 1. Lý Vân Tiêu cả kinh nói. Tiền bối có thể nói nhiều hơn một ít không? Tiếng nói kia nói. Ta đã nói rất nhiều, nếu không phải thấy hậu bối ngươi không tệ, sinh lòng vui sướng, cũng không chủ động liên hệ với ngươi. Ta nói chỉ thế thôi, tự giải quyết cho tốt, trước khi ngươi vượt qua giới vương cảnh, chúng ta hơn phân nửa sẽ không liên hệ với nhau. Lý Vân Tiêu nghe ra hắn phải đi ý tứ, vội vàng nói. Tiền bối chậm đã, ta còn có việc muốn hỏi, tiền bối tới từ nơi nào, tại sao xuất hiện trong nội tâm của ta? Tiếng nói kia im lặng một hồi, Lý Vân Tiêu cho rằng hắn đã rời đi, lúc này lại nói. Đây chỉ là một đám thần niệm của ta, lúc ngươi trong lục đạo không gian đánh ra một kiếm kia, lúc đó mới khiến cho ta chú ý, nói thế thôi, không nói, không nói. Rốt cuộc tiếng nói im lặng triệt để, tùy ý Lý Vân Tiêu gọi thế nào cũng không hồi âm. Lý Vân Tiêu cảm thấy nội tâm không khỏe, giống như có người đang nhìn hắn. Loại cảm giác này giống như xa vưu năm đó, nhưng lại có khác. Ít nhất hắn biết rõ chi tiết và chân tướng của xa vưu, mà người này hoàn toàn thần bí, không có chút manh mối nào. Con đường duy nhất là lục đạo không gian, nếu muốn gặp lại cũng phải đi vào lục đạo không gian mới được, hơn nữa nghe hắn nói như vậy. Dường như mình vào lục đạo không gian cũng chưa chắc gặp mình. Mà thực lực của người này vô cùng có khả năng đã siêu việt giới vương cảnh, cũng không rõ là tồn tại thế nào. Lý Vân Tiêu có cảm giác hướng tới cảnh giới trí cao kia, trong nội tâm nghĩ tới mình phải đi con đường còn rất dài, nguy cơ trước mắt còn chưa thuận lợi vượt qua đấy. Kiếm linh à, chân long chi hồn. Ánh mắt Lý Vân Tiêu bắn ra hào quang, máu trong người sôi lên, nói. Cuối cùng đã tìm ra cách đối phó kiếm kia, chỉ là hồn của giận vũ, làm sao mới lấy được đây? Hiện tại giận vũ đang ở bên ngoài, đừng nói ra ngoài rút hồn của hắn, chỉ cần hắn không vào đã tạ ơn trời đất rồi. Phi Dương, ngươi như thế nào rồi? Khúc Hồng Nhan nhìn thấy hắn âm tình bất định, thần sắc cả kinh, lập tức ân cần hỏi thăm. Lý Vân Tiêu lắc đầu nói. Không có việc gì, ta suy nghĩ làm sao đối phó giận vũ. Nam Khâu Vũ nói, bọn họ có hai cường giả tạo hóa cảnh, giận vũ bản thân cũng cách tạo hóa cảnh không xa, tăng thêm bên cạnh có nhiều chân linh như thế, thiên tiệm nhai nhất định gánh không được. Chỉ có thể tận lực kéo dài, chờ đợi viện binh thành Viêm Vũ tới. Giờ phút này, trong Tam Sơn Ngũ Nhạc có hào quang cường đại bộc phát, ánh sáng lóe lên rất nhiều, không biết phải có thể kiên trì bao lâu. Đột nhiên Lý Vân Tiêu hỏi, Nam Khâu Vũ đại nhân. Lúc trước Trác Thanh Phàm vẫn ở bên cạnh ngươi sao? Nội tâm Nam Khâu Vũ chấn động, nói. Như thế nào? Các trưởng lão thiên tiệm nhai còn lại biến sắc. Những người này lánh đời đã quen, chỉ biết tu luyện, đạo lý đối nhân xử thế có Nam Khâu Vũ ưng phó. Đám dư trưởng lão nhao nhao biến sắc, lập tức bị người thiên võ minh nhìn ra dị thường. Lý Vân Tiêu bất động thanh sắc nói ra. Trác Thanh Phàm đi ra ngoài hồi lâu chưa từng liên hệ, ta phi thường lo lắng. Nam Khâu Vũ phiền muộn, biết rõ bọn họ đã nhìn ra cái gì, nhưng cũng không thể giải thích, nhân tiện nói. Vân Thiếu không cần lo lắng, hư không đại nhân vừa rồi thật ở chỗ ta, trò chuyện với nhau thật vui đấy. Hiện tại đã đi thành Viêm Vũ tìm viện binh rồi. Lý Vân Tiêu nói. Như thế rất tốt, cuối cùng vẫn làm ta yên lòng.
Tuy hắn biết rõ trong đó có ẩn tình, nhưng chỉ cần Trác Thanh Phàm bình yên vô sự thì không sao cả. Nam Khâu Vũ cũng thở ra một hơi, việc này dường như đã bỏ qua như thế, nói. Chư vị an tâm chữa thương đi, cho dù cứu binh thành Viêm Vũ không đến, có chư vị ở đây, cũng không có việc gì. Đám người Bắc Quyến Nam hơi gật đầu, bắt đầu nhập định, bắt đầu tăng cường khôi phục. Lý Vân Tiêu lấy một viên thần đan ra, chính ả viên đan dược còn sót lại trong đế đan lâu. Với tình hình của hắn hiện tại, muốn khôi phục lực lượng không có 3 năm 5 năm là không làm được, chỉ có thể nghĩ biện pháp dựa vào ngoại lực. Đan dược vào miệng liền hóa thành năng lượng, nó chảy khắp kỳ kinh bát mạch, không ngừng khôi phục và chữa thương. Sắc mặt Lý Vân Tiêu đỏ lên, khôi phục một ít khí sắc. Giờ phút này trong Tam Sơn Ngũ Nhạc, rất nhiều công kích như mưa đánh lên kết giới bảy màu, núi cao chung quanh xuất hiện cái khe sâu không thấy đáy, hào quang không ngừng biến ảo. Đáng chết, chúng ta bị vây khốn. Giận Vũ bắt đầu có chút lo lắng, vốn cho rằng rất dễ dàng phá kết giới, cố sức oanh kích một phen chỉ làm kết giới rung động. Uyên vẫn hăng hái, lớn tiếng nói. Phụ vương không cần lo lắng, tuy trận pháp cường đại, nhưng chỉ cần kiên trì bền bỉ công kích, tất nhiên có thể phá. Giận Vũ tức giận mắng hắn ngu xuẩn, nếu oanh kích kiệt sức, bị những tên gia hỏa ẩn nấp kia đánh lén thì làm thế nào? Nhưng hắn vẫn phải dựa vào Uyên quá nhiều, cũng không tiện mắng quá lợi hại, nói. Uyên nhi, người đi nghỉ ngơi một chút, sau đó có lẽ sẽ có chiến đấu lợi hại hơn, chuyện phá trận cho bọn chúng làm đi. Ánh mắt của hắn nhìn chung quanh, nhìn qua ngọn núi đen kịt, nói. Tập trung toàn lực công kích núi này, tất cả cùng công kích vào một điểm. Uyên sững sờ, nói. Đa tạ phụ vương quan tâm. Đồng thời hét to, nói. Nghe phụ vương ta nói, tất cả mọi người đều làm đi. Nếu không đánh vỡ trận này, các ngươi sẽ biết tay của ta. Đám chân linh kêu khổ, phiền muộn oanh kích ngọn núi. Uyên dừng tay, cả trận thế chấn động cũng nhỏ xuống, những chân linh đang dốc sức liều mạng cũng chỉ làm Hắc Sơn chấn động mà thôi, còn lại 6 ngọn núi là ảnh hưởng nhỏ nhất. Uyên lo lắng nói. Phụ vương, nếu cứ kéo dài như thế, đám người Lý Vân Tiêu có cơ hội thở dốc thì sao? Giận Vũ nói. Thở dốc nhất định là có, nhưng bọn họ bị thương nặng như thế, căn bản không phải 10 ngày nửa tháng có thể khôi phục. Thở dốc có gì sợ, ta và ngươi muốn giữ lại thực lực, chờ xé xác đám người kia. Ánh mắt của hắn bắn ra sát khí, hắn hận người bày trận thấu xương, nói. Ta hiện tại lo lắng nhất chính là đám cứu viện của Thiên Võ Minh, nếu như đám người Huyền Ly đảo cũng tới thì phiền toái lớn. Hắn tính toán, nói. Từ thành Viêm Vũ chạy tới mà không có truyền tống trận, nhanh nhất cũng muốn 4-5 ngày. Cho các ngươi 2 ngày, trong vòng 3 ngày phải đánh nát Hắc Sơn này, nếu làm không được, các ngươi cũng không cần tồn tại nữa. Những chân linh kia sợ hãi, liều mạng công kích Hắc Sơn. Cường độ còn tăng lên mấy lần, Hắc Sơn chấn động, không ngừng có đất đá rơi xuống. Uyên vừa thấy thấy, lập tức nổi giận mắng. Một đám đê tiện, không cho các ngươi chút áp lực, các ngươi ra công không ra sức đúng không? Những chân linh này vừa sợ vừa đắng chát, cảm nhận được sát ý trên người Giận Vũ, nào dám thư giãn, càng ra sức nhiều hơn. Cái này Hắc Sơn chính là 7 tòa dị đất ngưng tụ ngọn núi. Ầm ầm. 2 ngày sau, Giận Vũ nhìn thấy Hắc Sơn bị đánh tổn thất rất lớn, đưa tay đánh ra một đạo kiếm quang. Chân ngã vô tướng kiếm thế hóa rồng, rốt cuộc Hắc Sơn trên bầu trời sụp đổ, ánh sáng 7 màu bùng phát. Ầm ầm. Rất nhiều đất đá nứt vỡ, hắc mang không ngừng thu nhỏ lại, cả kết giới Tam Sơn Ngũ Nhạc dần dần biến thành màu xanh. Những chân linh kia mở to mắt, không dám tới gần. Bọn chúng gần như kiệt lực, trận thế trước mặt bị phá, rốt cục thở ra một hơi, cả đám nằm xuống thở dốc. Trong thiên cung, đám người Nam Khâu Vũ đều cảm giác được, đều nhìn qua thủy kính. Vào thời điểm đang lo lắng, đột nhiên có tiếng cười vang vọng quảng trường. Ha ha, cuối cùng đã đi tới. Một thân ảnh xuất hiện, Trác Thanh Phàm hiện thân, tràn đầy vui vẻ. Tất cả mọi người vui mừng, Nam Khâu Vũ vội hỏi. Cứu viện đến. Trác Thanh Phàm gật đầu nói. Nhanh mở truyền tống trận, 2 canh giờ trước đã truyền tống tới đảo Đại Luân. Nam Khâu Vũ phái người tới khu vực truyền tống nghênh đón cường giả của Thiên Võ Minh. Đám người Khúc Hồng Nhan vô cùng vui mừng, lúc này thở ra một hơi. Phi Nghê nói. Sẽ không biết là người nào tới.
Nàng nhìn Lý Vân Tiêu, thấy hắn đang ngồi nhập định ở đó, vẫn đang tiêu hóa lực lượng thần đan, cũng không bị bên ngoài quấy nhiễu quá nhiều. Trác Thanh Phàm cười nói. Nghe nói Lý Vân Tiêu gặp nạn, cả thành Viêm Vũ đều nổ tung, Huyền Ly đảo bốn vương, yêu tộc, còn có một ít cường giả trong thành Viêm Vũ đều chạy tới. Giờ phút này nội thành chỉ có linh mục Địch đại nhân đang lưu lại tọa trấn mà thôi. Phi Nghê đại hỉ nói. Quá tốt, đợi mọi người đều đến, chúng ta lập tức mở thiên cung ra, nghênh đón đám người giận vũ chạy tới. Trong mắt nàng bắn ra sát khí, nghĩ đến hai ngày trước bị đuổi giết, trong nội tâm sinh ra tâm trả thù. Không lâu sau, đám người Lý Mang Sơn đều tới, mọi người vui vẻ. Lý Vân Tiêu cũng phục hồi tinh thần, đi chào hỏi mọi người. Phi Nghê mang chuyện xảy ra nói kỹ càng với mọi người biết, kể cả chuyện trong lục đạo không gian. Dù sao Lý Vân Tiêu luyện chế thủy chủ trầm phù, người thiên võ minh cũng biết, chỉ nghe dưới kiếm suýt nữa là mạng của hai ma tôn, tất cả vẫn chấn động. Hơn nữa trong đó có ma tôn là tạo hóa cảnh đỉnh phong, khoảng cách thánh ma chỉ còn một bước ngắn. Lý Mang Sơn trầm giọng nói. Không thể ngờ khu vực chi chủ năm xưa còn sống, thật sự làm người ta thổn thức không thôi. Bắc Quyến Nam nói. Đáng tiếc mục địch đại nhân không có tới, nếu không hắn càng cảm khái chiến hữu 10 vạn năm trước, người và vật không còn, nay thành địch nhân, thật sự làm người ta khó chịu. Khúc Hồng Nhan nói. Nếu Chọc Khôn đã nhập ma, bị Phi Dương giết chết cũng không đáng tiếc. Đường là do mình chọn. Ta hiện tại lo lắng duy nhất là nữ ma tôn kia, hấp thu Chọc Khôn xong, thực lực sẽ. Nội tâm mọi người đều trầm xuống, giống như có tảng đá áp lên ngực. Khúc Hồng Nhan nói còn chưa dứt lời, nhưng ai cũng biết kết quả của việc này, nữ ma kia sợ rằng đã bước vào thánh ma. Dù sao Chọc Khôn còn cách thánh ma một bước ngắn, thực lực của viện không tầm thường, hai người hợp nhất chắc chắn là thánh ma không nghi ngờ. Nhưng mà không ai muốn nói ra. Miễn làm hào khí tăng thêm vài phần áp lực. Lý Vân Tiêu nói. Binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Địch nhân cường đại hơn chúng ta, nhưng cho tới bây giờ cũng chưa từng sợ hãi. Mặc dù là thánh ma cũng không có gì là đáng sợ. Người ở đây gật đầu, trái tim rung động, cùng lắm là chết mà thôi, nhưng mà bị tên tuổi thánh ma hù sợ một chút. Trong mắt Lý Vân Tiêu bắn ra hào quang, cười nói. Thánh ma trước mặc kệ, ngoài cửa có mấy tên long tộc cần chúng ta thu thập đấy. Long nguyên chính là đồ tốt. Hắn thè lưỡi ra liếm môi, trong mắt bắn ra hào quang tàn nhẫn, nói. Ta muốn long hồn của giận vũ, còn có long nguyên của ba người này, đây chính là vật đại bổ, đủ để bù vào tổn thất thần dịch lực của ta. Mạch nói. Long nguyên này ta cũng muốn một chút, ta chỉ lấy một ít, còn lại cho ngươi. Ngươi chỉ cần ở trong thiên cung quan sát là được rồi. Chờ chúng ta lột ra rút gân của chúng. Lý Vân Tiêu cười nói. Long nguyên đủ nhiều, ta không độc chiếm. Mọi người chia đều. Những người còn lại mừng rỡ. Long nguyên là thứ ai cũng mơ ước, chỉ không tiện mở miệng. Nếu Lý Vân Tiêu nói như vậy, lập tức làm mọi người tích cực. Đặc biệt là người thiên tiệm nhai cười không ngậm miệng được. Vốn với thực lực của bọn họ, đời này đừng mong có được Long nguyên. Còn có La Thanh Vân cũng ở trong đó. Nội tâm của hắn nóng lên. Nếu như có thể đạt được chân long hoặc là long tử long nguyên chi lực, hắn có thể đột phá bình cảnh bước vào hư cực. Nam Khâu Vũ vuốt vuốt chòm râu cười nói. Mở cửa thiên cung ra, nghênh đón chân long đại nhân và hai long tử vào. Lúc hắn dứt lời, cách đó không xa có tiếng nổ ầm ầm vang lên, giống như từ trong hư không sinh ra, đó là cửa thiên cung. Trong Tam Sơn Ngũ Nhạc, Hắc Sơn sụp đổ, trận thế rất mạnh. Sắc mặt giận vũ phát lạnh, lập tức đánh ra hơn trăm đạo kiếm quang, chém về phía ngọn núi màu đỏ kia. Mất đi lực phòng hộ, ngọn núi màu đỏ kia xuất hiện rất nhiều vết rạn, hơn trăm đạo kiếm khí màu đỏ đánh xuống như mưa. Oanh, oanh, oanh! Trên trăm kiếm khí màu đỏ không ngừng sụp đổ, càng có sơn thể bị kiếm quang xuyên thấu. Rất nhanh, trận pháp ảm đạm đi rất nhiều, cuối cùng biến mất. Nhưng lúc này kết giới năm màu phóng thẳng lên trời. Lộ ra vẻ đơn bạc như tuổi xế chiều. Ầm ầm, Uyên và Thủy Long cũng ra tay, hai người là tạo hóa cảnh cho nên lực công kích dễ dàng phá hủy kết giới. Đến tận đây, cả Tam Sơn Ngũ Nhạc bị phá hủy, bụi bặm đầy trời, trời đất lờ mờ. Chân Linh Vưu Tuyên hét lớn, cương phong màu xanh bắn ra bụi đất mờ mịt, con đường thông thiên rộng mấy trăm trượng nối thẳng trong mây.
Trên biển mây có kim quang mờ mịt, dường như có thể nhìn thấy kiến trúc ở trên đó. Uyên đại hỉ, cuồng tiếu nói. Ha ha, cuối cùng cũng đi ra. Là ai bố trí trận này, đi ra để ta xé xác cho hả giận. Giận Vũ cũng mỉm cười, nhưng hắn không có lỗ mãng như thế, nói. Tất cả cẩn thận một chút, môn phái có thể bố trí đại trận như vậy, hơn phân nửa cũng có chút thực lực, cẩn thận có thể đi thuyền vạn năm. Uyên nói. Phụ vương quá mức cẩn thận, nếu bọn chúng có biện pháp đối phó chúng ta, cũng không cần phải dùng trận pháp vây khốn chúng ta. Giận Vũ nói. Chỉ mong thế, cẩn thận vẫn không sai. Nội tâm của hắn sinh ra áp lực khó hiểu, nhưng không thể nói là chuyện gì, nhưng Lý Vân Tiêu đang ở trong cung điện trước mặt, dù thế nào hắn cũng phải đạt được tọa độ chân long mới ra đời. Đi thôi. Giận Vũ nói một tiếng, liền hóa thành long quang bay thẳng lên trời. Đột nhiên có năng lượng lăng lệ tới cực điểm xuất hiện, nó lớn như trong trống, nhanh chóng cắt bầu trời thành nhiều khối. Xuy xuy. Vài tiếng xé rách vang lên, mọi người còn chưa kịp phản ứng đã nhìn thấy toàn bộ đám chân linh bị chém thành mảnh vỡ. Uyên và Thủy Long phản ứng khá nhanh, đầu tiên thi triển thân pháp né tránh, liền lùi lại mấy trăm trượng mới thoát khỏi lực xé rách kia. Đột nhiên Giận Vũ hít khí lạnh, hàn ý bao phủ tâm thần, pháp thân hơi động, lập tức tránh né công kích. Đám thủ hạ chân linh đều bị cắt thành thịt nát, máu tươi rơi xuống như mưa. Trên bầu trời đầy máu tươi, rất nhiều người lạnh lòng khi nhìn cảnh tượng này. Là ai? Giận Vũ hoảng sợ kêu một tiếng, đột nhiên toàn thân run lên, nói. Là ngươi. Chỉ thấy trăm trượng trước mặt chẳng biết lúc nào xuất hiện một thân ảnh áo đen, chính là Viện. Gương mặt bị áo đen che khuất, không thấy rõ gương mặt, nhưng khí tức âm lãnh tới mức làm người ta sợ hãi. Thì ra là Viện đại nhân. Giận Vũ cung kính ôm quyền chào hỏi, lúc này vừa sợ vừa giận nói. Không biết đám thủ hạ của ta làm gì đắc tội đại nhân, lại muốn đưa bọn chúng vào chỗ chết. Viện lạnh lùng nói. Trước đó ta bảo các ngươi không được ồn ào, chúng lại có mắt không tròng. Làm cho thời gian giữa ta và Chọc Khôn giảm nhiều, chúng tan xương nát thịt như thế là quá nhân từ rồi. Ọt ọt. Giận Vũ gian nan nuốt nước bọt, nội tâm thầm mắng tên điên, nhưng vẫn cố làm ra vẻ khách khí, giật mình nói. Thì ra là thế. Nói như vậy là bọn chúng không đúng, quả nhiên chết chưa hết tội. Viện đại nhân trừng phạt thật đúng, nhớ năm đó ta và Chọc Khôn huynh tình như thủ túc, không thể nhìn hắn lần cuối cùng, ta cảm thấy hối hận cả đời. Nội tâm của hắn lại sợ hãi người điên này sau khi giết chân linh sẽ ra tay với ba người bọn họ, tranh thủ nói mát, bắt đầu nói tới cảm tình giữa mình và Chọc Khôn. Trên thực tế hai người vào 10 vạn năm trước chưa nói với nhau bao nhiêu câu. Viện cũng không biết là xúc động hay là không có ý định giết ba người bọn họ, lạnh lùng nói. Lý Vân Tiêu đâu? Nội tâm Giận Vũ khẽ động, vừa vui vừa lo, vui là nữ ma đầu này đối phó Lý Vân Tiêu hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lo là nếu như Lý Vân Tiêu chết, như vậy tọa độ chân long ra đời biến thành hư ảo. Nhưng trong nháy mắt hắn do dự, sát khí lăng lệ tới cực điểm bao phủ tâm thần của hắn, còn chưa đợi hắn phản ứng đã cảm thấy uy hiếp tử vong. Trong lòng chấn động mãnh liệt, rốt cuộc bất chấp nghĩ nhiều, vội vàng chỉ vào phía trên nói. Ở trong nội cung trên trời. Vừa mới nói xong, sát khí kia tiêu tán không còn bóng dáng. Giận Vũ đổ mồ hôi lạnh, sắc mặt tái nhợt không còn chút máu. Phụ vương. Uyên run rẩy kêu một tiếng, nói. Nữ ma đầu kia. Giận Vũ lau mồ hôi trán, nhìn qua thiên cung trên cao, nói. Lý Vân Tiêu chết chắc. Hắn nói mang theo oán khí và lửa giận. Uyên hít khí lạnh, run rẩy nói. Chẳng lẽ nữ ma đầu kia? Giận Vũ gật gật đầu, cắn răng nói. Đúng thế, đây là lực lượng thánh ma. Nữ ma đầu này đã bước vào thánh ma rồi. Nội tâm của hắn cực kỳ không cam lòng và phẫn hận. Bản thân mình trằn trọc vô số năm, bao giờ cũng muốn đạt tới đỉnh phong, thực lực của mình lại càng ngày càng yếu. Mà nữ ma đầu này chỉ thôn phệ Chọc Khôn là bước vào thánh ma. Uyên đã giật mình, cả kinh nói. Tại sao đơn giản như thế? Không chỉ là ăn ma tôn khác sao? Nếu dễ dàng như vậy, chẳng lẽ thánh ma quá nhiều sao? Tâm tình Giận Vũ vốn không tốt, nghe vậy càng tức giận, quát. Ngươi biết cái gì? Chọc Khôn vốn là cường giả giới vương cảnh, sau khi mất đi thân thể nên chuyển tu ma đạo. Tình huống có phần giống phụ vương, xem như cảnh giới giảm xuống,
sau khi chuyển tu ma đạo lại khó đạt tới đỉnh phong. Huống hồ hắn hiện tại có lục đạo ma binh, bản thân chính là nửa thánh ma. Mấu chốt trong đó là hai người tâm ý tương thông, là hắn cam tâm tình nguyện dung hợp vào cơ thể Việt, như thế mới có thể giúp lực lượng dung hợp triệt để. Nếu như chỉ là thôn phệ đơn giản, chọc khôn không ngừng phản kháng, tuy có bổ ích nhưng uy năng không có gì sánh nổi. Uyên giờ mới hiểu được, nói. Thì ra là thế, chọc khôn thật ngốc mà, rõ ràng có thể ăn Việt, hết lần này tới lần khác lại muốn Việt ăn mình. Giận Vũ cười lạnh nói. Thứ này tên là, tình cảm, mặc dù chọc khôn anh hùng cả đời, cuối cùng vẫn rơi vào nữ nhi tình trường. Ngươi vừa nói như vậy, ta thật sự nhớ một việc. Tuy Viện bước vào thánh ma, nhưng mà vì tình mà khổ sở, cũng không phải là không có nhược điểm. Uyên cả kinh nói. Phụ vương có biện pháp đối phó nàng sao? Giận Vũ nói. Vi phụ tung hoành thiên hạ trên trăm vạn năm, biện pháp gì không có. Hừ, chỉ là chúng ta vì sao phải đối phó Viện? Cứ để nàng đối phó đám người Thiên Võ Minh kia không tốt sao? Chỉ cần Thiên Võ Minh chết, một đời chân long mới xuất thế, tất có thiên địa cảm ứng, cũng không có người tranh đoạt với ta, chẳng phải tốt hơn việc đạt được tọa độ trong miệng Lý Vân Tiêu hay sao? Uyên bừng tỉnh đại ngộ, cao hứng nói. Phụ vương anh minh, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Giận Vũ nói. Không làm gì cả, lặng lặng chờ là tốt rồi. Chờ ngày thiên cung bị hủy diệt, chúng ta lại đi vào nhặt thi thể Lý Vân Tiêu là được rồi. Ba người đứng trên trời cao, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào tình huống phía trước. Vào lúc này trong thiên cung rối loạn không chịu nổi. Vừa rồi hơn 10 chân linh lập tức bị giết làm bọn họ kinh hãi, rất nhiều trưởng lão thiên tiệm nhai bị dọa ngốc. Thực lực của đám chân linh này đều cao hơn bọn họ, nhưng tất cả chưa kịp phản ứng đã bị hủy diệt. Nếu hóa thành bọn họ, sợ rằng không còn thi thể, không còn mảnh vụn nào cả, liền chết cũng không biết chết như thế nào. Nhanh, mau đóng cửa thiên cung lại. Lập tức có trưởng lão kịp phản ứng, kinh hãi vội vàng kêu đóng cửa. Sắc mặt đám người Lý Vân Tiêu cũng không dễ nhìn, lo lắng cái gì sẽ tới cái gì. Hơn nữa chuyện bọn họ quan tâm nhất chính là Viện có bước vào cảnh giới thánh ma hay không. Nếu như còn dừng lại ở ma tôn, mặc dù thôn vệ chọc khôn có thể ngăn cản giới lực, nhưng bọn họ vẫn có thể địch lại. Nhưng nếu như bước vào thánh ma thì, mặc dù là đám người Lý Mang Sơn cũng không thể làm được gì. Thánh ma là tồn tại cường đại hơn cả giới vương, hơn nữa còn vượt qua giới lực áp chế, trình độ khủng khiếp của nó có thể nghĩ. Nam Khâu Vũ lớn tiếng nói. Tất cả mọi người chấn định, hiện tại đóng cửa cũng không kịp, còn nữa đóng lại cũng vô dụng. Tất cả mọi người tán ra các nơi, có thể lui thì lui, cường giả ngoài hư cực lưu lại kháng địch. Lúc này cả quản trường bỏ chạy tán loạn, lưu lại cũng không có mấy người. Ngược lại cũng không thể trách bọn họ sợ chết, cả thiên tiệm nhai này, thực lực hư cực chỉ có hai người, Nam Khâu Vũ và một thái thượng trưởng lão. Còn có vài tên trưởng lão cũng lưu lại, sắc mặt già nua và bình tĩnh. Hoàn toàn không rời đi. Nam Khâu Vũ nói. Mấy vị trưởng lão. Trong đó một gã trưởng lão mở miệng nói. Tông môn gặp nạn, chúng ta không muốn rời khỏi. Một trưởng lão khác nói. Thọ nguyên của chúng ta đã tới, sống lâu mấy ngày cũng vô ích. Vừa vặn lưu lại xem thực lực thánh ma là thế nào, có thể giải quyết một cọc tâm sự. Nam Khâu Vũ nghe xong, cũng không tiện miễn cưỡng. Lý Mang Sơn nhìn qua Lý Vân Tiêu, nói. Minh chủ cũng lui ra đi, chờ lát nữa sẽ là thiên băng địa liệt, dùng trạng thái của minh chủ hiện tại sẽ không thể ứng phó. Lý Vân Tiêu cười khổ nói. Gây phiền toái cho các vị rồi, là ta giết chọc khôn, nhưng bây giờ họa tới cửa. Nếu các vị không địch lại, kính xin kịp thời rời khỏi, chỉ cần ta đi ra ngoài tùy ý cho nàng xử trí là được, chắc hẳn cũng không giận chó đánh mèo lên các vị. Lý Mang Sơn nói. Minh chủ nói mê sảng gì thế? Phi Nghê nói, phu quân, theo ta đi thôi. Nàng xoay người nói, nơi này giao cho các vị. Phi Nghê không nói hai lời, trực tiếp kéo Lý Vân Tiêu, lúc này hóa thành một đạo độn quang rời đi. Độn quang vừa xuất hiện đã bị hắc quang bao phủ, lập tức bị ngăn cản, bắn ngược trở về, nện một cái hố sâu trên mặt đất. Phi Nghê giật mình nhìn Lý Vân Tiêu, đáp xuống quản trường, lo lắng nhìn lên bầu trời. Nhìn thấy ma quang khuếch tán ra xa, trong khoảnh khắc bao phủ cả quảng trường, tất cả mọi người đều không thể rời đi. Nội tâm mỗi người dùng mình, vô cùng ngưng trọng nhìn lên bầu trời, trong nháy mắt này chờ đợi bão tố tới.
rất tốt, còn chưa đi. Viện chậm rãi nói ra, sau đó từ từ xuất hiện, áo đen khó ngăn cản sát khí đang bộc phát, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Lý Vân Tiêu. Toàn thân Lý Vân Tiêu chấn động, vào lúc này hắn cảm thấy khó thở. Thánh ma, người quả nhiên bước vào thánh ma chi cảnh. Lý Vân Tiêu gian nan nói ra, gương mặt khổ sở và bất đắc dĩ. Tuy Chọc Khôn phải bị hắn giết, nhưng bởi vì hắn mà chết, viện là không thể nào từ bỏ ý đồ, trận chiến này kinh thiên động địa, sợ rằng thiên võ minh sẽ tổn thất cực lớn. Viện lặng lặng nhìn hắn, trên quảng trường vô cùng yên tĩnh, nhưng lại vô cùng áp lực. Trong lòng mỗi người như có tảng đá lớn áp không ai thở nổi. Tồn tại mạnh nhất ma giới, giống như 10 vạn năm đảo lưu với nhau, thánh ma tái nhập thiên võ giới. Hai vai viện đột nhiên run rẩy, nàng phát hiện không biết nên làm thế nào cho phải, hoặc là nói không biết nên giết Lý Vân Tiêu như thế nào. Nếu chỉ đánh chết hắn thì quá tiện nghi, tuyệt đối không dễ dàng như vậy được. Ta từng nghe Chọc Khôn nói qua, Hoàng Tuyền Minh Hỏa có thể thiêu đốt linh hồn, tuyên cổ bất diệt, thừa nhận vô tận thống khổ, có lẽ phương thức này thích hợp với ngươi nhất. Nội tâm Lý Vân Tiêu lạnh giá, chỉ cảm thấy tứ chi rét run, nhịn không được mắng. Ta từng nghe nói độc nhất là lòng dạ đàn bà, những lời này quả nhiên không sai. Khanh khách, viện cười rất cổ quái, nói. Dù vậy, ta vẫn cảm thấy quá nhẹ, nhưng ta không nghĩ ra biện pháp nào tra tấn ngươi cả. Lý Vân Tiêu nói. Cái gọi là khổ hải phàm trần, không bằng để ta sống khổ trong phàm trần trăm ngàn năm đi, đây mới là trừng phạt lớn nhất với ta. Nằm mơ, viện khàn giọng quát, tiếng quát phá tan không gian. Làm màng tai mọi người đau đớn. Có thể thấy được nội tâm của nàng tức giận mạnh bao nhiêu. Sắc mặt đám người mạch biến hóa, sợ nàng đột nhiên hạ sát thủ với Lý Vân Tiêu, thân ảnh lóe lên bảo vệ trước mặt Lý Vân Tiêu, cầm huyền khí giàn trận đón địch. Ánh mắt viện hơi đổi, đảo qua mọi người, cười lạnh nói. Bốn tạo hóa, xem ra thực lực của thiên võ giới tăng lên rất nhiều đấy. Tạo hóa cảnh trong thiên võ giới đã không dưới 10 người. Trước đó có Nam Long Tử, còn có Thiên Phượng và bốn người trước mặt, tất cả là 10 người. Mạch lạnh lùng nói, nếu sợ, nên sớm rời đi đi, miễn cho thật vất vả bước vào thánh ma, cảnh giới chưa ổn định lại vẫn lạc ở đây. Sắc mặt viện phát lạnh, sát ý bắn ra ngoài, lập tức hào quang màu đen biến thành đao chém thẳng về phía Mạch. Sắc mặt Mạch trầm xuống, hai tay đưa lên trước ngực ngăn cản. Huyết quang sinh ra, hơn trăm vạn huyết phù bộc phát. Xuy, đao quang chém thẳng vào huyết quang bị cắn nuốt không còn. Nhưng trong nháy mắt huyết quang nổ tung. Thân thể Mạch run lên, hắn lùi ra sau vài bước, cuối cùng đạp mạnh vào hư không mới đứng vững thân hình. Nhưng đám người Lý Vân Tiêu chú ý tới một cước cuối cùng dẫm vào tọa độ không gian, khe hở lan ra như mạng nhện, tất cả không thoát khỏi ánh mắt của bọn họ. Nội tâm mọi người kinh hãi, chỉ thiện tay một kích đã có thể làm cho cường giả tạo hóa cảnh không thể cản nổi. Mạch thở ra, nói. Không gì hơn cái này. Lời này lăng lệ quả quyết, không ai muốn ném mặt mũi, nhưng lại kích thích sĩ khí mọi người tăng vọt. Lam Nham chủ hư quang hóa khải, một thanh hư quang nhận hóa thành thực chất, hai mắt bắn ra hào quang, nói. Có thể giao thủ với thánh ma, cũng không uổng phí ta sống lâu vài vạn năm, trải qua vài vạn năm khổ luyện, rốt cục cũng đi tới bước này. Chiến một trận. Viện hư lạnh nói. Ngươi đánh giá mình quá cao rồi. Hừ. Lam Nham chủ hừ một tiếng, kim quang lóe lên, hắn xuất hiện bên cạnh viện, hư quang chém xuống. Đám người Lý Mang Sơn đều kinh hãi, không thể ngờ hắn lỗ mảng như vậy, đều hoảng sợ quát lớn. Coi chừng. Hư quang nhận chém thẳng lên trường mâu, không thể tiến thêm một bước. Trường mâu không phải hữu hình, viện chỉ tiện tay ngưng tụ ra mà thôi, lại dễ dàng ngăn cản hư quang nhận. Không có chút gợn sóng sinh ra. Nội tâm Lam Nham chủ cả kinh, đang muốn biến chiêu, đột nhiên trường mâu mềm nhún, hóa thành con rắn quấn quanh hư quang nhận. TTET, con rắn như có linh tính, giống như đúc, cái lưỡi phun ra, nó trói cánh tay phải Lam Nham chủ sau đó cắn vào cổ họng của hắn. Lam Nham chủ kinh hãi, tay trái bấm niệm pháp quyết, hư quang biến thành cái thuẫn màu vàng ngăn cản con rắn. Bành, đầu rắn đụng vào cái thuẫn. Nó lại hóa thành trường mâu, xuyên thấu mấy thốn bước thẳng vào chỗ hiểm của Lam Nham chủ. Đám người Lý Mang Sơn cũng nhìn không được nữa, lập tức ra tay, hóa thành hào quang bay tới phía trước. Hai tay Lý Mang Sơn bấm niệm pháp quyết,
lập tức bắn ra hơn 10 đạo hào quang sáng ngời, chiếu thẳng vào ma khí, vô kiên bất tồi. Hạo Phong cũng vận dụng đao quyết, xuất hiện sau lưng Viện, chém xuống một đao. Thân ảnh mạch biến hóa, hắn lập tức biến mất tại chỗ. Bốn gã tạo hóa cảnh vừa ra tay, ma quang biến thành kết giới, áp lực làm kết giới chấn động. Viện nhìn tất cả, điểm ra một chỉ, trường mâu quấn quanh tay Lam Nham chủ quay trở về, lại hóa thành ngàn vạn đạo hào quang bắn ra bốn phía. Ầm ầm, lực lượng nổ tung kinh thiên động địa sinh ra, mấy người ra tay áp chế tất cả, sức mạnh của Hạo Nhiên chém xuống, lấy Viện làm trung tâm, lập tức nổ tung, thân thể hắn bị chấn động bay ra ngoài. Phốc phốc, đám người Ba Long cách xa cũng phải thổ huyết, liên tục kinh sợ thối lui. Lý Vân Tiêu đã được Phi Nghê bảo vệ, lập tức hóa thành hào quang bay đi. Vị trí vừa đứng đã hóa thành hư vô. Chung quanh Viện, bốn tên cường giả tạo hóa cảnh đều hiện thân, sắc mặt vô cùng ngưng trọng. Bọn họ dù không bị thương, nhưng khí huyết chấn động, sắc mặt vô cùng kinh hãi. Đây cũng không phải là chênh lệch cảnh giới đơn giản như thế. Viện cười lạnh nói. Còn có chút trò, các ngươi có thể ngăn cản một kích của ta mà không có việc gì, xem ra ta quá xem thường các ngươi rồi. Cũng phải, dù sao không vội giết Lý Vân Tiêu, trước tiên tiêu diệt đám ruồi bỏ các ngươi, cuối cùng lại đi rút gân lột ra hắn, rút hồn phách đặt vào trong Hoàng Tuyền Minh Hỏa. Viện cười dữ tợn, kim quang lóe lên, pháp thụ kim luân chém thẳng về phía Lam Nham chủ. Nội tâm Lam Nham chủ chấn động mạnh, khí kình tăng vọt, lập tức hét lớn. Hắn không có bất cứ binh khí nào, pháp thân là binh khí mạnh nhất của hắn. Ầm ầm, quyền kình đánh thẳng vào pháp thụ kim luân, lập tức bị bánh răng nghiền áp, quyền cốt vỡ vụn, máu tươi bắn ra tung tóe. Lam Nham chủ đau đớn không nhỏ, thả người rút lui. Ba người còn lại kinh hãi, lập tức vây công. Đao thế của Hạo Phong kêu vang, đao giới chi lực nghiền nát, hóa thành màn hào quang bao phủ người Viện. Nhưng Viện chỉ lật tay, đao giới lập tức tan rã, Hạo Phong cảm thấy khí huyết chấn động, bị trường lực đập vào người, phun máu tươi bay ngược ra phía sau. Đám người đang xem cuộc chiến ở xa xa hoảng sợ, tứ chi lạnh như băng. Cường giả tạo hóa cảnh không ngăn cản được một kích, còn đánh thế nào đây? Nam Khâu Vũ cũng triệt để há hốc mồm, kinh ngạc nói. Làm sao có thể mạnh như vậy? Hiện tại tâm tình của hắn rất hỏng bét, cũng không biết có phải hối hận vì xen vào việc của người khác hay không. Lý Vân Tiêu nói. Mọi người nhanh công kích kết giới này. Nàng dùng kết giới này làm tấm chắn, làm cho giới lực không thể nhận ra nàng. Nếu không một tên thánh ma giết người trong thiên võ giới, giới lực tuyệt đối sẽ giáng tử lôi đánh chết nàng. Lời này làm mọi người giật mình, vì vậy đám người Trác Thanh Phàm và người Thiên Tiệm Nhai công kích kết giới. Ầm ầm, ầm ầm. Hơn 10 đạo công kích phóng lên trời, Phi Nghê cùng Khúc Hồng Nhan chưa khôi phục thương thế, nhưng mà gia nhập vào đội ngũ công kích. Sắc mặt Viện biến hóa, trong mắt bắn ra hàn ý, nói. Vốn muốn đợi tí nữa lột ra các ngươi, đã vội vã muốn chết, vậy cũng đừng trách ta. Thân thể nàng lóe lên, chỉ lưu lại tàn ảnh, lập tức biến mất tại chỗ. Tất cả mọi người sợ hãi, không ai nhìn ra hành tung của nàng. Lý Vân Tiêu càng hét lớn. Ta suy đoán quả nhiên là đúng, kết giới ma quang không chỉ vây khốn chúng ta, cũng là vì tránh bị giới lực truy tìm. Thì thế nào, chẳng lẽ các ngươi cho rằng có thể đánh vỡ kết giới của bổn tọa sao? Tiếng nói lạnh như băng của Viện vang lên trong đầu mọi người, đám người Nam Khâu Vũ hoảng sợ, nhanh chóng tản ra bốn phía. Nhưng chốn nơi nào cũng bị hắc quang của Viện bao phủ, thân hình bị giữ chặt, đau đớn muốn sụp đổ. Đột nhiên có kim quang lăng lệ xuất hiện, hai tay Lý Mang Sơn kết ấn, lập tức dùng toàn lực đánh thẳng vào đầu Viện. Chạy mau! Ầm ầm! Một đám kim quang đánh tan lực hút của hắc quang, đều rơi vào người của Viện, nhưng không cách nào xuyên thấu qua ma quang hộ thể của nàng. Ngươi rất đáng ghét! Viện ngẩng đầu lên, lạnh lùng nói. Vậy lấy ngươi khai đao đi! Năm ngón tay lăng không một chảo, kim quang dừng lại, trường lực của Viện không ngừng áp xúc. Đánh thẳng vào người Lý Mang Sơn. Cái gì? Trong lòng Lý Mang Sơn hoảng hốt, tuyệt kỹ của hắn bị Viện khống chế, giống như ngàn vạn đao quang chém thẳng lên người. Làn da nứt nẻ, rất nhiều máu tươi bắn ra ngoài. Toàn thân Lý Mang Sơn là máu, nhưng sắc mặt trắng bệch, kinh mạch trong người vỡ nát. Hắn cắn răng hét lớn một tiếng, đột nhiên kim quang lập lòe bất định, lại hóa thành một đầu ngũ trảo kim long, nhanh chóng đánh tới.
Ân, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, nhưng chẳng khác gì châu chấu đá xe. Viện hừ lạnh một tiếng, tay trái bóp vào hư không, lập tức lực lượng thật lớn bùng nổ, có tiếng kim loại vang lên. Lý Vân Tiêu hoảng hốt, hắn quát lớn. Chạy mau! Trong mắt của hắn đầy kinh hãi, trong tay viện chính là A Hàm Trảm Cốt Đao. Lục đạo ma binh trong tay Thánh Ma và trong tay Ma Tôn là hai khái niệm khác nhau. Lý Mang Sơn cũng khẩn trương, nhưng hắn đã bị viện ngăn chặn, hoàn toàn không thể bỏ chạy. Tại sao lại mạnh như thế? Tâm thần mọi người bất định, bọn họ đã đủ xem trọng Thánh Ma, nhưng thực lực lại mạnh tới mức làm bọn họ bất lực. Viện cười tàn nhẫn, A Hàm đao chém thẳng về phía trước. Thân đao hóa thành bóng tối, cả thế giới biến thành tối tăm. Động tác của mọi người chậm chạp, thời gian như ngừng lại. Đồng tử Lý Mang Sơn mở to, kim quang bắn ra rất mạnh. Bóng ma tử vong bao phủ đáy lòng, lan tràn khắp toàn thân, đầu óc thanh tỉnh nhưng toàn thân vô lực. Phải chết sao? Nhìn thấy hắc đao rơi xuống, tâm thần hắn yên tĩnh, trong nháy mắt hắn cảm giác được gì đó, nói thầm. Thì ra tử vong là cảm giác này. Tới trình độ của hắn, một đường tới giết chóc vô số. Nhưng cho dù giết địch nhiều thế nào, cả đời cũng chỉ chết một lần. Lý Mang Sơn ta tung hoành cả đời, hôm nay lại chết trong tay nữ ma. Nội tâm của hắn tức giận, âm thầm nói. Như vậy quá ức uất, sẽ bị người ta chê cười. Gương mặt những người chung quanh hiện ra trong đầu, tất cả đều khiếp sợ và bi thương. Lam Nham Chủ, Hạo Phong, Lý Vân Tiêu, Khúc Hồng Nhan, Bắc Quyến Nam. Cũng có không ít cường giả Huyền Ly đảo. Khá tốt, không có người giễu cợt. Lý Mang Sơn thở ra một hơi, ánh mắt từ từ lạnh như băng, lúc này hắn nhìn chằm chằm vào Viện, nhìn thấy nụ cười khinh thường của nàng, hắn quát. Cười con em ngươi, lão tử cho dù chết cũng phải làm người trả giá thật nhiều. Hắn nghĩ lại, người sống cả đời sẽ có lúc chết. Có thể đánh một trận với Thánh Ma, hơn nữa hy sinh oanh oanh liệt liệt, xem như chuyến này đi không phí công, không uổng phí tu hành trong Huyền Ly đảo vài vạn năm. Hắn một tay bấm niệm pháp quyết, trên mặt xuất hiện hào quang thần thánh, tất cả sợ hãi và vô lực bị chiến ý thay thế. Khí tức trên người không ngừng tăng lên, sở học cả đời xuất hiện trong đầu, tất cả tiềm năng ngưng tụ lại. Thần quang, phổ chiếu đại địa. Sắc mặt Lý Mang Sơn trang trọng, tất cả lực lượng hội tụ vào bàn tay, ngưng tụ thành ấn phù màu vàng, đập thẳng về phía trước. Dưới A Hàm Trảm Cốt Đao, một đám thần quang uy nghiêm, thần thánh xuất hiện. Ầm ầm, hào quang lại kháng một kích của A Hàm Trảm Cốt Đao, một cột sáng phóng thẳng lên trời, đồng thời khuếch tán ra bốn phía. Thân ảnh Lý Mang Sơn trở nên phiêu hốt, dần dần nhạt dần, sau đó biến mất không còn. Lý Mang Sơn, Lam Nham Chủ bi phẫn hét lớn một tiếng, thân thể của hắn chập chờn bất định, cảm xúc chấn động rất mạnh. Những người Huyền Ly đảo còn lại khó nén bi phẫn, nội tâm đau khổ. Lực lượng này giải phóng thần quang. Không chỉ có ngăn cản A Hàm đao, hơn nữa còn xua tan hắc ám, phá hủy kết giới. Viện ngẩng đầu lên, sau khi kết giới giải tán, bầu trời sáng sủa xuất hiện mây đen rậm rạp, lôi điện xuất hiện. Trong tầng mây có ánh sáng tím lập lòe, đang ngưng tụ thiên lôi. Quả nhiên, kinh động giới lực. Lý Vân Tiêu cố nén bi phẫn trong lòng, lớn tiếng nói. Mọi người nhanh tản ra. Tiếng la của hắn làm mọi người bừng tỉnh. Kết giới ma quang đã không còn, bọn họ lập tức bỏ chạy ra bốn phía. Sắc mặt Viện phát lạnh, lạnh lùng nói. Muốn đi. Thân thể nàng chấn động, đang muốn ra tay, vô số kim quang xuất hiện nện vào người của nàng. Những kim quang này không ngừng lan tỏa ra chung quanh, đúng là pháp tắc chi liên, trói Viện như bánh chưng. Không chỉ giới lực ngưng thực trói toàn thân của nàng, hơn nữa trên thân thể còn có vô số phù văn màu vàng lưu chuyển theo giới lực. Sắc mặt Viện biến hóa, trên mặt mang theo thần sắc thống khổ. Nàng giãy giụa một lát, pháp tắc chi liên lắc lư, ngược lại trói buộc càng chặt, đâm vào trong thịt của nàng. Tầng mây trên trời quay cuồng, dường như ẩn lực lượng quá mức cường đại, lôi vân màu tím bắn ra lực lượng cường đại. Lý Vân Tiêu trầm giọng nói. Tất cả mọi người chuẩn bị sẵn sàng, chờ tử lôi qua đi, mọi người cùng ra tay. Khúc Hồng Nhan cả kinh nói. Giới lực hóa thân cường đại như vậy, vẫn không thể diệt sát nàng sao? Lý Vân Tiêu lắc đầu nói. Nếu đơn giản như vậy, cuộc chiến hai giới còn thảm thiết như vậy sao? Thánh ma cũng không đủ gây sợ. Khúc Hồng Nhan sững sờ, liền hiểu được,
trong lòng những người khác như có tảng đá đè nặng, Lý Mang Sơn chết làm cho mỗi người đều bi phẫn, hơn nữa còn cảm thấy rất áp lực. Lý Vân Tiêu tiếp tục nói, sở dĩ cuộc chiến hai giới còn tiếp tục, đó là vì Thánh Ma đã bị giới lực áp chế quá mạnh mẽ, khó có thể dùng toàn lực hàng lâm thiên võ giới, lúc này mới giúp thiên võ giới có cơ hội thở dốc. Nhưng Thánh Ma trước mặt, ánh mắt hắn đầy lo lắng, nói, Thánh Ma trước mặt, hoàn toàn không bị giới lực áp chế. Từ xưa đến nay, có thể không bị giới lực áp chế, cường giả ma tộc hoành hành thiên võ giới cũng chỉ có thiên giới chi chủ vượt qua cảnh giới Thánh Ma, tùy ý qua lại vô số vị diện mới được. Tình huống như viện thật quá điên cuồng, trong vạn không có một. Chỉ vì Chọc Khôn chính là khu vực chi chủ, năm đó cũng chấp chưởng quy tắc thiên võ giới, thành tựu giới vương cảnh. Cho nên bị viện thu nạp, lúc này hoàn toàn miễn dịch giới lực áp chế. Không chỉ có như thế, nàng còn có thể vận dụng hoàng tuyền minh hỏa do giới lực ngưng tụ ra. Lại nói tiếp, từ trình độ nhất định nàng còn thích hợp với thiên võ giới hơn cả người thiên võ giới. Tất cả mọi người hiểu tính nghiêm trọng của vấn đề, tất cả đều nhìn chằm chằm vào pháp tắc chi liên, chờ tử lôi đánh xong sẽ đồng loạt ra tay. Ha ha, chính là giới lực, làm sao bó buộc ta chứ? Viện quát lớn, ma quang tỏa ra làm pháp tắc chi liên lắc lư. Hơn nữa một tay bị pháp tắc chi liên trói buộc, chậm rãi giơ lên, ma khí ngưng tụ trong lòng bàn tay, không ngừng duỗi ra, muốn vận dụng A Hàm đao. Lý Vân Tiêu cả kinh nói. Không tốt, nàng muốn chém đứt pháp tắc chi liên. Chặt đứt pháp tắc chi liên. Nói đùa sao làm được. Nam Khâu Vũ và trưởng lão Thiên Tiệm Nhai đều khiếp sợ, vẫn không dám tin. Nhưng người thiên võ minh lại hoảng hốt, trái tim như bị bóp nghẹt. Bởi vì bọn họ vừa nhìn thấy chuyện chặt đứt pháp tắc chi liên cách đây không lâu. Lý Vân Tiêu quát lên. Hiện tại liền ra tay, chờ không được. Sắc mặt hắn tái nhợt đứng ở xa xa, tuy sau khi thần đan vào bụng khôi phục không ít lực lượng, nhưng muốn làm gì viện thì nằm mơ đi. Người Huyền Ly đảo đã sớm tức giận và bi phẫn, nghe vậy lập tức khó áp chế, lực lượng tăng mạnh sau đó công kích viện. Ầm ầm, hơn 10 đạo hào quang cường công, ma khí trên người viện không ngừng bị đánh tan, A Hàm đao đang biến hóa lại bị đánh tan vài lần. Sắc mặt viện phát lạnh, đột nhiên trên người sinh ra hỏa diễm màu xanh, hóa thành một tầng hào quang ngăn cản công kích. Hơn nữa pháp tắc chi liên bị lửa xanh thiêu đốt, nó không ngừng vỡ vụn. Dây xích do vô số phù văn thật nhỏ ngưng tụ thành, giờ phút này hoàng tuyền minh hỏa thiêu đốt làm chúng tan vỡ. Viện giơ tay lên và chém xuống. Hỏa diễm trên người hóa thành lưỡi đao, lập tức chém lên pháp tắc chi liên, thiên địa run lên, từng đám dây xích vỡ ra, hóa thành phù văn màu vàng sau đó biến mất trong không gian. Viện ngẩng đầu lên, lại chém xuống lần tiếp theo. Lại có vô số xiềng xích vỡ vụn. Nàng bước ra một bước, vô số dây xích trên người nàng rơi ra ngoài. Mây đen trên cao áp xuống, cả thiên địa biến thành màu tím, có cự long xuất hiện, đôi mắt lăng lệ tới cực điểm, ánh mắt linh động 10 phần, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào viện. Vào lúc này Giận Vũ ba người cách thiên cung mấy ngàn dặm, nội tâm kinh hãi nhìn vào bầu trời màu tím, sắc mặt cực kỳ ngưng trọng. Phụ vương, đây là... Trái tim Uyên run rẩy. Nhìn qua bầu trời, cảm thụ được lực lượng kia, nội tâm kinh hồn táng đảm. Giận Vũ trầm giọng nói. Bình tĩnh một ít, lực lượng của viện đã vượt qua giới này, tất dẫn tới thiên lôi diệt thế muốn diệt nàng. Nhưng thánh ma lực còn trên cả giới lực, sợ rằng khó như nguyện. Trong mắt của hắn mang theo vẻ thống khoái vì trả thù, nhe răng cười nói. Thiên võ giới thật buồn cười, bị uy lực của thánh ma nhục nhã. Ầm ầm. Trên trời có ánh sáng tím đang tích tụ lực lượng, đột nhiên tử lôi giáng xuống, tử lôi mang theo thiên uy khủng khiếp đánh vào thánh ma. Thân ảnh viện khẽ nhúc nhích, nàng cũng muốn tránh đi, nhưng mà tử long này chỉ tập trung vào nàng, trong phiến thiên địa này không có chỗ nào để nàng ẩn nấp. Trong chốc lát thu liễm tâm thần, cầm chảm cốt đao trong tay chém tới. Ầm ầm, lực lượng khổng lồ va chạm vào nhau, cả bầu trời tan vỡ, những võ giả thoát đi chậm lập tức bị cuốn vào. Sau đó tan thành mây khói. Sắc mặt đám người Nam Khâu Vũ vô cùng khó coi, sắc mặt trướng lên như gan heo. Mặc dù võ giả thoát đi thật xa cũng cảm nhận được cái gì là thiên băng địa liệt, càn khôn nghiền nát, thân thể cũng khó thừa nhận. Mặc dù là Giận Vũ ba người cũng bị liên lụy, bọn họ kinh hãi tránh xa mấy vạn dặm, lúc này mới dám dừng lại, hoảng sợ nhìn về phía thiên cung. Uyên sợ hãi nói, phụ vương,
lực lượng khủng bố như thế, viện là. Sắc mặt Giận Vũ âm trầm, hừ lạnh nói. Đây tính toán là cái gì, lực lượng mạnh hơn ta cũng đã gặp qua. Yên tâm đi, viện chỉ là thánh ma cảnh, mấu chốt nhất là nàng thôn vệ chọc khôn, giới lực uy áp không ảnh hưởng tới nàng, đây mới là chí mạng nhất, có thể so với ma chủ năm đó. Uyên gật đầu, nói. Đúng vậy, cường giả thánh ma cảnh năm đó cũng có, nhưng mà không thể vượt giới tới đây. Mỗi lần hàng lâm cũng chỉ là một đạo phân thân, nếu bản tôn đến đây, cũng cần pháp bảo hoặc là bí thuật ẩn nấp khí tức. Nếu không không sẽ bị áp chế, càng có khả năng bị giới lực đuổi theo đánh. Viện hoàn toàn thích ứng giới lực, sợ rằng sẽ hoành hành vô địch thủ. Lời nói của hắn nghiêm trọng, hiển nhiên tâm tình rất phức tạp. Giận Vũ nói, đúng là có phần phiền phức, nhưng mục đích của viện là giết Lý Vân Tiêu, đối với chúng ta cũng có chỗ tốt nhất định, về phần thế giới này chết sống, chúng ta không quan tâm. Ánh mắt của hắn lạnh lùng nhìn về phía trước, nội tâm vui mừng. Có giới lực hóa rồng áp chế viện, như vậy Lý Vân Tiêu còn sống là rất lớn. Hắn có cơ hội nhặt tiện nghi. Thiên cung bị hai cổ lực lượng va chạm phá hủy, cả trời cao biến thành hố sâu, thôn phệ tất cả năng lượng cùng vật chất, cả thế giới này bị đục lỗ. Tất cả mọi người nhìn vào cái hố sâu không đáy kia, nội tâm phát lạnh, toàn thân lạnh giá. Lực lượng kinh khủng vượt qua mọi người suy nghĩ, phạm vi mấy chục vạn dặm bị ảnh hưởng, cuồng phong gào thét. Vô số nước biển bốc hơi. Phạm vi tử hải mở rộng, trong đó toàn bộ sinh linh biến thành bụi phấn. Trừ Bắc Quyến Nam ra, những người còn lại hoảng sợ, rốt cục hiểu ma chủ năm đó là tồn tại thế nào. Đó là thực lực còn vượt qua viện, là tồn tại quân lâm thiên hạ. Khúc Hồng Nhan rung giọng nói. Thánh ma chết sao? Lý Vân Tiêu lắc đầu nói. Năng lượng lúc trước chấn động quá lớn, căn bản không có bất luận cảm ứng gì. Nhưng ta có dự cảm, nàng không chỉ có không chết, thậm chí không tổn thương quá nặng. Không thể nào. Tuy đám người Phi Nghê tin tưởng viện không chết, nhưng muốn nói không bị thương nặng là không thể nào. Bắc Quyến Nam trầm giọng nói. Vân thiếu dự cảm hơn phân nửa là đúng. Người này tung hoành vô địch, không nữa không có cường giả chống lại nàng. Chúng ta lưu lại là chết mà thôi, chạy đi. Lý Vân Tiêu khổ sở nói. Đi, nếu như ngươi vô địch. Tuy thiên võ giới to lớn nhưng có thể đi nơi nào. Đây là lần đầu tiên hắn nản lòng thoái chí, dường như nhìn không có chút hy vọng nào cả. Bắc Quyến Nam nói. Dẫn nàng tới thành Viêm Vũ, tụ tập lực lượng thiên hạ đối kháng nàng. Lý Vân Tiêu chấn động, quả quyết bác bỏ nói. Người điên sao, thành Viêm Vũ bây giờ là lực lượng của thế giới này, nếu như nữ nhân này đi tới đó, thế giới này xong rồi. Bắc Quyến Nam nhìn hắn, nói. Hiện tại nàng cố ý muốn giết ngươi, chỉ cần ngươi trốn, còn có thể dẫn nàng tới thành Viêm Vũ. Nếu như ngươi bị giết ở đây, trong thiên hạ nàng không còn chuyện gì lo lắng, đến lúc đó cho dù muốn dốc hết lực thiên hạ càn quét nàng cũng không được. Nội tâm Lý Vân Tiêu run lên, Bắc Quyến Nam nói có lý. Hiện tại dốc toàn lực còn có thể chống lại, nếu tương lai nàng không có lo lắng, ngao du giữa thiên địa, muốn vây quét nàng là không có khả năng. Nhưng nếu như dẫn viện tới thành Viêm Vũ, tất nhiên là sanh linh đồ thán, cả thành Viêm Vũ cũng bị hủy diệt, có thể đánh chết viện hay không còn chưa biết. Nếu như thành Viêm Vũ làm không được, giới này cũng xong đời. Lý Vân Tiêu phải đưa ra quyết định, hắn cảm thấy rất áp lực, không biết nên lựa chọn thế nào. Nam Khâu Vũ âm trầm, ánh mắt nhìn vào bóng tối, đang tìm kiếm vật gì đó. Lý Vân Tiêu nói, không bằng cho nàng giết ta, chỉ cần đại thù được báo, nàng chưa chắc khó xử thế giới này. Dù sao Chọc Khôn cũng sinh ra trong thiên võ giới. Phu quân nói lời ngu xuẩn gì thế? Phi Nghê tức giận nói. Phu quân tuyệt đối không thể có suy nghĩ như thế. Nếu phu quân chết, thành Viêm Vũ quần long vô thủ, thiên hạ không còn ai đảm nhận đại nhậm, đến lúc đó thế giới này mới thảm hại hơn. Đoan Mộc Hữu Ngọc nói. Mọi người chưa hẳn phải tuyệt vọng, còn có một người có thể đối phó thánh ma. Mặc dù không địch lại, chắc cũng không kém quá xa. Ai? Tất cả mọi người cả kinh, ánh mắt đồng loạt nhìn qua. Phóng nhãn cả thiên hạ, một cường giả giới vương cảnh còn không có, còn có ai có thể ngăn cản thánh ma? Ánh mắt Đoan Mộc Hữu Ngọc nhìn lên người Lý Vân Tiêu, nói. Đừng quên Bách Luân Kết Y đại nhân nói. Nội tâm Lý Vân Tiêu khẽ động, kêu lên. Thiên địa chân long. Sắc mặt Đoan Mộc Hữu Ngọc ngưng trọng, gật đầu nói. Không sai,
chính là chân long. Chân long mới vừa ra đời tất nhiên cũng là giới vương cảnh, cho dù không địch lại thánh ma, cũng không kém quá nhiều. Hơn nữa có chúng ta phụ trợ, đánh chết thánh ma cũng có khả năng rất lớn. Hắn nói lời này làm nội tâm mọi người nóng lên, cảm thấy phương pháp này thật có thể thực hiện được. Lý Vân Tiêu bấm chỉ tính toán, cau mày nói. Thời gian không đúng, chỉ sợ chân long còn chưa sinh ra. Viện đã phá hủy giới này rồi. Đoan Mộc Hữu Ngọc nói. Vân Thiếu ngươi tìm nơi trốn đi, chờ đợi chân long ra đời lại đi ra. Lý Vân Tiêu lắc đầu nói. Ma đầu này sẽ cầm thành Viêm Vũ khai đao. Nếu muốn kéo dài thời gian, ta có biện pháp, sẽ không biết kết quả như thế nào. Nhưng đến thời điểm này cũng không nghĩ nhiều. Biện pháp gì? Những người còn lại hỏi thăm. Lý Vân Tiêu nói. Vừa vặn mượn cơ hội này tiến vào ma giới. Cái gì? Tiến vào ma giới? Phi Nghê cùng Khúc Hồng Nhan đều kinh hãi, nghẹn ngào kêu lên, lắc đầu liên tục, hiển nhiên không đồng ý. Bắc Quyến Nam và Đoan Mộc Hữu Ngọc thì là trầm ngâm, tinh tế suy nghĩ quan hệ trong đó. Lý Vân Tiêu cười khổ nói. Các ngươi đều không cần giật mình, phương pháp này là biện pháp ổn thỏa nhất. Dù sao viện không bị hai giới áp chế, có thể phát huy uy lực giống nhau trong hai giới. Mà trong cơ thể ta có ma nguyên của đế, cũng không bị hai giới áp chế. Cho nên chọn chiến trường ở nơi nào, đương nhiên là lựa chọn ma giới ảnh hưởng lên chúng ta nhỏ nhất. Còn nữa, ma giới còn có một người muốn giết viện, đó chính là ma phổ. Chỉ cần chúng ta tiến vào ma giới, hắn sẽ cảm ứng được, nếu có thể liên hợp với phổ, như vậy phần thắng lớn hơn. Khúc Hồng Nhan nói, ma phổ là quân cờ tốt, nhưng ngươi tiến vào ma giới quá nguy hiểm, dù sao cũng là hoàn cảnh lạ lẫm, chưa bao giờ đi qua. Còn đối với viện thì nó quá quen thuộc. Lý Vân Tiêu cười nói. Với tu vị của ta hiện tại, hoàn cảnh ảnh hưởng quá nhỏ. Chỉ cần ta kéo dài tới khi chân long ra đời, lại cùng phổ liên hợp mọi người, đánh chết viện nắm chắc thật lớn. Tiểu Hồng lạnh lùng nói. Nói vô cùng tốt, chỉ sợ không kéo tới lúc đó. Đám người Phi Nghê trợn mắt nhìn qua, còn kém không có mở miệng mắng to. Lý Vân Tiêu nói. Hiện tại cũng chỉ có thể ngựa chết chữa thành ngựa sống, nếu không cứ để ma nữ này tung hoành thiên võ giới một thời gian ngắn, thế giới này cũng không còn. Bắc Quyến Nam nói, ta cũng đồng ý quan điểm của Vân Thiếu, tiến vào ma giới thật sự là lựa chọn. Chờ chân long sinh ra thì chúng ta có chuẩn bị, thiết hạ phục kích, dẫn viện tới. Chỉ cần Vân Thiếu không chết, như vậy bẫy dập cũng hoàn thành. Lý Vân Tiêu nói, ân, cứ định như vậy. Việc này không nên chậm trễ, hiện tại ta sẽ đi Thiên Đãng Sơn Mạch. Chờ chút, ta sẽ đi cùng phu quân. Phi Nghê ngăn cản hắn, tiến lên. Lý Vân Tiêu cười khổ nói. Ta không phải đi du lịch, phải đi Trường Trinh. Ta mặc kệ, Trường Trinh cũng có thể mang lão bà. Phi Nghê giữ chặt Lý Vân Tiêu, dù thế nào cũng không buông tay. Khúc Hồng Nhan nói. Phi Nghê muội tử nói đúng vậy, ta cũng muốn đi với ngươi. Lý Vân Tiêu đau đầu nói. Phiền toái quá lớn, các ngươi không thể đi ma giới, giới lực này các ngươi gánh không được, chỉ có thể kéo chân của ta, muốn hại ta sao? Hai nữ không chịu, Phi Nghê kêu lên. Chúng ta có thể dừng lại trong giới thần bi. Lý Vân Tiêu nói. Chỉ dừng trong giới thần bi, đi ma giới có ý nghĩa gì? Vạn nhất ta thực gặp chuyện không may, các ngươi ở lại thiên võ giới còn có thể tiếp tục kháng địch. Phi Nghê vô cùng kiên quyết. Nói, nếu phu quân thực sự bất chắc, Phi Nghê cũng không sống một mình. Tất nhiên sẽ đi ma giới báo thù cho phu quân, còn không bằng để ta bên cạnh phu quân. Lý Vân Tiêu chấp ảo não, không có cách nào đáp ứng các nàng. Tiểu Hồng lạnh lùng nói, ta thì sao, ta cũng người mang ma nguyên của đế, là một mục tiêu của viện, cũng sẽ đi cùng ngươi. Lý Vân Tiêu cau mày nói, ngươi đi làm gì, chính bởi vì ngươi cũng mang ma nguyên của đế. Cho nên càng phải lưu lại. Nếu ta thực bất hạnh vẫn lạc trong ma giới, như vậy có người hấp dẫn viện. Đến lúc đó ngươi lại phối hợp với chân long mới đánh chết nàng. Tiểu Hồng lạnh lùng nói. Ta vốn là thải hồng thạch biến thành, xem như người ma giới. Trở lại ma giới ta sẽ có tăng lên thật lớn, dừng lại ở thiên võ giới, muốn tiến thêm một bước không biết mất tới năm nào tháng nào. Lý Vân Tiêu nói. Chuyện đó đúng vậy. Nhưng hy vọng ngươi suy tính vì đại cục. Đại cục, ha ha. Tiểu Hồng nhẹ nhàng vuốt tóc mai, cười nói.
ta cũng không phải minh chủ Thiên Võ Minh, cũng không phải phu nhân minh chủ Thiên Võ Minh, chỉ là tiểu nữ tử mà thôi, đại cục chó má gì đó liên quan gì tới ta. Người bốn phía sững sờ, ánh mắt cổ quái. Tiểu Hồng cũng biết nói lỡ, đôi má đỏ lên, giận dữ nói. Tóm lại ngươi không cho ta đi theo, ta sẽ tự đi. Lý Vân Tiêu bị mọi người nhìn chằm chằm liền xấu hổ, tức giận nói. Tùy ngươi. Bắc Quyến Nam nói. Đã quyết định, cứ quả quyết một ít, hiện tại đi thôi. Miễn ma nữ kia xuất hiện thì không đi được. Lúc này có giọng nói vang lên. Hiện tại còn muốn rời đi, không thể không bội phục chỉ số thông minh của các ngươi phán đoán thật hay. Thân ảnh viện xuất hiện, trường bào không nhiễm hạt bụi, giống như công kích không làm gì được nàng. Ngươi, sắc mặt mọi người biến hóa, lập tức lui ra sau, lạnh cả người. Viện nói, kỳ thật ta rất muốn nhìn ngươi sau khi chạy tới ma giới, lại bị ta đuổi giết tuyệt vọng sẽ là bộ dạng gì, nhưng ngẫm lại cũng quá nhàm chán. Hơn nữa ở đây có thân bằng hảo hữu của ngươi, giết bọn chúng trước mặt ngươi mới có ý nghĩa. Nàng giơ tay lên đánh thẳng vào Phi Nghê. Coi chừng, Lý Vân Tiêu quát một tiếng, lực lượng trong người bạo phát ngăn cản một kích này. Phi Nghê sợ hãi, hai tay hợp lại, hỏa tuyến bảo vệ bản thân mình. Đám người Khúc Hồng Nhan cùng Hạo Phong gần nàng cũng ra tay. Ầm ầm. Lúc này hắc quang nổ tung, tất cả mọi người bị chấn động lui ra sau liên tiếp. Viện cười nhạo nói, đây chính là chiến lực mạnh nhất thiên võ giới sao, thế giới này không thể cứu rồi. Ta sẽ đánh chết các ngươi, sau đó lại hủy thế giới này tế điện chọc khôn. Lý Vân Tiêu mắng. Chọc khôn là bị ngươi ăn tươi, lại cầm chúng ta hả giận, có bản lĩnh thì nhổ chọc khôn ra. Nhìn ngươi còn có thể kiêu ngạo như vậy sao? Ngươi! Viện tức giận muốn thổ huyết, thân thể mềm mại run rẩy, sát khí ngập trời hóa thành thực chất. Nàng không dám ra tay, bởi vì nội tâm nàng sợ hãi đánh Lý Vân Tiêu tan thành mây khói, vậy quá tiện nghi hắn. Lý Vân Tiêu dường như nhìn ra tâm tư của nàng, khóe miệng cười lạnh, cố ý ngóc đầu miệt thị nàng. Ta giết ngươi. Rốt cuộc viện nhìn không được, lửa giận khôn cùng bạo phát ra, đánh ra một trường. Nàng còn cực lực khống chế cảm xúc của mình, lý trí nói cho nàng biết phải áp chế, ngàn vạn đừng có chụp chết Lý Vân Tiêu. Cho nên bàn tay nàng run rẩy. Đám người Bắc Quyến Nam kinh hãi, tất cả mọi người bảo hộ trước mặt Lý Vân Tiêu, kết thành bức tường người, đều dốc sức liều mạng vận chuyển lực lượng tạo thành kết giới. Lý Vân Tiêu kinh hãi. Trong nội tâm kháng cự, nói. Mọi người. Bắc Quyến Nam trầm giọng quát. Đi mau, chúng ta tận khả năng giúp ngươi kéo dài, chỉ cần ngươi rời đi, liền có thể dựa theo kế hoạch trước đó chu sát ma nữ này. Lý Vân Tiêu cũng không phải phải người hành động theo cảm tính, hắn rất lý trí, nhưng mà hắn vô cùng khó khăn, nói. Mặc dù nội tâm ta mạnh hơn nữa, mặc dù ta lý trí cỡ nào, cũng không có khả năng vứt bỏ bằng hữu bỏ chạy. Lý Vân Tiêu ta sẽ không còn là Lý Vân Tiêu. Hắn đưa tay vào đan điền, vận dụng thần dịch lực, muốn động dùng thủy chủ trầm phù. Vừa chạm vào kiếm khí kia, liền cảm thấy kinh mạch toàn thân đau đớn, di chứng lúc trước còn chưa khôi phục. Viện duỗi tay ra, trực tiếp đánh qua một hướng, không phải đánh vào đám người Lý Vân Tiêu. Ma trưởng cực lớn đánh thẳng vào bầu trời. Ầm ầm, cách đó mấy ngàn trượng, ma trưởng đánh vỡ không gian. Tất cả mọi người sững sờ, lập tức nhìn qua hướng đó. Viện lạnh lùng nói. Nhìn lén lâu như vậy, cũng nên đi ra chịu chết đi. Khục, khục khục, quả nhiên là thánh ma lực. Ma giới xuất hiện thánh ma rồi sao? Một tiếng nói giả nua vang lên. Viện hừ lạnh nói. Lão bất tử, ngươi là người phương nào? Ma khí tan hết, lúc này một lão giả lưng còng chống quải trượng, râu bạc trắng, gương mặt đầy nếp nhăn. Tất cả mọi người ngạc nhiên, lão giả này khí độ phi phàm nhưng không ai nhận ra. Nam Khâu Vũ cả kinh nói. Đại nhân, ngài là, Hiên Viên. Lão giả râu trắng híp mắt, nói. Ngươi chính là chủ nhân hiện tại của Thiên Tiệm Nhai, Nam Khâu Vũ sao? Lão Phu Hiên Viên Diệu. Nam Khâu Vũ đại hỉ, kích động khó ức chế, ôm quyền nói. Vãn bối vô năng, không thể bảo trụ thiên cung, càng làm Hiên Viên đại nhân xuất quan trước thời gian. Tội đáng chết vạn lần. Lúc trước hắn không muốn nhúng tay vào chuyện của Lý Vân Tiêu, chính là sợ ánh mắt Thiên Võ Minh hoặc là Vạn Linh Chi Địa tập trung vào Thiên Tiệm Nhai, sẽ ảnh hưởng Hiên Viên Diệu bế quan. Hiên Viên Diệu.
Bắc Quyến Nam thì thào, đột nhiên sắc mặt đại biến, dường như nghĩ đến cái gì, lúc này ánh mắt kinh hãi như lồi ra. Lý Vân Tiêu thấy thế trong nội tâm kỳ quái, thấp giọng nói. Quyến Nam đại nhân, lão nhân này là ai? Sắc mặt Bắc Quyến Nam hơi đổi, lắc đầu nói. Không biết. Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu im lặng nói. Vậy ngươi còn làm ra bộ dáng như thấy quỷ làm gì? Bắc Quyến Nam nói. Ta mặc dù không biết hắn là người phương nào, nhưng họ Hiên Viên cực ít, 10 vạn năm qua trừ lão nhân này ra, ta cũng chỉ biết có một người mà thôi. Nội tâm Lý Vân Tiêu biết đó là đại nhân vật, cả kinh nói. Người phương nào? Bắc Quyến Nam từng chữ nói. Năm đó giới vương đại nhân là họ ghép Hiên Viên. Người chung quanh chấn động, rốt cục hiểu vì sao Bắc Quyến Nam hoảng sợ. Hiên Viên Diệu cười nói. Tất cả đều là an bài xong, có tội gì? Chỉ là lão phu nằm mơ cũng không nghĩ tới, vừa đi ra lại gặp thánh ma, giờ phút này tâm tình thật không tốt. Mọi người. Nam Khâu Vũ lau mồ hôi lạnh trên trán, nói. Nữ ma này cách đây không lâu đã thôn phệ khu vực chi chủ Chọc Khôn, lúc này mới bước vào thánh ma, hơn nữa nàng nắm giữ một trong lục đạo ma binh A Hàm Trảm Cốt Đao. Khu vực chi chủ Chọc Khôn, A Hàm Trảm Cốt Đao. Hai tin tức truyền vào tai Hiên Viên Diệu, toàn thân chấn động, ánh mắt bắn ra hào quang, nói. Không thể ngờ Chọc Khôn chưa chết, thánh ma lại đi theo con đường ma chủ. Nam Khâu Vũ khổ sở nói. Đúng là như thế, cho nên chúng ta không địch lại một chiêu của nàng, nếu không có thiên đạo đánh tử lôi ngăn cản nàng, sợ rằng chúng ta đã chết. Sắc mặt Hiên Viên Diệu ngưng trọng, gật gật đầu, nói. Khó trách, thôn vệ Chọc Khôn, có vốn liếng chống lại giới lực, thánh ma lực còn trên cả giới vương, các ngươi không địch lại là bình thường. Nam Khâu Vũ vội hỏi. Hiên Viên đại nhân có biện pháp? Hiên Viên Diệu trầm ngâm một hồi, lắc đầu nói. Ta cũng không có biện pháp, gặp thánh ma, chỉ có một con đường chết. Không thể ngờ lão phu vừa xuất quan, lại bước vào quỷ môn quan. Mọi người. Ha ha, lão già này thật tự hiểu lấy mình. Viện cười rộ lên, ma đồng lập lòe vài cái, nói. Tạo hóa cảnh đỉnh phong, thực lực nửa bước giới vương, người xem như có thể. Nếu không cố gắng thêm vài chục năm, có thể bước vào giới vương cảnh cũng nói không chừng đấy. Đám người Lý Vân Tiêu xôn xao, không thể ngờ lão giả trước mặt là nửa bước giới vương. Mà Lý Vân Tiêu càng ảo não, thiên võ giới che giấu cường giả như thế, nghe viện nói như vậy, hắn thậm chí có khả năng bước vào giới vương cảnh. Hôm nay bị hủy tiền đồ, không chỉ có là tiền đồ, thậm chí cả tính mạng cũng không còn. Ha ha! Hiên Viên Diệu cười rộ lên, vuốt vuốt chòm râu, nói. Không có giới thần bi hoặc là hoàng tuyền minh hỏa loại vật này, rất khó tu luyện tới giới vương cảnh. Tất cả đều đã an bài tốt, lão phu thời điểm này bị ép xuất quan, cũng là có an bài cả. Viện gật đầu nói. Đúng thế, an bài tốt nhất là ngươi đi chết đi. Nàng giơ tay lên, kim quang xuất hiện. Vào lúc này áp lực không gian thật lớn áp xuống, cả bầu trời biến hình. Ầm ầm. Trước người Hiên Viên Diệu xuất hiện kim quang cuồn cuộn, một cây cổ thụ xuất hiện áp chế hắn. Hiên Viên Diệu bấm niệm pháp quyết điểm ra chung quanh, mỗi một đạo phù văn bay ra đều hóa thành trận pháp. Trong trận xuất hiện pháp tắc chi liên, kết nối với nhau tạo thành kết giới. Ầm ầm. Bóng cây va chạm với kết giới sinh ra linh áp khủng bố. Bầu trời vạn dặm chấn động rất mạnh. Trong lúc đó, ở đường chân trời chẳng biết lúc nào xuất hiện một thân ảnh lạnh lùng. Thân ảnh kia giơ tay bấm niệm pháp quyết, miệng nói lẩm bẩm, sau đó đánh ra một chưởng cách không. Ầm ầm, một đạo hào quang màu đen đánh lên bóng cây màu vàng, tiếng nổ ầm ầm vang lên, thân cây chập chờn. Hiên Viên Diệu vui vẻ, đột nhiên hét lớn, lập tức kết ấn quyết đánh vào pháp thụ kim luân. Biến hóa bất ngờ làm mọi người nhìn qua phía chân trời. Viện cũng nhíu mày, bắt lấy pháp thụ kim luân, trong mắt mang theo sát khí. Lý Vân Tiêu vừa thấy người nọ, kinh hỉ nói. Cửu Uyên đại nhân, cường giả ở phía chân trời có bộ dáng như thiếu niên, chính là Thâm Uyên chi chủ, Cửu Uyên. Đám người Phi Nghê vừa mừng vừa sợ, lúc trước cảm thấy thực lực Cửu Uyên phi phàm, hôm nay có thể chống lại Viện, mọi người vui vẻ. Viện nói. Lại là một con chuột. Nhưng sắc mặt nàng trầm xuống, so với nhìn thấy Hiên Viên Diệu còn ngưng trọng hơn vài phần. Cửu Uyên, ngươi là Thâm Uyên chi chủ. Đột nhiên Hiên Viên Diệu giật mình, nói.
Trải qua thời gian dài, ta cảm thấy có khí tức trong giới khanh, đó là ngươi sao? Cửu Uyên mặt không biểu tình, mặc dù là lúc này cũng chỉ hơi gật đầu. Sắc mặt Hiên Viên Diệu nghiêm túc, vui mừng nói. Vãn bối Hiên Viên Diệu bái kiến tiền bối. Cảnh này làm mọi người rơi cả tròng mắt, một lão giả tóc trắng xóa đầy nếp nhăn lại hành đại lễ với thiếu niên, còn hô tiền bối. Nhưng không có ai cười, bởi vì Cửu Uyên chính là Thâm Uyên chi chủ, tư lịch và tuổi cùng thực lực không ai biết, nếu Hiên Viên Diệu dám xưng hô như vậy, chắc chắn không sai. Viện nhìn chằm chằm vào Cửu Uyên một hồi, đột nhiên mở miệng nói ra. Thiên võ giới hiện tại còn có mấy cường giả giới vương cảnh. Trong lòng mọi người chấn động, lời này lộ ra quá nhiều tin tức, làm cho mọi người miên man bất định, chẳng lẽ Cửu Uyên chính là giới vương cảnh? Ánh mắt Cửu Uyên nhìn qua, nói. Có lẽ, còn thừa mình ta. Chi? Đám người Lý Vân Tiêu hít khí lạnh, mừng như điên, trong lòng kích động. Cửu Uyên suy nghĩ, lại nói. Nhưng mà chân long mới sắp ra đời, như vậy sẽ có hai. Viện lạnh lùng nói. Nói như vậy, ta hiện tại phải giết ngươi rồi, so với lúc đối mặt hai giới vương cảnh, ta giết ngươi còn đỡ phiền toái hơn nhiều. Cửu Uyên nói. Ngươi giết không được ta. Viện cười nhạo nói. Ngươi thực tự tin. Cửu Uyên lắc đầu, nói. Đây không phải tự tin, mà là quan sát. Sau khi bước vào giới vương cảnh, ta vẫn ở trong Thâm Uyên, quan sát lực lượng người nọ năm đó lưu lại, hy vọng có thể từ đó lĩnh ngộ ra mấy thứ gì đó. Cho nên sức quan sát của ta vô cùng mạnh. Sắc mặt Viện biến hóa, vẫn mỉa mai nói. Ngươi quan sát ra cái gì? Ánh mắt Cửu Uyên nhìn nàng, nhìn tới mức Viện sợ hãi, quát. Nhìn cái gì? Cửu Uyên thu hồi ánh mắt, nói. Ngươi vừa mới ngưng tụ thánh ma chân thân không lâu, đã bị diệt thế thần lôi oanh kích, đã bị dung chuyển ma nguyên, nếu không sớm bế quan vững chắc ma nguyên, tất nhiên sẽ ảnh hưởng đến tu luyện tương lai. Viện cười to nói. Chê cười, ngươi có thể nhìn ra tiền đồ của bổn tọa, quá nói hưu nói vượn rồi. Cửu Uyên vẫn lạnh nhạt, nói. Ma nguyên của ngươi bất ổn, tăng thêm vừa mới thôn phệ mà thành thánh ma cảnh, cảnh giới chưa vững chắc. Chính ngươi mới có thể cảm nhận được, lực lượng không phải đang trôi qua hay sao? Nếu ngươi quyết tâm đánh với ta một trận, tuy ta khó thắng, nhưng ngươi cũng có nguy hiểm giảm cảnh giới. Sắc mặt Viện tức giận, quát. Dù vậy, có thể giết giới vương duy nhất của thiên võ giới cũng đáng. Tuy nàng vênh váo hung hăng, nhưng lực lượng rõ ràng chưa đủ, chứng minh Cửu Uyên nói có lý, nàng cũng tán thành. Cửu Uyên nói, có đáng giá hay không trong lòng ngươi rõ ràng, còn nữa, ngươi không giết ta được. Viện nổi giận nói, ta sẽ cho ngươi biết mình vô tri cỡ nào. Lúc này đao quang xuất hiện trong tay nàng, A Hàm Trảm Cốt đao chém vào hư không. Ầm ầm. Bầu trời bị cắt làm hai, đao quang chém thẳng vào Cửu Uyên. Ầm ầm. Thân thể Cửu Uyên bị cốt đao chém nát, lập tức biến thành vô số hào quang. Những hào quang này không biến mất, mà là hóa thành một quang cầu, nó ngưng tụ thành Cửu Uyên. Sắc mặt Cửu Uyên tái nhợt, hiển nhiên hắn vẫn không thừa nhận nổi một đao vừa rồi, ánh mắt nhìn Viện. Sắc mặt Viện biến hóa, Trảm Cốt đao biến thành ma khí, dường như cũng không muốn xuất ra chiêu thứ hai. Tốt, chờ ta vững chắc ma nguyên, sẽ lại hàng lâm giới này, đến lúc đó các ngươi đều phải chết. Kể cả thế giới này cũng phải chết. Nàng khàn giọng quát chói tai, ánh mắt lăng lệ nhìn Lý Vân Tiêu, cắn răng nói. Trong khoảng thời gian này, các ngươi ngàn vạn lần đừng chết. Ta nhất định sẽ nghĩ ra 100 biện pháp làm các ngươi sống không bằng chết. Lý Vân Tiêu trừng mắt, nói. Ta muốn chết, ta tự sát thì sao? Có bản lĩnh ngươi bây giờ giết ta đi. Ngươi, Viện bị hắn nói nghẹn lời, thiếu chút nữa phun máu, trong mắt bắn ra hàn quang, cắn răng nói. Tốt, tốt, ngươi càng tiện, thời điểm ta xử trí ngươi càng thống khoái. Thân ảnh nàng lóe lên, không đợi Lý Vân Tiêu trả lời, liền trực tiếp phá không rời đi. Nàng sợ Lý Vân Tiêu còn nói nữa, nàng sẽ không nhịn được mà giết hắn. Nếu đổi lại trước kia, cho dù liều mạng cảnh giới giảm xuống cũng muốn đánh chết đám người Cửu Uyên. Dùng tiết mối hận trong lòng. Nhưng Chọc Khôn nói với nàng, nàng vẫn không bỏ qua được. Truy cầu cảnh giới rất cao, hai người cùng trở nên cường đại, đây mới là tâm nguyện cuối cùng của Chọc Khôn. Hai người vĩnh viễn ở cùng nhau, chỉ cần ta thành tựu thiên giới chi chủ, cũng chẳng khác nào hắn thành tựu. Trong lòng Viện đau thương, cũng có tín nhiệm vô cùng cường đại.
cho nên nàng không cho phép có nhân tố gì ảnh hưởng tới cảnh giới của mình. Đi, đi sao? Phi Nghê có cảm giác xông xót sau tai nạn, nói thầm. Lý Vân Tiêu có chút buồn bực, nhìn lên không trung, nói. Cửu Uyên đại nhân, vì sao không đánh một trận, liều mạng bị thương kéo cảnh giới nàng giảm xuống. Như vậy chờ nàng trở về ma giới, đợi cảnh giới vững chắc sẽ tung hoành giới này vô địch, sợ rằng đại nhân cũng không phải đối thủ của nàng. Trong lời nói của hắn mang theo ý trách móc. Sắc mặt Cửu Uyên tái nhợt, máu tươi chảy ra khỏi khóe miệng, hiển nhiên thương thế còn nghiêm trọng hơn lúc nãy. Nàng tung hoành vô địch giới này, liên quan gì tới ta? Cửu Uyên nói câu này làm mọi người sững sờ, đặc biệt là Lý Vân Tiêu, hảo cảm của hắn giảm xuống thẳng tắp. Cửu Uyên tiếp tục nói. Cuộc chiến phong ma năm đó ta cũng không tham gia, lần này cũng không có ý định tham dự. Nhưng cơ duyên xảo hợp để ta gặp được, tuy thánh ma lực mạnh, tàn sát sinh linh giới này cũng có thể, nhưng muốn hủy diệt thế giới này lại không được, chỉ cần thời gian lưu chuyển, không qua bao nhiêu năm, sinh linh mới sẽ đản sinh, nhưng đó là một lần luân hồi. Mọi người, Lý Vân Tiêu im lặng nói. Cuồng chóng mặt, đại nhân thật sự dám mở miệng. Cửu Uyên nói, vốn chính là như thế, ta cũng không có nói sai. Vạn vật sinh linh, cho dù không bị hủy trong tay thánh ma, cũng chậm rãi tiêu vong, bắt đầu luân hồi kỷ nguyên mới, đây cũng là thiên đạo. Mặc dù là thánh ma diệt thế, cũng là trong thiên đạo, không có gì đáng ngạc nhiên cả. Hắn nói lời này làm mọi người phiền muộn. Lý Vân Tiêu lạnh lùng nói. Nói như vậy, những người chúng ta đoàn kết lại chống ma giới đều là những thằng ngu sao. Làm tất cả cũng không có ý nghĩa gì, thậm chí mâu thuẫn với thiên đạo, thánh ma diệt thế, sao? Cửu Uyên gật đầu nói. Có thể nói như vậy, thiên đạo vô tình, nhưng các ngươi hữu tình, cho nên các ngươi có tình với thiên võ giới, có tình với bằng hữu, tình với người yêu, cho nên các ngươi bận rộn bôn ba, vì tình mà chiến. Cũng là trong thiên đạo. Lý Vân Tiêu không khách khí nói ra. Như vậy đại nhân đã vô tình vô nghĩa. Cửu Uyên nói, ta có thể xem như vô tình, nhưng cũng không phải là vô nghĩa, nếu không cũng không tới cứu các ngươi. Mỗi người có đạo khác nhau, ta sẽ không ra tay tham dự vào chuyện hai giới, hôm nay hoàn toàn là ngoài ý muốn. Lý Vân Tiêu lạnh lùng nói, nếu như ma tộc giết đến trước cửa Thâm Uyên thì sao? Cửu Uyên nhíu mày, nói, đó là chuyện không có biện pháp, ta sẽ ra tay chống cự. Lý Vân Tiêu cười lạnh, nói, tốt, nếu đại nhân nói như vậy, ta sẽ đi tới cửa Thâm Uyên mở cái khe đi tới ma giới, cuộc chiến hai giới sẽ ở ngay Thâm Uyên. Ha ha, đại nhân không cần cảm ơn, thỉnh làm xem ta như lôi phong là được rồi. Ngươi, Cửu Uyên không nói được, không biết trả lời như thế nào mới đúng, trầm mặc một lúc mới nói. Thông đạo hai giới há nói đánh xuyên qua là xuyên qua. Hơn nữa không gian Thâm Uyên cực kỳ vững chắc. Còn khó đục thủng hơn các nơi nào khác trong thiên võ giới. Như vậy à, đa tạ đại nhân nhắc nhở. Lý Vân Tiêu ôm quyền nói. Vậy sau này có ma tộc xâm lấn, ta sẽ dẫn ma tộc tới cũng có thể sao? Hoặc là kiến tạo mấy truyền tống trận cỡ lớn trước cửa nhà của ngươi, mỗi một nơi đi tới khe hở khác nhau. Ha ha, làm cho đại nhân sung sướng. Phi Nghê cũng che miệng mà cười, nói. Đúng thế, thiên võ giới là thiên võ giới của mọi người. Dựa vào cái gì chúng ta chém giết bán mạng ở phía trước, vì bảo vệ thế giới này chết bao nhiêu người, mà có người lại dùng vô tình làm cớ, núp ở phía sau hưởng thụ thành quả mà mọi người chém giết đầu rơi máu chảy mới có chứ. Cửu Uyên trầm mặc một hồi, mới thở dài nói. Đến trình độ của ta, xem chuyện bên ngoài rất nhạt, một lòng chỉ cầu cảnh giới rất cao. Cuộc chiến hai giới không nhiễu lòng ta được. Lý Vân Tiêu lạnh lùng nói. Ai không muốn một lòng chỉ cầu cảnh giới rất cao? Ưa thích giết tới giết lui, giết tới mình đầy thương thích rồi vẫn lạc sao? Nếu không có chúng ta đứng ở phía trước, người còn có thể một lòng truy cầu cảnh giới rất cao sao? Hy vọng đổi người khác, lần này tới phiên đại nhân đứng trước đi, để giúp chúng ta truy cầu cảnh giới rất cao được chứ? Chúng ta cũng rất muốn tiếp tục tiến lên cao hơn đấy. Tất cả mọi người gật đầu phối hợp. Cửu Uyên im lặng, thở dài. Vân Minh chủ muốn làm gì? Lý Vân Tiêu biết rõ người này bị nói động, đại hỉ, nói. Tự nhiên là gia nhập vào đại quân kháng ma, cống hiến lực lượng của mình, năng lực càng lớn trách nhiệm cũng càng lớn. Bắc Quyến Nam thở dài một tiếng, nói. Nếu là 10 vạn năm trước,
đại nhân chịu ra tay, có lẽ không hy sinh nhiều chiến hữu như thế. Hôm nay thiên võ giới sẽ có bộ dáng khác rồi. Cửu Uyên cũng không tức giận, sắc mặt lạnh nhạt vạn năm không đổi, hoàn toàn không đặt lời Bắc Quyến Nam trong lòng. Hiên Viên Diệu cũng đi tới, ôm quyền nói. Hôm nay thiên võ giới nhân tài tàn lụi, giới vương cảnh chỉ còn mình tiền bối. Đến thời khắc nguy nan này, đại nhân không động thân đi ra, còn có ai có thể đứng ra đảm đương? Cửu Uyên nói. Được rồi, lần này ta ra tay cũng bị cuốn vào thị phi. Nếu có đại sự cứ tới giới khanh tìm ra, còn lại việc nhỏ thì đừng phiền ta. Lý Vân Tiêu đại hỉ, nói. Việc nhỏ sẽ không quấy rầy tiền bối, nhưng mà còn có một chuyện. Sắc mặt của hắn khó xử. Cửu Uyên nhíu mày, nói. Người tu hành chúng ta, có gì cứ nói, chớ quanh co lòng vòng. Nếu đã đáp ứng thì đáp ứng, không thể đáp ứng thì ngươi nói thế nào ta cũng không đáp ứng. Lý Vân Tiêu cười cười, nói. Ta sẽ nói thẳng, ngày đó trong hải chi xâm lâm, những cự thú biển sâu tác chiến giúp tiền bối, dường như hoàn toàn khác với Thủy Thiên có thể triệu hoán ra. Cửu Uyên trầm ngâm một hồi, nói. Ngươi muốn cho cự thú biển sâu tác chiến với ngươi. Lý Vân Tiêu phất tay ngắt lời, nói. Không phải tác chiến giúp ta, là giúp thiên võ giới, cũng là tác chiến giúp tiền bối. Cửu Uyên cười khổ một tiếng, nói. Ngươi thực rất biết nói chuyện. Lý Vân Tiêu nói. Đây không phải biết nói chuyện, mà là sự thật. Nếu tiền bối có thể đáp ứng thì đáp ứng, không thể đáp ứng thì không đáp ứng. Cửu Uyên nói. Ngươi không nên dùng lời ta ép buộc ta. Chuyện này ta đã đáp ứng ngươi. Thâm Uyên nhất tộc chính là chủng tộc cổ xưa nhất, chính là nhóm sinh linh ra đời trong kỷ nguyên đầu tiên. Cái gì, kỷ nguyên đầu tiên? Tất cả mọi người chấn động, trước kia nghe Cửu Uyên nói chuyện phiếm, nói thời gian và luân hồi vũ trụ rất êm tai, còn tưởng rằng hắn cố lộng huyền hư, không thể ngờ lại có tồn tại cổ xưa như vậy. Ba Mộc kinh ngạc nói. Năm đó ta từng cứu một vị Thâm Uyên biển sâu. Cửu Uyên gật đầu nói. Chuyện này ta biết rõ, cho nên nó định ra khế ước với ngươi, chỉ cần con cháu chảy huyết mạch của ngươi, có thể được nó tán thành, liền có thể đủ mượn lực lượng của nó. Thủy Tiên triệu hoán cự thú biển sâu sinh hoạt ở tầng cao nhất, nhưng đó là hậu đại bị thời gian ăn mòn nên thực lực giảm nhiều. Ba Mộc chợt nói, thì ra là thế, đa tạ cự thú tiền bối năm đó thủ hộ nhất mạch của ta 10 vạn năm. Cửu Uyên mỉm cười nói, nó chỉ báo ân mà thôi. Nhưng mà ngươi xem như hữu duyên với Thâm Uyên nhất tộc, ngay cả phương pháp triệu hoán cũng cho ngươi, tiếp tục dùng huyết mạch này triệu hoán chúng. Ba Mộc cả kinh, đại hỉ nói. Đa tạ tiền bối nâng đỡ. Cửu Uyên hơi niệm, trực tiếp truyền âm nhập mật, sau đó bấm niệm pháp quyết, một ngón tay điểm vào người Ba Mộc. Lập tức ấn phù hóa thành hào quang màu đen bay vào trong người Ba Mộc. Làm xong những chuyện này, Cửu Uyên liền khua tay nói. Các ngươi đều đi thôi. Không có việc gì thì đừng quấy rầy ta, nếu có chuyện, cứ phái người tới đây gọi ba tiếng. Lý Vân Tiêu vội hỏi. Đại nhân chậm đã, tại hạ còn có chuyện muốn hỏi, chính là, giới khanh. Cửu Uyên liếc hắn một cái, nói. Ngươi muốn pháp thân của tù, còn có cương phong hóa linh sao? Lý Vân Tiêu đại hỉ nói. Đại nhân nhìn thấy bọn họ. Cửu Uyên gật đầu nói. Nhìn thấy, hai người này đang ở trong giới khanh. Quá tốt! Lý Vân Tiêu vỗ tay khen. Ta có thể mang bọn họ rời đi. Cửu Uyên cười nói. Tự nhiên có thể, chỉ cần bọn họ nguyện ý là được. Nhưng ta đoán người hơn phân nửa sẽ cưỡng ép mang đi. Vì cái gì? Lý Vân Tiêu khó hiểu nói. Chẳng lẽ là bởi vì giới khanh? Cửu Uyên gật đầu nói. Ngươi có biết giới khanh ý nghĩa gì không? Lý Vân Tiêu ôm quyền nói. Mong đại nhân giải thích. Những người còn lại vẫy tai nghe, hào khí căng cứng. Duy chỉ có Hiên Viên Diệu vẻ mặt lạnh nhạt, hiển nhiên đã sớm rõ ràng, nhưng vẫn lắng nghe. Cửu Uyên nói, cái gọi là, giới khanh, chính là thế giới trong hố. Mọi người, Cửu Uyên nói như vậy mọi người khả năng không rõ, thế giới là gì. Thế giới đó cũng như thế giới chúng ta, cho dù nó có hình thái gì, mặt bằng cũng tốt, viên cầu cũng được, khối lập phương cũng xong. Cuối cùng vẫn kết nối với nhau, bằng phẳng không bình chướng. Mà giới khanh chính là một thế giới mặt phẳng bị đánh thành cái hố. Lý Vân Tiêu nói. Giống như đánh nát không gian sao? Cửu Uyên gật đầu nói. Có thể hiểu như vậy,
nhưng thực tế tình huống còn phức tạp nhiều lắm. Bởi vì thuộc tính không gian cao sẽ lấn áp không gian thấp, muốn đục lỗ thế giới, nhất định phải có lực lượng vượt qua thế giới, nếu không là làm không được. Lý Vân Tiêu cả kinh nói. Ý đại nhân nói giới khanh chính là lực lượng vượt qua thế giới đánh xuyên qua. Cửu Huyên nói. Đúng vậy, hơn nữa giới khanh rất khó khôi phục, nếu so sánh một người là thiên võ giới, sau khi bị thương sẽ khôi phục. Cho dù là giới khanh cũng có thể khôi phục, nhưng cần thời gian rất dài. Hơn nữa mặc dù khôi phục cũng biến thành, sẹo cũng là chỗ yếu ớt. Dường như Lý Vân Tiêu đã hiểu, chợt nói. Đại nhân quan sát giới khanh, đó là vì... Không sai. Cửu Huyên mỉm cười, nói. Là vì phỏng đoán lực lượng đục thủng thế giới. Giới khanh vẫn tồn tại trong vạn linh chi địa, là giới khanh gần đây của thiên võ giới, cho nên có giá trị tham khảo càng lớn. Lý Vân Tiêu nói. Đại nhân nói thù và cá sấu tiến vào giới khanh, hẳn là bọn họ đang phỏng đoán giới khanh. Cửu Huyên cười nói. Đúng vậy, hiện tại tù hồn phách tận tán, chỉ còn lực lượng thuần túy trong người, ngược lại bởi vì không có tâm tư, không có tạp niệm, cho nên tiếp cận thiên đạo nhất. Ca xấu chính là cương phong hóa linh, bản thân chính là lực lượng thiên đạo ngưng tụ biến thành, hiện nay đang rất say sưa trong giới khanh đấy. Khốn nạn, lão tử đánh sống đánh chết tìm chúng, bọn chúng đang rất thích thú đấy. Không được, ta nhất định phải mang chúng đi. Lý Vân Tiêu vô cùng đố kỵ, căm hận bất bình. Hiên Viên Diệu hỏi. Đại nhân, giới khanh có quan hệ với vạn linh vẫn lạc năm đó không? Lão phù bế quan có một đám thần hồn ngao du, ngẫu nhiên mới tiến vào vạn linh chi địa, cảm thụ lực lượng giới khanh. Hẳn là tiền bối không trở ngại chứ? Cửu Huyên nói. Tự nhiên, vạn linh chi địa là mảnh vỡ tàn phá long vực năm xưa, cũng là khối lớn nhất. Long vực tuy mạnh, nhưng vẫn trong giới lực, tự nhiên không cách nào ngăn cản ta. Về phần lai lịch giới khanh. Đúng là một nguyên nhân lớn làm vạn linh vẫn lạc năm đó. Cường giả đục thủng long vực đã đánh xuyên qua thiên võ giới tạo thành giới khanh. Lý Vân Tiêu cả kinh nói. Rốt cuộc là người phương nào, có thể đánh chết vạn linh, đánh ra giới khanh, thực lực giận vũ giảm xuống có quan hệ với người đó sao? Cửu Huyên. Đột nhiên có tiếng quát vang lên, đó là đám người giận vũ đi tới. Mà người quát lớn chính là giận vũ, hai mắt của hắn phun ra lửa. Giận Vũ cắn răng nói. Nhớ năm đó ta với ngươi xem như có giao tình, hôm nay ngươi lại bán đứng ta. Ba người bọn họ đứng xa xa, không dám tiếp xúc quá gần. Tuy nói đám người Lý Vân Tiêu bị thương, thật đánh chưa chắc đã thua, nhưng Giận Vũ đã sợ, không dám mạo hiểm gây xung đột. Cửu Huyên sững sờ một chút, nói. Cớ gì nói ra lời ấy? Trong mắt Lý Vân Tiêu bắn ra hào quang, nhớ tới tiếng nói lúc trước. Muốn dùng hồn của chân long làm kiếm linh, lại vừa áp chế thủy chủ trầm phù, lúc này liếm môi, mỉa mai nói. Đúng vậy, Giận Vũ đại nhân cớ gì nói ra lời ấy, Cửu Huyên đại nhân có bán đứng ngươi sao? Đám người phi nghe không hiểu, cười nhạo không dứt. Giận Vũ tức giận nói. Ngày đó trận chiến ở Hải Chi xâm lâm, người rõ ràng có thể tru giết bọn họ, lại ẩn mà không ra tay. Hôm nay ma nữ tru giết bọn họ, người lại xuất thủ cứu. Là trợ trụ vi ngược. Hiện tại càng nói ra bí mật vạn linh vẫn lạc, quả nhiên là bán ta không còn một chút gì cả. Cửu Huyên trầm mặc, nói. Ngày đó ngươi tới Thâm Huyên tìm ta, hy vọng ta giúp ngươi một tay. Niệm duyên gặp mặt mấy lần cho nên đồng hành với ngươi, cũng áp chế số đông ra tay. Về phần đánh lui ma viện, đây là trách nhiệm mà thôi. Về phần vạn linh chi địa, nơi này có bí mật gì? Giận Vu á khẩu không trả lời được. Không biết đáp thế nào, tức giận nói. Vậy ngươi bây giờ là một đám với bọn chúng, không làm bằng hữu với ta. Cửu Huyên lắc đầu thở dài. Ta đã không phải một đám với bọn họ, cũng sẽ không làm bằng hữu với ngươi. Ta có việc của mình muốn làm, chỉ là ta đáp ứng Lý Vân Tiêu, nếu có ma tộc xâm lấn, ta sẽ không bó tay đứng nhìn. Hừ, đã nói thế, còn không phải một đám với chúng. Giận Vũ nổi giận đùng đùng. Cửu Huyên nói, tùy ngươi nói thế nào cũng được, nếu ngươi đã không thích ta nói chuyện vạn linh chi địa, ta cũng không nói. Lý Vân Tiêu thấy bí mật sắp được biết không thể biết, tức giận quát. Giận Vũ, ngươi dựa vào cái gì? Vạn linh chi địa cũng không phải của ngươi, chính là thiên hạ vạn linh, dựa vào cái gì không cho người khác nói? Hắc hắc, Giận Vũ cười lạnh nói.
bởi vì này vạn linh chi địa trước kia chính là Long vực, chính là của ta. Lý Vân Tiêu cười nhạo nói, cho dù vạn linh chi địa là của ngươi, Giới Khanh thì sao? Giới Khanh là cường giả khác đánh bại ngươi sinh ra, có lẽ quyền sở hữu thuộc về người đánh bại ngươi nha. Giận Vũ tức muốn nổ phổi, giận dữ hét. Câm miệng. Lý Vân Tiêu lạnh lùng nói. Có lẽ câm miệng là ngươi mới đúng. Hắn vung tay lên, quát. Giết ba người này. Đám người Mạch đã sớm chờ lệnh, nghe vậy cũng ra tay ngay. Hơn 10 đạo hào quang lập tức bay qua. Sắc mặt Giận Vũ đại biến, quyết định thật nhanh quát to. Đi. Mặc dù Uyên có chút không vui, nhưng mà không có cách nào, ba người lập tức hóa thành hào quang bay đi. Lý Vân Tiêu cười lạnh không thôi, hắn đã sớm nhìn ra Giận Vũ bối rối, nếu có tin tưởng đánh một trận, Giận Vũ tuyệt đối sẽ không đứng ở ngoài chửi bậy. Lý Vân Tiêu nói, Cửu Uyên đại nhân, hiện tại cặn bã đã đi, người có thể nói tiếp. Cửu Uyên nhìn qua hướng Giận Vũ biến mất, thở dài một hơi, nói. Giận Vũ năm đó cũng là thiên kiêu hùng bá một phương, không thể ngờ hôm nay biến thành bộ dáng này. Lý Vân Tiêu nói, đường là do mình chọn, hắn đi tới bước hôm nay là quả của ngày hôm qua, không có gì đáng thương cảm. Cửu Uyên gật gật đầu, nhân tiện nói. Chân tướng vạn linh vẫn lạc ta cũng không phải quá rõ ràng, nội tâm chỉ suy đoán mơ hồ, nhưng chỉ là suy đoán nên không tiện nói. Mà người đục lỗ thế giới, đánh bại Long vực, đánh chết vạn linh, đó là vạn yêu thủy tổ, Lục Dực. Cái gì? Toàn thân Mạch run lên, gương mặt khó mà tin nổi, chỉ cảm thấy huyết dịch trong người bành trướng, toàn thân kích động khó nói nên lời, thất thanh nói. Đại nhân nói, người nọ là yêu tộc thủy tổ, diễn biến ra năm trùng bảy cầm chín thú, được vinh dự là vạn yêu thủy tổ. Cửu Uyên gật đầu nói, chính là Lục Dực diễn biến vạn yêu, Lục Dực vốn là một trong chân linh, nhưng lực lượng của hắn vượt qua chân long, cuối cùng vẫn tới đại chiến. Nguyên nhân đại chiến là gì ta không biết rõ, hơn nữa cũng không trọng yếu. Trọng yếu là Lục Dực có vẫn lạc hay không, sợ rằng trừ Giận Vũ ra, không có người nào biết. Mạch a một tiếng, hắn kích động khó nói nên lời. Yêu tộc thủy tổ là nhân vật thần thoại, đối với yêu tộc mà nói ý nghĩa khó có thể đánh giá. Vốn cho rằng truyền thuyết đã qua đời, không thể ngờ còn có khả năng còn sống. Mạch cảm thấy đầu óc chấn động, triệt để hóa đá, hắn không thể suy nghĩ nữa. Nếu tin tức này truyền về yêu tộc, sẽ dẫn phát chấn động lớn cỡ nào? Ngay cả đám người Lý Vân Tiêu cũng khiếp sợ đứng ngây người. Cửu Uyên nói, trong năm tháng trước khi vạn linh vẫn lạc, vẫn luôn là thiên hạ chân linh xưng bá. Mà Lục Dực chính là chân linh cổ xưa, thời đại hắn sống còn lâu hơn cả ta, càng xa xưa hơn Giận Vũ. Hắn có thể bước ra một bước kia, đục lỗ thế giới cũng không có gì ngoài ý muốn. Lý Vân Tiêu hơi thất thần, nói. Không lẽ giết chết yêu tổ là Giận Vũ? Toàn thân Mạch run lên, ánh mắt của hắn mang theo lửa giận và sát khí khôn cùng. Hắn không nghĩ như thế, bị Lý Vân Tiêu đề điểm liền hiểu ra, toàn thân như sắp bùng nổ. Cửu Uyên nhíu mày, nói. Tình huống năm đó ta không rõ, nhưng có thể xác định Giới Khanh là Lục Dực đánh ra. Còn chi tiết thế nào, trừ Giận Vũ ra, có lẽ còn có một người biết, dù sao hắn cũng là người chủ trì năm đó. Sắc mặt Lý Vân Tiêu biến hóa, dường như nghĩ đến ai, thất thanh nói. Quy Khư, Cửu Uyên gật đầu nói. Đúng là hắn, thời đại Giận Vũ cường giả vô số, Giới Vương cảnh cũng có mấy người. Nhưng dù vậy Giận Vũ vẫn đứng đầu vạn linh, là vương của thế giới. Nhưng thật đáng tiếc a, thời đại phồn hoa như vậy bị hủy trong một trận đại chiến, vạn linh vẫn lạc. Tuy có chút cảm khái, nhưng mà ngữ khí của hắn rất bình tĩnh, lạnh nhạt như thiên đạo diễn biến. Lý Vân Tiêu cười lạnh nói. Ai bảo hắn tâm thuật bất chánh, gieo gió gặt bão. Xem ra hắn còn biết rõ nhiều hơn chúng ta, thời đại đó chấm dứt cũng là do hắn gây ra. Cửu Uyên nói. Tình hình cụ thể ta không rõ, các ngươi cũng không nên tùy ý phỏng đoán. Nếu như đi Giới Khanh, vậy đi theo ta. Đột nhiên Lý Vân Tiêu lo lắng nói. Nếu Giới Khanh có dấu vết lực lượng vượt qua Giới Vương cảnh, chúng ta quan sát được không? Cửu Uyên cười nói. Về sau có lẽ có thể, nhưng ta quan sát mấy chục vạn năm mới có một ít tâm đắc. Tất cả mọi người nghe xong liền kinh hãi, có thể thấy được lực lượng vượt qua thế giới quả nhiên không phải tùy ý có thể lĩnh ngộ, nếu không ngàn vạn năm cũng không chỉ có vài người đột phá.
Một đoàn người lập tức đi tới giới khanh. Đây là thiên địa nứt vỡ, căn bản không nhìn thấy biển cảnh, chỉ thấy mảnh vỡ tàn phiến. Long vực cũng bị hủy thất linh bát lạc, tán loạn khắp bầu trời. Nửa canh giờ sau, phía trước xuất hiện ngọn núi, bốn phía đều là long vực màu xanh, giống như khảm lên ngọn núi. Tất cả mọi người giật mình không nhỏ, Lý Vân Tiêu nói. Ngọn núi sừng sững ở nơi này, vì sao lúc trước không nhìn thấy? Cửu Uyên cười nói. Tuy long vực bị tàn phá, nhưng rộng lớn vượt qua các ngươi tưởng tượng, ngọn núi này tuy lớn nhưng rất ẩn mật. Dùng độn thuật của mọi người, thời gian uống cạn chung trà mới xuất hiện trên đỉnh núi, nhìn xuống dưới liền chấn động. Khe núi là cái vòng cực lớn, trong đó và bên ngoài khác nhau hoàn toàn, nhìn thấy ngọn núi khảm vào vực sâu không đáy. Vực sâu không đáy này cũng không phải đen kịt, bởi vì bên trong thậm chí có thể nhìn thấy trời sao, thật giống như nó là bầu trời. Cái này, Lý Vân Tiêu giật mình nói. Đã xảy ra chuyện gì? Tại sao lại có trời sao? Cửu Uyên mỉm cười nói. Bởi vì nơi này là khu vực thế giới bị đục lỗ, trực tiếp thông ra đại vũ trụ bên ngoài, không giống với bầu trời chúng ta thấy, hoặc có thể nói đây là tinh không bỏ túi. Tất cả mọi người bị cảnh tượng này hấp dẫn, kinh ngạc nhìn qua, đều cảm thán tạo hóa thần kỳ, mà thế nhân nhỏ bé như hạt cát. Sau nửa ngày, Lý Vân Tiêu mới nói. Tù và cá sấu ở đâu? Đều ở bên trong sao? Cửu Uyên mỉm cười nói. Đi theo ta. Thân ảnh hắn lóe lên, bay vào bên trong. Những người còn lại theo sau hắn. Cách đó không xa có một thân ảnh màu trắng, hai mắt nhắm nghiền, bấm niệm pháp quyết tu luyện, chính là Tù. Cá sấu cũng lẳng lặng phiêu phù trong hư không, vẫn không nhúc nhích, giống như ngủ say. Trên người cả hai có bầu trời sao, giống như đang thu nạp tinh lực, nhưng cũng có chút quỷ dị. Lý Vân Tiêu gọi một tiếng. Tù. Âm thanh truyền qua, Tù không có phản ứng, nhưng cá sấu lại cảm ứng được, toàn thân run rẩy, mở mắt ra. Đôi mắt vô cùng linh động, nó lập tức hóa thành cơn gió bay tới đầu vai Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu mỉm cười, vỗ vỗ đầu của nó, an ủi nó. Phi Nghê nói. Con bò sát này còn biết giả chết đấy, chúng ta trực tiếp ra tay thu hắn đi. Cửu Uyên nói ra. Các ngươi thật muốn mang hắn đi. Lý Vân Tiêu nghe ra hắn có ý khác, ngạc nhiên nói. Có vấn đề sao? Cửu Uyên thở dài. Không có vấn đề, ta chỉ cảm thấy có chút đáng tiếc. Tù chính là đứa con thiên phú cao nhất của Giận Vũ, năm đó nếu không phải vạn linh vẫn lạc, sợ rằng đã bước vào giới vương cảnh. Hiện tại thân thể này là tạo hóa đại viên mãn, khoảng cách thánh thể còn một bước ngắn. Dùng tâm tính thuần túy của hắn hiện tại, nếu ở nơi đây tu luyện, tiến thêm một bước là vô cùng có khả năng. Sắc mặt mọi người biến hóa, Lý Vân Tiêu cau mày nói. Nếu hắn bước vào giới vương cảnh, là địch là bạn. Cửu Uyên nói. Ta cũng không rõ ràng. Nếu có thể bước vào giới vương cảnh, khống chế quy tắc thế giới, cho dù khôi phục linh hồn bị đánh tan cũng có khả năng. Đến lúc đó là địch là bạn, ai biết được. Lý Vân Tiêu biến sắc nói. Nếu thiên võ giới có nhiều ra một cường giả giới vương cảnh, ta mặc dù không tiếc cái giá lớn cũng nguyện ý. Nhưng nếu có giới vương cảnh xuất hiện gây ra nguy hại không thể đánh giá với thiên võ giới, ván cược này ta không làm. Trong mắt hắn có hàn quang lóe lên, tế giới thần bi ra, trên tấm bia có kim quang bắn ra vô số xiềng xích màu vàng bao phủ Tù. Chính là pháp tắc chi liên phong ấn trong giới thần bi. Đồng tử Hiên Viên Diệu co lại, nhìn qua giới thần bi với ánh mắt phức tạp. Thân ảnh những người còn lại chấn động, trong chốc lát đã vây quanh Tù. Pháp tắc chi liên vừa xuất hiện, bao phủ thân thể Tù, sau đó hóa thành xiềng xích khóa hắn lại. Hai mắt Tù mở ra, trong mắt bắn ra hào quang, tiện tay đánh ra một chưởng đánh thẳng vào giới thần bi. Sau đó ánh mắt của hắn đầy ngưng trọng. An tâm thúc thủ chịu trói đi. Mạch hừ lạnh một tiếng, trong mắt sinh ra sát ý. Hắn vốn không có ý kiến gì với Tù, nhưng nghĩ đến năm đó Giận Vũ dẫn đầu vạn linh đánh chết yêu tổ, lửa giận thiêu đốt nội tâm của hắn. Thân ảnh Tù lóe lên, hắn không ngừng lắc lư, không gian cũng lắc lư theo. Hai đấm đánh mạnh về phía trước, đánh nát hư không, muốn tránh thoát một kích của Mạch. Nhưng Lam Nham chủ xuất hiện sau lưng hắn, lạnh giọng nói. Trở về đi. Hư quang hóa nhận, trực tiếp chém vào lưng Tù. Hai tên tạo hóa cảnh liên thủ, không gian trước sau bị phong kín, Tù căn bản tránh cũng không thể tránh. Hắn đánh ra ngàn vạn quyền,
vô số quyền ảnh đánh ra khắp bốn phía. Những quyền kình này tạo thành hào quang bảo vệ chung quanh người hắn. Ầm ầm. Vào lúc này Tù dùng thân thể ngăn cản, lập tức đánh bật công kích của hai người ra ngoài, hóa thành một bóng đen bay đi. Những người còn lại giật mình, cá sấu trên vai Lý Vân Tiêu lao ra, hóa thành cương phong bao phủ Tù. Xuy xuy. Một giây sau, trong phong nhận có bàn tay thò ra như ưng chảo, dùng man lực xé rách cương phong, hình thành từng lỗ thủng, thân ảnh Tù bước ra ngoài. Mọi người sớm có phòng bị, Tù vừa bước ra nửa bước là một thanh đao chém tới, hắn vô ý thức giơ tay lên ngăn cản. Bành! Đao mang nổ tung, kim quang bắn ra bốn phía, hạo phong thuận thế bay lên, niết nguyên đao chém vào cánh tay của hắn, đánh hắn vào trong cương phong. Cương phong nhanh chóng khép lại. Mạch cùng Lam Nham chủ cũng di động tới, cùng hạo phong tạo thành tam tài trận, canh giữ chung quanh cương phong. Những người còn lại thực lực mặc dù yếu kém, nhưng thần thức vẫn tỏa ra chung quanh, tập trung vào Tù, làm hắn lên trời không đường, xuống đất không cửa. Mọi người lâm vào giằng co. Ai? Cửu Uyên thở dài một hơi, thản nhiên nói. Nếu ngươi đã quyết ý, ta cũng giúp ngươi một tay, trước tiên trấn áp hắn. Cuối cùng có chiếm được thân thể của hắn hay không còn phải xem cơ duyên của ngươi. Dứt lời, hắn bước một bước về phía cương phong. Dường như Tù cảm ứng được cái gì. Cương phong vốn không hề có động tĩnh gì, bắt đầu có kim quang tỏa ra, dường như đang xúc thế trở phát, trong chốc lát đã có đao quang màu vàng chém vào cương phong. Cương phong bị đánh nát, hóa thành vô số lưỡi dao sắc bén bắn ra bốn phía. Những lưỡi dao sắc bén này quấn quanh người hắn một vòng, cá sấu liền ngưng tụ thành hình bên người Lý Vân Tiêu, ánh mắt của nó tức giận. Đao quang màu vàng cắt cương phong xong cũng không biến mất, mà là xoay tròn quanh người Tù. Chém thẳng về phía đám người Lý Vân Tiêu. Cửu Uyên xuất hiện bên cạnh đao mang, thuận tay điểm xuống. Phanh! Đầu ngón tay bắn ra ánh sáng, không gian vô hình sinh ra chấn động, cả hào quang động lại quanh người Tù, thời gian như ngừng trôi. Cửu Uyên lại giơ tay đánh ra vài đạo ấn quyết lên người Tù. Những hào quang kia đột nhiên nghiền nát, hóa thành từng tia sáng long lanh, mà Tù triệt để đông cứng lại, trở nên ngây ngốc. Giống như hắn sẽ đứng như vậy cho tới khi long khí không còn. Lý Vân Tiêu mừng như điên, nói. Đa tạ đại nhân xuất thủ tương trợ. Cửu Uyên nói. Ngươi đã quyết ý, Tù bị ngươi bắt là chuyện chắc chắn, chỉ tốn chút công phu mà thôi. Ta chỉ thúc đẩy quá trình này sớm hơn mà thôi. Lý Vân Tiêu cười khổ nói. Đại nhân làm việc luôn rất có đạo lý, rất có lý luận. Cửu Uyên nhíu mày, hỏi. Vậy sao? Lý Vân Tiêu không nói, chỉ cười lắc đầu, hắn thu Tù vào trong giới thần bi, ôm quyền nói. Lần này đa tạ đại nhân nhiều lần ra tay hóa giải nguy cơ của chúng ta, vô cùng cảm kích. Hôm nay thiên võ giới phiêu diêu bất định, thời gian cấp bách, ta phải sớm quay về thành Viêm Vũ bố trí, dùng ứng phó đại kiếp trong tương lai. Cửu Uyên khua tay nói. Ngươi đi đi. Hắn xem ra, không quấy rầy chuyện tu hành của hắn mới là chuyện quan trọng nhất. Lý Vân Tiêu đã biết rõ thân phận của Hiên Viên Diệu, lúc này nhìn qua phía Hiên Viên Diệu, hỏi. Tiền bối đi cùng hay không? Hiên Viên Diệu trầm ngâm, nói. Ta tiếp tục lưu trong đây tìm hiểu, có việc gì cứ phái người tìm ta. Hưng suy của thiên võ giới, ta sẽ không bỏ mặc. Lý Vân Tiêu gật gật đầu, năm đó giới vương họ Hiên Viên, mà Nam Khâu Vũ lại cung kính với người này như vậy, tất nhiên là hậu duệ của giới vương nhất mạch không thể nghi ngờ. Cửu Uyên lại nói, ngươi tốt nhất nên đi cùng bọn họ, ta thường xuyên thấy thần hồn của ngươi quanh quẩn giới khanh, mặc dù có cảm ngộ, nhưng không cách nào thông hiểu đạo lý, hơn nữa thọ nguyên và tư chất của ngươi có hạn, muốn đột phá đến giới vương cảnh. Thứ cho ta nói thẳng, đây là chuyện không có khả năng. Hiên Viên Diệu gạch dưới mặt đắng chát, điểm này hắn cũng biết rõ, nhưng hắn vẫn ôm kỳ vọng. Dù sao dấu vết lưu lại trong giới khanh không tầm thường. Có lẽ có thể tìm được một tia cơ duyên đột phá cũng không chừng. Nhưng hiện tại nghe Cửu Uyên nói thế, đáy lòng của hắn nặng nề, biết rõ đời này cũng không có hy vọng. Cửu Uyên nói, kỳ thật chính ngươi cũng hiểu, còn có một biện pháp có thể bước vào giới vương. Hiên Viên Diệu sững sờ, sắc mặt biến hóa, thần thái đầy hào quang. Những người còn lại vô cùng hiếu kỳ, Lý Vân Tiêu hỏi. Đại nhân có biện pháp nào? Cửu Uyên mỉm cười, nói. Là hóa thành bia linh của giới thần bi. Hiên Viên Diệu chính là hậu nhân của giới vương năm đó, trời sinh có lực tương tác với giới thần bi. Nếu như trở thành bia linh,
liền có thể giống như tổ tiên của hắn, thành tựu giới vương. Hơn nữa thực lực còn vượt xa giới vương cảnh bình thường. Lý Vân Tiêu sững sờ, liền trầm ngâm, kể từ đó giới thần bi cũng nhượng lại cho Hiên Viên Diệu. Tuy nói cũng không phải là không thể, nhưng bia này làm bạn với hắn quá dài, thật không nỡ. Hiên Viên Diệu nhìn ra tâm tư của hắn, mỉm cười nói. Ngươi yên tâm đi, ta tuyệt không đoạt giới thần bi, càng không khả năng hóa thành bia linh. Nếu không giới thần bi cũng sẽ không lưu lạc ra ngoài, nó sẽ nằm trong tay của Hiên Viên thế gia chúng ta. Hơn nữa giới thần bi này lúc ta còn trẻ đã chạm qua, nhưng đành buông tha. Lý Vân Tiêu khó hiểu nói. Vì sao? Bởi vì chuyện bia linh sao? Hiên Viên Diệu gật gật đầu, nói. Trở thành bia linh, đầu tiên phải bỏ qua thân thể, tiếp theo biến thành nô bộc của giới thần bi. Nói dễ nghe là thủ hộ giả, ví dụ như chân long, tính chất cũng giống như chủ nhân giới thần bi. Nhưng đó là giới lực sinh ra, là ý chí truyền thừa. Lý Vân Tiêu nhíu mày, nói. Nói như vậy, giận vũ là khác loại, triệt để làm phản ý chí thiên võ giới. Cửu Uyên gật đầu nói. Đúng vậy, tuy giận vũ trăm vạn năm trước làm người đáng bị người ta lên án, bị người ta khinh thường, nhưng trái lại hắn cũng khống chế vận mệnh của mình, không ngừng chống lại giới lực. Lý Vân Tiêu cười lạnh nói. Cảm giác nói càng vĩ đại, mặc kệ vận mệnh như thế nào, làm người phải có hạn mức cuối cùng. Không từ thủ đoạn nào là hành vi tà ác. Hiên Viên Diệu thở dài nói. Năm đó thiên phú của tổ tiên có hy vọng rất lớn vượt qua giới vương cảnh. Trước khi trở thành bia linh cũng đã là cường giả giới vương cảnh. Nếu không phải ma chủ hàng lâm, vì hàng ma nên bất đắc dĩ bỏ qua thân thể, trở thành người chấp hành giới lực, sợ rằng tổ tiên đã sớm bước ra khỏi thế giới này, trở thành thiên giới chi chủ. Cửu Uyên nói. Năm đó giới vương thật sự rất ưu tú. Nhưng chuyện thành tựu thiên giới chi chủ không ai có thể kết luận, nói hắn nhất định được thì quá võ đoán. Hơn nữa thiên phú và tư chất của ngươi không bằng tổ tiên, hoàn toàn có thể trở thành bia linh, tham dự vào ma chiến lần này. Hiên Viên Diệu nói. Đại nhân nói như vậy ta hiểu, nhưng là trở thành bia linh không chỉ bỏ qua thân thể, hơn nữa trong huyết mạch sẽ lưu lại lạc ấn bia linh. Sắc mặt Lý Vân Tiêu đại biến, hỏi. Có ý gì? Hiên Viên Diệu thở dài. Lạc ấn này thật ra là thanh kiếm hai lưỡi, trong hậu đại của ngươi, bởi vì huyết mạch đạt được giới lực chiếu cố. Cho dù thiên phú, tu luyện, cơ duyên đều hơn xa người thường. Nhưng mà bởi vì loại chiếu cố này cho nên vĩnh viễn áp chế trong giới vương cảnh, bị giới lực khống chế. Lời này làm mọi người hiểu ra. Cửu Uyên nói, chỉ có thể trách Hiên Viên thế gia các ngươi tâm rất cao ngạo. Đối với bất cứ võ giả nào có thể thành tựu giới vương cảnh cũng là chuyện vinh quang muôn đời, cũng chính là sở cầu cả đời. Từ xưa đến nay, có mấy người bước vào thiên giới chi cảnh. Sợ rằng một tay có thể đếm hết. Hiên Viên Diệu cười khổ nói. Lời nói mặc dù như thế, nhưng sau khi ngươi nhìn thấy thiên địa bao la, nội tâm của ngươi khó an phận trong thế giới này. Sở cầu đời ta chính là bước ra thế giới bên ngoài. Tuy cuộc đời của ta vô vọng, nhưng không muốn để huyết mạch bia linh tăng cường, ít nhất phải lưu cho hậu thế một con đường đột phá giới lực. Sắc mặt đám người Lý Vân Tiêu ngưng trọng, không ít người nhìn lên người Lý Vân Tiêu. Phi Nghê nhẹ giọng nói. Phu quân, vậy ngươi? Hiên Viên Diệu nói đúng, đối với người bình thường mà nói, có thể đạt tới giới vương cảnh đã là mộng tưởng cả đời. Nhưng với hắn nhìn thấy thiên địa rộng lớn hơn, hắn làm sao cam tâm cả đời ở thế giới này? Bắc Quyến Nam trầm giọng nói. Không thể ngờ trong đó còn có bí mật như vậy, năm đó giới vương đại nhân thật sự có thể nói xả thân vì nghĩa. Dùng thiên phú của Vân Thiếu sớm muộn gì cũng có thể bước vào giới vương cảnh, căn bản không cần hóa thân bia linh. Khúc Hồng Nhan cũng gật đầu nói. Thiên võ giới lớn như vậy, nhiều người như vậy, vì sao nhất định phải hy sinh phi dương? Ta cũng không đồng ý trở thành giới nô. Lý Vân Tiêu cười khổ nói. Việc này sau hãy nói, ít nhất hiện tại ta không nghĩ như vậy. Nói không chừng không lâu sau còn bị viện giết, mọi người suy nghĩ dư thừa rồi. Hiên Viên Diệu cười nói. Ngươi thật tiêu sái, nhưng thực sự có một ngày như vậy, ngươi nhất định phải suy nghĩ kỹ càng. Lý Vân Tiêu gật đầu nói. Ta hiểu, đa tạ đại nhân đề điểm. Cửu Uyên khua tay nói. Muốn nói cũng đã nói xong rồi, còn lại các ngươi quay trở về thành Viêm Vũ nói tiếp đi. Đừng quấy rầy ta tu luyện. Đám người Lý Vân Tiêu cáo từ, trực tiếp sử dụng giới thần bi làm chiến hạm,
mọi người cùng nhau quay về. Hào quang không bay về hướng đại lục, mà bay chung quanh ngọn núi vài lần, tiếp tục phi hành tìm kiếm trong long vực. Đi tìm chân linh còn sót lại, cũng thu phục chúng, đồng thời bảo cảnh thất tận khả năng đào móc di hài chân linh mang về. Trong nơi này gặp ba long tử xí, mang kính đang ở đây, cũng định thu phục thủ hạ. Nhưng sau khi tiếp xúc với Lý Vân Tiêu liền sinh ra xung đột. Có Hiên Viên Diệu là cường giả nửa bước giới vương ở đây, ba long tử nhanh chóng dẫn người chạy trối chết. Bọn họ triệu tập chân linh đã tiện nghi cho Lý Vân Tiêu. Phi Nghê nói, phu quân, vì sao không thừa thắng xông lên, giết ba con bò sát này tránh mối họa? Lý Vân Tiêu nói, ba người này dù có thủ với chúng ta, nhưng không hề giống Giận Vũ làm việc không có mấu chốt, thật sự không cần chém tận giết tuyệt. Dù sao thiên võ giới hiện tại cường giả tàn lụi, mỗi một cường giả tạo hóa cảnh đều là báu vật vô giá. Khúc Hồng Nhan nói, Phi Dương muốn thu phục ba người này, ép. Lý Vân Tiêu nói, chưa hẳn muốn thu phục, chỉ cần trong ma chiến bọn họ sinh ra chút năng lượng là đủ rồi, như vậy ta cho bọn họ lý do tiếp tục sống sót. Nếu vào lúc bình thường, bọn họ một lòng muốn giết ta, tuyệt đối không thể lưu mạng bọn họ. Trong mắt Lý Vân Tiêu bắn ra sát khí, nhưng nhanh chóng mất đi. Khúc Hồng Nhan trầm mặc một hồi, nói, Phi Dương, ta có mấy lời không biết có nên nói hay không? Lý Vân Tiêu sững sờ, cười nói, Hồng Nhan, ta và ngươi có gì mà không thể nói sao? Khúc Hồng Nhan gật đầu nói, ta liền nói thẳng, kỳ thật Cửu Uyên đại nhân nói cũng có đạo lý, vạn vật thịnh suy đều có mệnh số, phu quân không cần mang chuyện thiên võ giới trói lên người của mình, ngược lại mất đi tính cách không bị trói buộc lúc trước. Thiên võ giới có thể bảo vệ thì bảo vệ, không thể bảo vệ thì cũng thôi, với thực lực của chúng ta, mặc dù chúng ta chiếm cứ một phương, ma tộc chiếm trọn thế giới cũng không có biện pháp với chúng ta. Thiên võ giới là thiên võ giới của người thiên hạ, cũng không phải là thiên võ giới của Phi Dương ngươi, không nên ôm tất cả mọi việc vào người. Lý Vân Tiêu trầm ngâm thoáng một phát, nhân tiện nói. Ngươi nói đúng, thiên võ giới là thiên võ giới của người trong thiên hạ. Nhưng trong mắt ngươi chỉ có ta cố gắng, liều mạng, còn có ngàn ngàn vạn vạn người cố gắng, liều mạng đấy, thậm chí đã liều tới mất mạng. Thiên Tinh Tử, Trần Đoạn Thiên, Nhị Chỉ Hàn, Tiền Sinh, Tinh Nguyên Thần. Còn có Lý Mang Sơn đại nhân vừa mới hy sinh, so với bọn họ, ta lại có mặt mũi nào sĩ diện cãi láo. Khúc Hồng Nhan sững sờ, lập tức nói ra. Cố gắng liều nhiều người hơn nữa. Lý Vân Tiêu hỏi ngược lại. Ngươi hy vọng ta làm đám người bỏ trốn sao? Lần này Khúc Hồng Nhan hoàn toàn sửng sốt, lập tức không nói lời nào. Nếu Lý Vân Tiêu là người như vậy, mình cũng không có khả năng theo hắn đi tới bây giờ. Nội tâm của nàng cười nhạo mình, tình cảm thật sự là quá phức tạp. Lý Vân Tiêu cười sờ sờ đầu nàng, nói. Đừng nghĩ nhiều, làm hết sức là được. Ân. Khúc Hồng Nhan đáp nhẹ, nói. Chân trời góc biển, cao thấp cổ kim. Cho dù ngươi làm cái gì, ta cũng ủng hộ ngươi. Lý Vân Tiêu mỉm cười nói. Chúng ta đi thôi. Mọi người tiếp tục đi trong vạn linh chi địa vài vòng, có thể mang đi đều mang đi, ngay cả những hài cốt chân linh không thể phục hồi cũng mang đi. Những vật này đều là nguyên liệu tốt nhất, dùng để luyện và đan dược hoặc huyền khí đều rất tốt. Sau khi rời khỏi Long Vực, mọi người đi về thành Viêm Vũ. Chỉ có La Thanh Vân tự nguyện lưu lại tìm hiểu lực lượng Long Vực. Đối với hắn mà nói, điều kiện của thành Viêm Vũ mặc dù không tệ, nhưng so ra còn kém Long Vực hùng bá thế giới năm xưa. Mặc dù bị tàn phá không chịu nổi, nhưng đây là nơi Giận Vũ vào thời điểm đỉnh phong dùng lực lượng diễn hóa ra quy tắc lĩnh vực, làm cho hắn được ích lợi không nhỏ. Lý Vân Tiêu nói, đã như vậy, vậy ngươi cứ lưu lại đi, ta còn nhớ còn thiếu nợ ngươi một trận chiến, là ngươi vẫn khát vọng như vậy. Nhưng mà với thực lực của ngươi hiện tại, còn có tư cách đánh với ta sao? Trong mắt hắn mang theo ý đùa giỡn. La Thanh Vân xanh cả mặt, 10 ngón tay bấm sâu vào thịt, không nói lời nào. Lý Vân Tiêu cười nói. Cố gắng lên, ngươi là hậu duệ long tộc, cũng là hậu duệ giới lực, đại biểu cho sinh vật mạnh nhất thế giới này. Dùng thiên phu của ngươi chắc chắn có thể rèn luyện huyết mạch, thậm chí đột phá huyết mạch hạn chế, tìm hiểu quy tắc rất cao, trở thành tồn tại cường đại giống như chân long. La Thanh Vân nói, ta sẽ, một trận chiến này ta vẫn nhớ trong lòng, hy vọng ngươi cũng không nên quên, đến lúc đó đừng bị ta đánh ngã. Ha ha ha,
Lý Vân Tiêu nghênh ngang cười to, giơ ngón cái lên, khen. Ta chờ ngươi. Ánh mắt hai người chạm nhau, trong nội tâm hơi chấn động. Lý Vân Tiêu cười nhạt, hắn khu động giới thần bi phá không bay đi, lưu lại La Thanh Vân đứng đó. Cho tới nay đều là ta đuổi theo bước chân của ngươi, nhìn bóng lưng ngươi. Cuối cùng có một ngày ta phải đi trước, đánh bại ngươi. Ánh mắt La Thanh Vân kiên định, hắn hóa thành độn quang, biến mất trong long vực. Mấy ngày sau, mọi người cũng quay trở về thành Viêm Vũ. Thần sắc mỗi người khó coi, hơn nữa phần lớn đã có thương thế, vừa vào thành đã bế quan. Lý Vân Tiêu nói chuyện với Linh Mục Địch, lại triệu tập tất cả thành viên trung tâm trong thành Viêm Vũ vào họp, người trong hội trường vô cùng ngưng trọng. Chờ Lý Vân Tiêu nói rõ tình hình, hắn lại nói. Hiện tại triệu tập mọi người tới, chính là trao đổi làm cách nào đối phó Thánh Ma. Ma nữ này cần thời gian bao lâu giết vào thiên võ giới thì không ai biết, nhưng chắc hẳn sẽ không quá lâu, thời gian của chúng ta không còn nhiều. Lý Vân Tiêu đi tới Bắc Hải mang về tin tức thật sự là quá nhiều, quá mức rung động. Nhưng Thánh Ma ra đời không nghi ngờ làm mọi người khiếp sợ. Tin tức Thánh Ma xuất thế giống như tảng đá lớn áp vào lòng mọi người, không khí cả hội trường vô cùng nặng nề. Tuy người yêu tộc cũng khiếp sợ tin tức Thánh Ma xuất thế, nhưng càng làm bọn họ khiếp sợ chính là tin tức của Lục Dực. Vài tên đại yêu tập trung nhìn Mạch, sau khi được Mạch xác nhận, không có kẻ nào không sợ hãi. Ngả nói, Cửu Uyên có nói tổ tiên Lục Dực đang ở nơi nào không? Mạch lắc đầu, nói, Lý Vân Tiêu vừa rồi đã nói tất cả. Hắn có chút ảo não nói, cũng trách ta quá mức chủ quan, sau khi nghe tin tức này thì ngây ra đó, chuyện quan trọng như vậy lại quên hỏi. Một đại yêu nói, Ngô Hoàng bệ hạ không cần tự trách, Cửu Uyên không phải vẫn còn trong giới khanh sao, hơn nữa nói có việc cứ đi tìm hắn. Chúng ta lại phái người đi hỏi rõ là được. Mạch cau mày nói, Cửu Uyên đại nhân chính là cường giả giới vương cảnh, há có thể tùy ý đi quấy rầy. Tên đại yêu ngượng ngùng nói, có quan hệ tới tổ tiên Lục Dực, cũng không tính là tùy tiện quấy rầy a. Ngả khẽ lắc đầu, nói, ta đoán Cửu Uyên chưa chắc biết rõ, nếu không có khả năng sẽ nói cho chúng ta biết. Thậm chí, nếu như hắn biết được, có lẽ sẽ đi tìm tổ tiên rồi, cũng không cần trầm tư suy nghĩ trong giới khanh mấy chục vạn năm. Còn nữa, Ngô Hoàng nói thật sự có đạo lý. Chuyện của tổ tiên Lục Dực là chuyện lớn với tộc ta, nhưng đối với Cửu Uyên đại nhân mà nói chỉ là việc nhỏ, mạo muội quấy rầy, sợ rằng sẽ làm Cửu Uyên không vui. Tên đại yêu có chút buồn bực, nói, vậy làm sao bây giờ? Nếu biết được tin tức tổ tiên, không thể thờ ơ được. Phải làm chuyện gì đó. Ngả cùng Mạch nhìn nhau, hai người cũng biết muốn biết, nhưng đã có cảm giác không biết ra tay thế nào. Dù sao thời gian quá lâu rồi. Lý Vân Tiêu nhìn mấy người yêu tộc, nói, chư vị không cần lo lắng quá mức, đều qua trăm vạn năm rồi, nếu Lục Dực đại nhân còn sống cũng đang bế quan. Cũng không vội trong nhất thời. Mặc dù là Cửu Uyên đại nhân cũng không quá rõ ràng chuyện vạn linh vẫn lạc, việc này còn phải bắt tay từ Giận Vũ. Đúng, đúng là Giận Vũ. Một câu điểm tỉnh người trong mộng, Mạch cùng Ngả tỉnh ngộ, trong mắt bắn ra hào quang. Lý Vân Tiêu nói, Giận Vũ người này thật giàu hoạt, muốn bắt giữ hắn cũng không phải chuyện dễ. Nhất định phải có bố cục tinh diệu, chân long ra đời là vật dẫn tốt, chỉ cần chân long đời sau ra đời, Giận Vũ nhất định ngồi không yên. Tất nhiên sẽ đi ngăn cản. Ngả vội hỏi, chân long đời sau ra đời ở khu vực nào? Ánh mắt mọi người tập trung nhìn hắn, bọn họ cũng rất tò mò. Lý Vân Tiêu trầm mặc không nói, dường như do dự. Ngả vô cùng áy náy, nói, thật có lỗi, là ta đường đột, không nên hỏi chuyện cơ mật như thế. Lý Vân Tiêu lắc đầu nói, Ngả tiên sinh hiểu lầm, thời gian cụ thể ta không rõ lắm. Năm đó Bách Luân kết y khắc tọa độ vào đầu ta mơ hồ không rõ, cũng không thể đọc rõ ràng. Nhưng ta có loại dự cảm, thiên cơ tới, tất cả sẽ rõ ràng. Ngả nói, thì ra là thế, là ta hiểu lầm Vân Thiếu. Lý Vân Tiêu mỉm cười, nói, không sao, ta cũng phi thường hiếu kỳ chuyện yêu tổ đấy. Không chỉ bởi vì Lục Dực đại nhân đục thủng thế giới, đánh ra giới khanh, càng bởi vì trong giao chiến hai giới hiện tại. Nếu Lục Dực đại nhân còn tại thế, hơn nữa có thể ra tay, như vậy thiên võ giới không lo. Mọi người nghe xong liền gật đầu, nhưng không ai biết rõ khả năng này cực kỳ nhỏ bé. Siêu cấp cường giả biến mất trăm vạn năm,
mặc dù thực còn sống, hơn phân nửa vì các nguyên nhân sẽ không tham gia cuộc chiến hai giới. Nếu không đã ra tay vào 10 vạn năm trước rồi. Ngả nói. Vậy làm phiền Vân Thiếu lưu tâm chuyện chân long ra đời, bắt giận vũ, yêu tộc ta sẽ dùng toàn lực. Lý Vân Tiêu ân một tiếng, đuổi bắt giận vũ là việc cấp bách, áp chế thủy chủ trầm phù trần hồn của chân long. Có thể nào không gấp cơ chứ, chỉ có thể kiên nhẫn chờ cơ hội. Bắc Quyến Nam nói. Chư vị không nên bị chuyện thánh ma xuất hiện làm ảnh hưởng tâm tính. Bên phía chúng ta xuất hiện người như Cửu Huyên Đại Nhân, Hiên Viên Đại Nhân mạnh mẽ như vậy, thậm chí còn có khả năng tìm ra yêu tổ, chưa hẳn không có cách nào đối kháng thánh ma. Nhưng trong thời gian kế tiếp, toàn bộ tinh lực nên đặt vào phòng thủ và tu luyện. Lý Vân Tiêu hỏi mọi người. Đăng Quang, hộ thành đại trận hiện tại như thế nào? Đăng Quang đứng ra, ảm đạm nói. Trước kia ta rất có lòng tin. Đại vãng sinh cực nhạc trận được các vị đại sư hợp sức đã hoàn thành 7-8 phần, tăng thêm luyện chế 12 kim nhân thành công, thành viêm vũ nhất định sẽ thành thiên hạ đệ nhất thành. Hơn nữa ta còn bố trí 9 kết giới nguyên tố, mặc dù là ma chiến cấp độ thành hồng nguyệt cũng có nắm chắc vượt qua. Nhưng nếu như đối thủ là thánh ma, dứt lời hắn cười khổ không thôi, khẽ lắc đầu, hiển nhiên là không có lòng tin nào. Càng không nói mọi người ở đây, bọn họ lắc đầu thầm than. Hào khí thả lỏng lúc trước biến thành nặng nề. Lý Vân Tiêu không vui, thấy Đằng Quang nói ra làm hiệu quả trái ngược, hắn nói. Ngươi chưa bao giờ thấy qua thánh ma, làm sao biết không địch lại thánh ma? Đằng Quang phiền muộn nói. Ngươi nói không có ý nghĩa, thực lực thánh ma mạnh thế nào mọi người đã thấy. Nếu như ba đại trận pháp có thể đối kháng thánh ma, những cường giả tiền bối tham gia cuộc chiến phong ma 10 vạn năm trước đều là đám lợn sao? Lý Vân Tiêu bị phản bác á khẩu không trả lời được, nói. Ngươi hết sức là được, lúc này nhanh chóng tăng cao lực lượng đại thành lên, như vậy số thương vong sẽ giảm xuống mức thấp nhất. Có nhu cầu gì, ta sẽ ưu tiên thỏa mãn ngươi. Đằng Quang đáp. Tự nhiên ta sẽ tận khả năng, tranh thủ trước khi Thánh Ma Hàng Lâm sẽ hoàn thành đại vãng sinh cực nhạc trận, hơn nữa 9 kết giới nguyên tố cùng 12 kim nhân, có thể tái hiện thượng cổ tam đại sát trận. Ta có thể làm cũng chỉ như vậy mà thôi. Lý Vân Tiêu gật đầu nói. Đằng Quang đại nhân vất vả. Đằng Quang nói. Nên làm. Tất cả mọi người thở ra một hơi, có ba đại trận pháp dù không thể ngăn cản thánh ma, bao nhiêu cũng có thêm vài phần thắng. Lý Vân Tiêu nói. Những người còn lại nhanh chóng tu luyện, làm từng bước là được. Ma chiến không ai dám cam đoan mình sống sót, Lý Mang Sơn đại nhân nói cười như mới hôm qua. Hôm nay đã làm người thiên cổ, chúng ta đau lòng tới cực điểm. Nhưng cái hũ không rời miệng giếng phá, tướng quân khó tránh trận vong, kết cục này với đại nhân, khó nói đây không phải kết thúc tốt nhất. Thần sắc mọi người nghiêm túc, gật đầu đồng ý. Linh Mục Địch nói, người Huyền Ly Đảo đã truyền tin tức Lý Mang Sơn trở về. Ta cũng nên đi tới Huyền Ly Đảo, gặp qua chiến hữu 10 vạn năm trước thôi. Ánh mắt của hắn ngưng trọng, ánh mắt bắn ra hào quang. Nhìn qua vật như không, giống như xuyên thấu vô số thời không, nhìn thẳng vào vĩnh sinh chi địa. Nội tâm Lý Vân Tiêu kinh ngạc, nói. Mục Địch đại nhân muốn đi Huyền Ly Đảo. Linh Mục Địch gật đầu nói. Diệp Nam Thiên bị bắt tới ma giới, Lý Mang Sơn chết trận trong vạn linh chi địa, bốn vương đã mất hai, mà chiến hữu của ta lại thờ ơ như vậy, ta muốn biết hắn đang làm cái gì. Trác Thanh Phàm nhớ tới lần trước đi Huyền Ly Đảo đi, ra khỏi hàng nói. Việc này chuyện xấu quá nhiều, không bằng ta sẽ đi cùng đại nhân. Linh Mục Địch bác bỏ nói. Việc này phải ta đi, hơn nữa là phải làm, bằng không đợi thánh ma hàng lâm thì muộn rồi. Lý Vân Tiêu gật đầu nói. Các vị tận khả năng chuẩn bị đi, ta sẽ ở trong ma giới tận lực kéo dài ma nữ kia, chờ tin tức của các ngươi, sau đó ta sẽ quay về. Đám người Đinh Linh Nhi vô cùng lo lắng nhìn hắn. Đột nhiên Hiên Viên Diệu nói ra. Ma nữ kia thôn phệ Chọc Khôn, lúc này mới bước vào thánh ma cảnh, hơn nữa có thể khắc chế giới lực thiên võ giới. Trong đó mấu chốt nhất chính là Hoàng Tuyền Minh Hỏa. Vân Minh chủ nên đi tới khu vực một chuyến, tìm ra biện pháp khắc chế Hoàng Tuyền Minh Hỏa. Thậm chí có thể thu hồi hỏa diễm này, ma nữ sẽ không thể hoành hành không cố kỵ như thế đâu. Thu hồi Hoàng Tuyền Minh Hỏa. Lý Vân Tiêu kinh ngạc hỏi. Hiên Viên đại nhân hiểu bao nhiêu về khu vực? Sở dĩ ma nữ có thể khắc chế giới lực, không phải vì hấp thu lĩnh ngộ thế giới của Chọc Khôn hay sao? Hiên Viên Diệu cười nói.
nếu có thể hấp thu toàn bộ lĩnh ngộ giới lực của Trọc Khôn với thiên võ giới, thật sự có thể khắc chế giới lực. Nhưng ma nữ vừa mới thôn vệ Trọc Khôn, ngay cả ma nguyên cũng chưa vững chắc, làm sao có thời giờ tiêu hóa quy tắc thế giới. Giờ phút này có thể bảo trụ nàng không bị giới lực công kích chính là Hoàng Tuyền Minh Hỏa. Vân Minh chủ muốn đi ma giới, có thể nhờ vào Nghê Hồng Thạch có giới lực ma giới, băng sát tâm diễm và lục đạo ma binh. Những thứ này đều là giới lực ngưng tụ ra đấy. Lý Vân Tiêu nói. Nhưng không biết khu vực khi nào mở ra, chưa hẳn có thể vượt qua một kiếp này. Hàn quang trong mắt Hiên Viên Diệu bắn ra, nói. Nếu không phải có thể mở ra, chúng ta cưỡng ép đi vào. Dùng thực lực của Vân Minh chủ, thế giới này có nơi nào ngăn cản ngươi sao? Lý Vân Tiêu trầm ngâm, hắn nhớ tới lời Bí Đình Phong ở Toái Thiên Cao Xuyên. Toái Thiên Cao Xuyên là con sông khu vực chảy qua Thánh Vực Thần Đô, thậm chí là khe hở của thiên võ giới. Nếu có được thực lực vô cùng mạnh mẽ, thật sự có thể xuyên qua. Tốt, ta sẽ đi khu vực một chuyến, nhìn xem có thể tìm ra biện pháp thu hồi Hoàng Tuyền Minh Hỏa hay không. Lý Vân Tiêu dứt khoát hạ quyết định, nói. Sau khi đi khu vực, cho dù kết quả như thế nào, ta sẽ lập tức tiến vào ma giới. Mong rằng chư vị chuẩn bị mọi thứ, đồng tâm hiệp lực. Mọi người cùng nói. Chúng ta tất nhiên sẽ không phục lòng minh chủ. Lý Vân Tiêu đứng dậy, hắn bảo mọi người giải tán, hắn ngồi trầm ngâm tại chỗ. Sau đó thân ảnh của hắn biến mất. Sau một khắc, bên ngoài cách Thành Viêm Vũ mấy ngàn dặm, trên không trung cao cao, thân ảnh Lý Vân Tiêu hiện ra. Thần thức cường đại tỏa ra bốn phía, thần thức đang tìm kiếm gì đó. Đột nhiên không gian hơi chấn động, hào quang màu xanh tỏa ra, một thân ảnh xuất hiện, sắc mặt đầy tức giận, không vui nói. Chuyện gì, lại đến quấy rầy ta tu hành? Lý Vân Tiêu mỉm cười nói. Vi Thanh, người quả nhiên ở đây, ta có một chuyện muốn giúp đỡ. Trong lòng biết người này vô sự không lên điện tam bảo, sắc mặt Vi Thanh biến hóa mấy lần, vẻ giận dữ biến mất, bình tĩnh nói. Nói đi, Lý Vân Tiêu nói. Theo ta đi khu vực. Cái gì? Vi Thanh ăn cả kinh, nói. Khu vực mở ra. Lý Vân Tiêu nhìn qua hắn, ánh mắt lập lòe. Vừa rồi Vi Thanh kinh ngạc sinh ra nguyên lực không đúng. Hắn bắt đầu cũng không quan sát tỉ mỉ, hiện tại quan sát, hai mắt bắn ra hào quang màu vàng. Hư cực. Lần này tới phiên Lý Vân Tiêu chấn động, sợ hãi nói. Ngươi đã đạt tới hư cực thần cảnh. Sắc mặt Vi Thanh biến hóa. Thầm trách cứ mình chủ quan, vốn muốn che giấu tu vị, không ngờ lại bị Lý Vân Tiêu bắt được. Tuy phiền muộn, nhưng tâm tình nhanh chóng bình phục lại, hừ lạnh nói. Ngươi lúc đó chẳng phải là hư cực thần cảnh áo. Chẳng lẽ cánh cửa hư cực là do ngươi thiết kế, ngươi lên được mà người khác không lên được sao? Lý Vân Tiêu ngây người một hồi, mới thì thào nói ra. Trước kia từng nghe qua danh của ngươi, ngươi chính là thiên tài có thiên phú mạnh nhất thánh vực những năm gần đây. Ta ban đầu còn xem thường. Hiện tại xem ra quả nhiên không sai. Vi Thanh nghe xong liền giận dữ, mắng. Lý Vân Tiêu, người đang tố khổ ta sao? Chẳng lẽ người bước vào hư cực là bình thường, ta là không bình thường? Lý Vân Tiêu cười khổ lắc đầu, chính mình đến hư cực là đạt được cơ duyên. Có được giới thần bi, đạt được giới lực chiếu cố. Hơn nữa hắn vào sinh ra tử, cửu tử nhất sinh mới may mắn đột phá đến hư cực. Vi Thanh chỉ ở trong nhà tu luyện cũng có thể thuận lợi đột phá. Lý Vân Tiêu phiền muộn nói. Không đề cập tới việc này. Hiện tại ta muốn ngươi cùng đi khu vực, hơn nữa khu vực có quan hệ tới vận mệnh đồ đệ của ta và tỷ tỷ của hắn. Hiện tại có thể nói cho ta biết thân thế của bọn họ rồi đấy. Vi Thanh nhíu mày, suy nghĩ một lúc mới nói. Thần đô tam lão Mộng Linh Chân Quân là người trong khu vực, cũng chính là chủ nhân thần đô. Tuy thần đô nằm trên thánh vực, nhưng là cửa vào đi thông khu vực vẫn bị Mộng Linh Chân Quân nắm giữ, mà Mộng Vũ Mộng Bạch là hậu nhân của hắn. Quả nhiên, Lý Vân Tiêu lạnh nhạt nói ra, hiển nhiên đã sớm đoán ra, cho nên nghe đáp án này cũng không quá ngạc nhiên. Vi Thanh cũng biết Lý Vân Tiêu đã có suy đoán, dù sao lấy trí thông minh của Lý Vân Tiêu, không có khả năng không nhìn ra chút manh mối nào. Hắn tiếp tục nói, tỷ đệ Mộng Vũ có dị lực là được truyền thừa trong khu vực. Năm đó ta phong ấn bọn họ cũng không có phát hiện. Về sau mang hắn từ Thành Viêm Vũ trở về mới chú ý tới. Cho nên cho hai tỷ đệ bọn họ tu luyện trong Toái Thiên Cao Xuyên, dùng lực lượng khu vực tẩm bổ bọn họ. Lý Vân Tiêu nói.
Vậy mục đích của ngươi hẳn là nhìn khu vực chi lực, hay là thông qua khống chế tỷ đệ bọn họ ngăn cản Mộng Linh chân quân đúng không? Trong mắt Phi Thanh bắn ra hàn quang, nói. Cổ Phi Dương chính là Cổ Phi Dương, tuy ngươi đoán hợp tình hợp lý, nhưng ta vẫn cảm thấy không thoải mái. Lý Vân Tiêu mỉm cười, nói. Có lẽ ngươi nên cảm thấy may mắn vì không làm tổn thương hai tỷ đệ bọn họ, nếu không mặc dù ngươi thiên phú và thực lực mạnh hơn nữa, ngươi cũng không sống tới bây giờ. Sắc mặt Phi Thanh lập tức âm trầm, lạnh lùng nói. Ngươi đang uy hiếp ta. Lý Vân Tiêu cười nói. Chưa tính là uy hiếp, bởi vì ngươi cũng không có. Hắn nhìn sắc mặt Phi Thanh khó coi, ngượng ngùng cười nói. Không nói chuyện này, hiện tại có thể đi theo ta tới khu vực, thuận tiện giải quyết chuyện tỷ đệ Mộng Vũ Mộng Bạch luôn. Phi Thanh nhìn hắn, đột nhiên nói. Ngươi gần đây chuẩn bị đi ma giới đúng không? Lý Vân Tiêu sững sờ, biết rõ hắn nói kế hoạch lúc trước, hắn cũng không biết thánh ma ra đời, trả lời. Không sai. Phi Thanh nói. Ta có thể đi khu vực với ngươi, ta cũng sẽ khôi phục trí nhớ cho Mộng Vũ Mộng Bạch, giao lại cho ngươi. Mà điều kiện trao đổi là ta sẽ theo ngươi đi ma giới. Cái gì, ngươi muốn đi ma giới? Lý Vân Tiêu nghi hoặc, cao thấp dò xét hắn một phen, không biết hồ lô của hắn bán thuốc gì. Dường như ngươi không có lý do đi ma giới à? Phi Thanh lạnh lùng nói. Bổn tọa làm việc cho tới bây giờ đều là tùy tâm sở dục, không cần lý do. Lý Vân Tiêu mỉa mai nói. Nói không có lý do, ta sẽ tin sao? Còn nữa, ngươi dựa vào cái gì vượt qua giới lực? Phi Thanh nói. Vượt qua giới lực ta cần ngươi nghĩ biện pháp giúp ta. Bằng không ta tự đi một mình cũng được, cần gì đi cầu ngươi? Lý Vân Tiêu nhìn hắn. Nói. Vậy ngươi thật sự quá đề cao ta rồi, vượt qua giới lực cần phải, nói thí dụ như Nghê Hồng Thạch. Hiện tại ngươi đi đâu tìm Nghê Hồng Thạch đây? Phi Thanh lạnh lùng nói. Đừng cho rằng ta không biết, năm đó ma chủ vẫn lạc, lưu lại mấy khối Nghê Hồng Thạch, trừ tiểu hồng hóa linh ra, trên cơ bản đều trong tay của ngươi. Nội tâm Lý Vân Tiêu hơi động, Phi Thanh nói lời này cũng không phải không có đạo lý. Trái tim hắn hiện tại do Nghê Hồng Thạch ngưng tụ thành. Trên người bạc vũ kình. Cũng có thể lấy ra nghê thạch, thật sự có thể giúp Phi Thanh. Nhưng hắn không muốn tiện nghi đối phương như vậy, hừ lạnh nói. Trên người Lỗ Thông Tử có một khối nghê hồng thạch nguyên vẹn, người quá đề cao ta rồi. Phi Thanh vẫn nhìn hắn, dường như bắt được cái gì, mỉm cười nói. Đúng là thế, nhưng ta tin tưởng ngươi có biện pháp. Khốn nạn! Lý Vân Tiêu mắng một tiếng, nói. Như ngươi mong muốn. Nhưng điều kiện tiên quyết là đi khu vực phải như ta mong muốn, nếu không. Phi Thanh không kiên nhẫn cắt lời của hắn, nói. Chuyến đi khu vực ta sẽ hết sức giúp ngươi, nhưng có như nguyện hay không ta không dám bảo đảm. Ngươi có suy nghĩ hão huyền hay không? Lý Vân Tiêu không thể phản đối, Phi Thanh nói cũng là chuyện thực tế, hắn phiền muộn nói. Tốt, thành giao. Phi Thanh đại hỉ, trong mắt bắn ra hào quang hưng phấn, muốn cực lực che giấu vui sướng trong lòng. Nhưng vẫn khó qua mắt Lý Vân Tiêu. Nhưng mà Lý Vân Tiêu vẫn kỳ quái, không biết Phi Thanh muốn đi ma giới làm chuyện gì. Chẳng lẽ hắn sợ ma chiến thất bại, cuối cùng lâm vào kết cục thân tử đạo tiêu, cho nên trước chạy tới ma giới đi theo địch. Lý Vân Tiêu vuốt cằm, đang suy nghĩ tình huống xấu nhất. Một lát sau, hắn xuất hiện trong phòng thuật luyện, trực tiếp tiến đi vào khu vực giam giữ Bạc Vũ Kình. Bạc Vũ Kình đang tu luyện, tâm thần thu liếm. Khí định thần nhàn, cũng không quan tâm có ai xuất hiện ở đây. Lý Vân Tiêu cũng không đánh thức hắn, mà là ngồi đối diện, một tay bấm niệm pháp quyết, một đám kim quang xuất hiện trên đầu ngón tay. Ma ha cổ tự hóa thành hào quang tỏa ra bốn phía. Cả gian phòng im lặng, chỉ có hào quang từ cổ tự của Lý Vân Tiêu đang chiếu sáng vách tường mà thôi. Không qua bao lâu, Bạc Phú Kình cũng có cảm giác, thoáng mở mắt nhìn thẳng Lý Vân Tiêu. Nhưng hắn không có kinh hô. Chỉ nhíu mày nhìn Lý Vân Tiêu kết ấn quyết, cũng nhìn phù văn bay đầy trời. Đột nhiên ấn quyết trong tay Lý Vân Tiêu không ngừng biến hóa. Bạc Phú Kình cả kinh, mở to mắt quan sát biến hóa, phù văn đầy trời sáng rực lên, bắt đầu tổ hợp với nhau, kết thành từng đạo quy tắc mới xuất hiện trước mặt. Một lát sau, ấn quyết trong tay Lý Vân Tiêu lại biến hóa. Qua mấy nháy mắt đã biến hóa hơn trăm loại, Bạc Phú Kình hoa mắt, hắn cố sức ghi nhớ. Đột nhiên hai tay Lý Vân Tiêu buông thõng, mỉm cười chậm rãi mở mắt ra nhìn hắn.
Sắc mặt Bạc Vũ Kình khẽ biến, cảm thấy có chút quẫn bách, cảm thấy mình như tiểu hài tử nghe lén chuyện người lớn bị phát hiện. Khá tốt hắn nhanh chóng tỉnh táo lại, nói. Ngươi tới làm cái gì? Lý Vân Tiêu cười nói. Truyền cho ngươi một bộ thần quyết, có thể áp chế ma niệm trong người của ngươi. Bạc Vũ Kình khiếp sợ không chút che giấu, sợ bị ma niệm giày vò đủ thảm, kinh hỉ nói. Thật sự, Lý Vân Tiêu gật đầu nói. Bộ thần quyết này do ma ha cổ tự tạo thành, nhưng lại là ta lĩnh ngộ ra. Trước mắt chưa ai tu luyện, vừa vặn cho ngươi thử nghiệm. Bạc Vũ Kình thẹn quá hóa giận nói. Quả nhiên không yên lòng. Lý Vân Tiêu cười nói. Mặc dù ta không yên lòng, ngươi cũng có thể không thử. Sắc mặt Bạc Vũ Kình đầy phức tạp, rốt cục cũng bỏ qua tính cách bướng bỉnh, nói. Ta thật sự nguyện ý thử, Lý Vân Tiêu vẫn là Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu cười nói. Đa tạ tán dương, bởi vì nhập ma không dễ chịu, nếu như hoàn toàn nhập ma thì không có gì, nhưng Vũ Kình huynh nhập ma có tính giai đoạn thật sự đủ đau đầu. Bạc Vũ Kình bình tĩnh nói. Là ấn quyết vừa rồi sao? Ta chưa hoàn toàn nhớ kỹ, ngươi cứ biểu thị lại một lần. Lý Vân Tiêu gật đầu nói. Tốt, nhưng ta không phải tận ấn quyết miễn phí đâu. Bạc Vũ Kình sững sờ, lập tức cười ha hả, nói. Ha ha ha, Lý Vân Tiêu à Lý Vân Tiêu, người quả nhiên là người không lợi không thức sớm. Ngay cả phế nhân như ta cũng muốn xảo trá, nhưng ta lại rất hiếu kỳ, kẻ phế nhân như ta có thể làm được gì cho ngươi. Bạc Vũ Kình giơ tay lên vuốt mặt hai lần, mỉa mai nói. Ngàn vạn đừng nói với ta là ngươi vừa ý tướng mạo của ta. Ọt ọt, dạ dày Lý Vân Tiêu quay cuồng, nổi giận mắng. Buồn nôn, dung mạo của ngươi không đáng là gì cả. Bạc Vũ Kình cười lạnh nói. Vậy cũng nói được, bộ dáng chán nản của ta còn có gì để ngươi mưu đồ chứ? Lý Vân Tiêu nói. Nghe thạch, cái gì? Toàn thân Bạc Vũ Kình run lên, lập tức lui ra sau vài bước, vô cùng đề phòng. Ngươi muốn đoạt nghê thạch của ta. Sắc mặt của hắn vô cùng âm lãnh, gương mặt bắt đầu trở nên dữ tợn, đầy oán giận và sát khí. Lý Vân Tiêu không quan tâm biến hóa của hắn, lạnh nhạt nói ra. Ngươi đã là cực âm thân thể, giữ lại nghê thạch tác dụng không lớn. Hơn nữa lấy nghê thạch ra có tác dụng tốt khôi phục thần trí của ngươi. Ta không muốn khôi phục thần trí, các ngươi mới cần khôi phục thần trí. Ta biết ngay ngươi không có hảo tâm. Bạc Vũ Kình giận dữ hét lớn, ánh mắt đầy lạnh giá, nhiệt độ chung quanh không ngừng giảm xuống. Nhưng hắn vẫn vô cùng kiêng kỵ Lý Vân Tiêu, tuy sát khí quấn quanh người nhưng hắn không dám xông lên. Lý Vân Tiêu cười nhạt một tiếng, nói. Kẻ yếu không nhân quyền, không phải do ngươi. Ấn quyết bộc phát, kim quang bao phủ chung quanh, khuếch tán ra khắp phòng giam. Bạc Vũ Kình kinh hãi, hắn dùng toàn lực đánh vào vách tường, dường như vô cùng sợ hãi kim quang. Muốn phá tường lao ra ngoài. Nhưng một quyền này chưa đánh ra đã bị kim quang ngăn cản, xuyên thấu thân thể của hắn. A! Bạc Vũ Kình hét lớn một tiếng, sát khí bùng nổ, gương mặt đầy tức giận cúi đầu xuống, hai chân đạp về phía Lý Vân Tiêu. Tư thế vặn vẹo quái dị, ánh mắt hung tàn, thần chí không có, còn mãnh thú hơn cả mãnh thú. Hắn đánh ra một quyền vào đầu Lý Vân Tiêu. Đánh người không đánh mặt, làm người lưu một đường. Vũ Kình huynh, ngươi lại đánh mặt ta, thật sự tuyệt tình. Lý Vân Tiêu lạnh nhạt nói ra, giơ tay lên bắt lấy nắm đấm. Lực lượng toàn thân Bạc Vũ Kình biến mất không còn, gương mặt dữ tợn biến hóa, bờ môi mấp máy, phát ra tiếng rên rỉ thống khổ. Tay trái của Lý Vân Tiêu bấm niệm pháp quyết, bấm tay điểm về phía Bạc Vũ Kình, mấy đạo kim quang hóa phủ bay vào trong người của hắn. Mỗi một cái đều sinh ra tiếng khóa, dường như phá vỡ từng huyết vị. Trong khoảnh khắc, toàn thân Bạc Vũ Kình đẫm máu nằm trên mặt đất. Nhưng sắc mặt của hắn không có thống khổ, Lý Vân Tiêu điểm xuống đều tránh chỗ hiểm. Chờ Bạc Vũ Kình gần ngất đi, năm ngón tay của Lý Vân Tiêu mở ra, đánh xuống một chưởng. Phanh! Chưởng lực đục thủng lồng ngực Bạc Vũ Kình, xuyên thấu ra sau. Chưởng lực mang theo âm hàn đánh tới, Bạc Vũ Kình phun máu tươi, hắn không ngừng kêu thảm thiết, cả thân hình không ngừng run rẩy. Phanh! Rốt cục hàn quang phá thể ra ngoài, muốn phá không bay đi. Hừ, ngây thơ. Lý Vân Tiêu cười một tiếng, nói. Có ta ở đây, muốn trốn đi không phải là trò cười sao? Hắn giơ tay đặt Bạc Vũ Kình lên mặt đất, một tay lăng không một chảo,
lập tức nhiếp Nghê Thạch vào tay. Nghê Thạch nằm trong tay hắn, linh động 10 phần, muốn giãy giụa đào tẩu nhưng không thể. Lý Vân Tiêu kinh ngạc nói. Nếu cho ngươi thêm chút thời gian nữa, sợ rằng ngươi cũng sẽ biến hóa đúng không? Hắn lật tay một cái, lập tức áp chế Nghê Thạch không cam lòng. Sau đó lăng không điểm ra vài lần, hóa thành một ấn phù rơi vào trong đầu Bạc Vũ Kình. Có thể lĩnh ngộ bao nhiêu thì xem tạo hóa của ngươi. Dứt lời, thân ảnh Lý Vân Tiêu biến mất trong nhà tù. Chỉ còn lại có đầy máu tươi, cũng không quan tâm Bạc Vũ Kình đang nằm trong vũng máu. Thương thế Bạc Vũ Kình tuy nặng nhưng vẫn tươi cười, mặt mũi đầy an tường, lẳng lặng ngủ trong vũng máu. Mấy ngày sau, Lý Vân Tiêu đã làm xong chuẩn bị vạn toàn, móc thải hồng thạch ở trái tim ra. Sau khi lấy thải hồng thạch ra, nó lập tức sụp đổ co lại thành viên đá lớn như nắm tay trẻ con. Máu huyết toàn thân co rút lại, sắc mặt Lý Vân Tiêu tái nhợt, máu huyết không cung cấp đủ cho nên đầu óc mê muội. Trong trận chiến Bắc Hải, hắn chết trong tay Tiểu Hồng, trái tim bị đánh nát. Tác dụng của thải hồng thạch là thay thế trái tim, làm hạch tâm cung cấp máu huyết toàn thân, tiếp tục giúp vận chuyển cơ năng thân thể. Nhưng sau khi thân thể bước vào hư quang, da thịt sinh ra chắc chắn hơn thải hồng thạch nhiều. Tác dụng của thải hồng thạch không trọng yếu như lúc trước. Lý Vân Tiêu cũng cân nhắc lấy thải hồng thạch ra, nhưng chuyện này vẫn chưa có tiền lệ, hắn vốn định chờ thân thể đạt tới pháp thân cảnh mới lấy thải hồng thạch ra, như vậy an toàn hơn. Lúc Phi Thanh đề cập chuyện này, hắn cũng thuận thế hoàn thành kế hoạch sớm hơn dự tính. Lý Vân Tiêu lẳng lặng cảm nhận tần suất của hai tảng đá, từ ban đầu mạnh yếu không đều, đến dần dần gần như cân đối, hình thành bước cộng hưởng với nhau. Hắn mỉm cười, bản thân Nghê Hồng Thạch chính là một thể, căn bản không cần hắn điều tiết, chúng có thể tự dung hợp với nhau. Hai tay hắn bấm niệm pháp quyết, chậm rãi đưa hai bàn tay tới gần nhau, tảng đá trước mặt chậm rãi tới gần, hai đạo hào quang vừa chạm vào nhau đã hấp thu lẫn nhau. Không chỉ có tảng đá bắt đầu dung hợp, ngay cả hào quang cũng dung hợp với nhau, hóa thành quang mang đầy màu sắc. Thành công! Lý Vân Tiêu nhìn chằm chằm vào hòn đá này. Hai tảng đá riêng biệt hóa thành một khối đá màu trắng hoàn mỹ vô khuyết, mặt ngoài thập phần trơn bóng và rất xinh đẹp. Vừa nhìn không có ai nghĩ đây chính là Nghê Hồng Thạch mà vô số ma quân đều điên cuồng. Lý Vân Tiêu thu Nghê Hồng Thạch vào trong tay, lúc này mới thở ra một hơi, nói. Đã hoàn thành, đa tạ. Sau lưng có giọng nói lãnh đạm vang lên. Không cần cảm ơn ta không có làm gì cả. Tuy trên mặt Lý Vân Tiêu không còn chút máu nào cả. Nhưng tâm tình vô cùng tốt, cười nói. Nếu không có người hộ pháp cho ta, nói thật ta không dám làm loại chuyện này. Hắn xoay người lại, mỉm cười. Một đạo hào quang bay ra xa bảy trượng, thân thể dần dần ngưng thực, chính là Tiểu Thanh. Tiểu Thanh vẫn bình tĩnh như trước, nói. Thật có chút nguy hiểm, dựa vào thân thể hư quang cảnh của ngươi còn chưa tới mức chết đi, nhiều lắm là thân thể sụp đổ, cảnh giới giảm xuống. Lý Vân Tiêu cười khổ nói. Nếu xảy ra chuyện cảnh giới giảm xuống, ta đây sống không bằng chết. Đặc biệt là vào lúc cần dựa vào thực lực như thế này. Ánh mắt Tiểu Thanh vẫn nhìn lên người Lý Vân Tiêu, trầm mặc một hồi mới nói. Thứ cho ta nói thẳng, có phải ngươi bị thanh kiếm kia ngăn chặn tinh khí thần không? Không chỉ có tốc độ tu luyện cực kỳ chậm, ngay cả khôi phục thần dịch lực và phục hồi thân thể đều bị ảnh hưởng thật lớn. Lý Vân Tiêu cả kinh, hắn vui mừng, nói. Đúng thế. Ngươi có biện pháp. Trong mắt hắn đầy chờ mong, Tiểu Thanh đã có thể nhìn ra điểm mấu chốt, nói không chừng có thể có biện pháp giải quyết thay hắn. Dù sao chuyện rút ra một hồn phách có độ khó không nhỏ, cũng không biết là năm nào tháng nào mới có thể làm xong. Nhưng Tiểu Thanh không chờ hắn vui vẻ xong, lắc đầu nói thẳng. Ta không có biện pháp, lực lượng kiếm kia quá mạnh, nếu như ta chống lại nó, sợ rằng sẽ hồn phi phách tán. Lý Vân Tiêu cười khổ nói. Nói cũng thế, kiếm này có lực lượng vượt qua ta quá nhiều. Cố sức vận dụng chỉ giết địch 1000, tự tổn 800. Càng muốn chết là khôi phục thần dịch lực, vận dụng kiếm một lần phải mất cả tháng mới có thể khôi phục. Tiểu Thanh trầm tư một lát, nói. Ất mộc chi khí chính là lực lượng sinh cơ trong thiên địa biến thành ngũ hành. Thân thể của ta là Ất mộc hóa linh, mặc dù không cách nào thay ngươi áp chế thủy chủ trầm phù, nhưng ta có thể dạy cho ngươi một bộ pháp quyết. Giúp ngươi ngưng tụ ất mộc chi khí chữa trị kinh mạch thân thể, gia tốc khôi phục thần dịch lực. Có công pháp như vậy sao? Thân thể Lý Vân Tiêu run lên,
hắn vui mừng không thôi. Nhưng lập tức liền tỉnh táo lại, có phần hoài nghi hỏi. Có thể hữu dụng với ta không? Dù sao đến cảnh giới của hắn, linh đan diệu dược và công pháp có tác dụng đã ít tới đáng thương. Tiểu Thanh gật đầu nói. Cảnh giới càng cao càng khó khôi phục, nhưng cảnh giới càng cao thi triển ra uy lực càng lớn. Huống chi ngươi tu luyện tiên thiên lôi thể, rất thích hợp với ngươi. Lúc này Lý Vân Tiêu mới vui mừng như điên, ôm quyền nói. Đa tạ đại nhân. Tiểu Thanh lạnh nhạt nói. Khách khí. Lập tức Lý Vân Tiêu bất chấp chữa thương, hắn ngồi đối diện với Tiểu Thanh, sau đó bấm niệm pháp quyết. Lúc này một đám ánh sáng xanh xuất hiện, không ngừng khuếch tán, lúc này bao phủ hai người lại, ất mộc chi khí cường đại bao phủ khắp mật thất. Qua mấy ngày sau, cánh cửa mật thất mở ra, hai người đi ra ngoài. Lý Vân Tiêu tỏa ra sinh ra đáng sợ, không chỉ thương thế trước ngực khỏi hẳn, ngay cả thân thể hư nhược cũng cải thiện rất nhiều. Tiên sinh khống chế ất mộc chi khí quả nhiên mạnh như thế gian, chẳng biết lúc nào có thể trùng kích tạo hóa cảnh, thậm chí là giới vương cảnh. Trải qua chuyện này, thái độ của Lý Vân Tiêu cung kính với Tiểu Thanh rất nhiều. Hơn nữa cho dù hắn mang diệu pháp linh mục và chân thật chi nhãn, còn có Nguyệt Đồng cùng Ma Đồng Công, dường như mất đi hiệu lực với Tiểu Thanh. Nhưng mà hắn nhìn Tiểu Thanh như vô hình, khí tức mờ ảo, rất ít có dấu hiệu tồn tại. Đây chính là dấu hiệu dung nhập thiên địa, Tiểu Thanh đã có tần suất nhất trí với thiên võ giới. Tiểu Thanh lạnh nhạt nói, cơ duyên đến tự nhiên sẽ đột phá, không có cơ duyên, tất cả cưỡng cầu đều thành không. Trợ giúp của Thành Viêm Vũ với ta đã không lớn, thiên hạ không có yến tiệc nào không tàn, ta cũng nên từ biệt Vân Thiếu rồi. Lý Vân Tiêu kinh hãi, vội hỏi. Tiên sinh phải đi, vào đúng thời khắc nguy nan này, đây là thời điểm Thành Viêm Vũ và thiên hạ cần hiền tài như tiên sinh, hà cớ gì tiên sinh bỏ thiên hạ mà đi. Tiểu Thanh khoát tay bảo hắn ngừng nói, lắc đầu nói. Ta biết rõ tâm tư của ngươi, cũng biết miệng lưỡi của ngươi lợi hại, nhưng vô dụng với ta, không cần cưỡng cầu. Duyên phận sẽ có lúc hết, chờ mong lần sau gặp lại nhau đi. Hắn nói rất lạnh nhạt tùy ý, tuy Lý Vân Tiêu còn muốn giữ lại, nhưng đã không biết nên nói từ đâu. Đột nhiên có tiếng hừ lạnh vang lên, hai người đồng thời nhìn lại, chỉ thấy ánh sáng đỏ lóe lên, mạch xuất hiện bên cạnh hai người. Tiểu Thanh nhíu mày khó phát hiện, dường như trong lòng có phỏng đoán. Sắc mặt mạch trong trẻo nhưng lạnh lùng, nhìn thẳng vào Tiểu Thanh trước mặt, vươn tay nói. Đi cũng không sao, hồn thiên nghi lưu lại. Tiểu Thanh thong dong nói. Hồn thiên nghi là thương lưu cho ta, nhưng ta cũng hứa hẹn với hắn, thời điểm ta không cần vật này, ta sẽ trả lại cho yêu tộc. Mạch nói. Với thực lực của ngươi bây giờ, đã không cần nó. Về tình về lý cũng nên trả lại. Tiểu Thanh lắc đầu nói. Ý nghĩa của hồn thiên nghi vượt qua các ngươi tưởng tượng, trong đó ẩn chứa thiên đạo diễn biến, đây là một tiểu thế giới bỏ túi, muốn hoàn toàn hiểu thấu đáo, ta còn kém xa lắm. Mạch siết chặt tay thành quyền, sắc mặt nảy sinh ác độc, cười lạnh nói. Nói như càng không thể để ngươi mang nó đi. Trên người hắn bắn ra hào quang màu đỏ, thần thức tập trung vào người Tiểu Thanh, phòng ngừa hắn bỏ chạy. Dưới thần thức và lực lượng cường đại của mạch áp chế, mặc dù Tiểu Thanh có biện pháp phá vỡ cũng không thể chạy thoát. Thấy mạch muốn đấu võ, Lý Vân Tiêu nhướng mày, quát. Mạch, dừng tay. Mạch nhìn Lý Vân Tiêu, nói. Cho dù ta và ngươi có ước định với nhau, nhưng ta thân là yêu hoàng. Với mình, với tộc nhân, ta đều có nghĩa vụ thu hồi thánh khí của bổn tộc. Cũng hy vọng ngươi không nên nhúng tay vào việc này. Ánh mắt Lý Vân Tiêu âm trầm, nói. Bỏ qua các quan hệ đi, ngươi muốn nháo sự trong Thành Viêm Vũ, cũng không quan tâm thành chủ Thành Viêm Vũ là ta sao. Sắc mặt mạch khó coi, theo hắn hiểu tính tình của Lý Vân Tiêu, nếu hắn không nhúng tay vào việc gì, hắn sẽ không hỏi và quan tâm tới. Nếu như chuyện gì hắn muốn nhúng tay vào, hắn mặc kệ ngươi có lý hay không. Nghe Lý Vân Tiêu nói như thế, đại biểu hắn sẽ nhúng tay vào. Chỉ cần hắn muốn nhúng tay, kỳ thật có lý hay không cũng không có ý nghĩa. Mạch nghĩ đến chỗ này, lập tức sinh ra lửa giận, nói. Yêu tộc ta có giao hảo với ngươi, hơn nữa vào sinh ra từ cộng đồng kháng ma. Nếu ngươi hôm nay bất công với ta, đừng trách ta trở mặt, trực tiếp đoạn tuyệt tình nghĩa hai tộc. Lý Vân Tiêu thấy hắn nói quyết tuyệt, biết rõ mạch thật sự tức giận, nói. Ngươi đừng vội, tất cả mọi người là bằng hữu, không có chuyện gì không thể thương lượng. Chúng ta hảo hảo ngồi xuống nói chuyện,
như vậy sẽ tìm ra cách giải quyết. Mạch tức giận hừ nói. Chuyện khác có lẽ có thể bàn, hồn thiên nghi chính là thánh vật của chúng ta, tuyệt không đàm phán. Lý Vân Tiêu trầm ngâm nói. Nói thật hồn thiên nghi là thương cho tiểu thanh tiên sinh, các ngươi cưỡng ép không cảm thấy thất lễ sao? Huống hồ tiểu thanh tiên sinh cũng không phải không trả. Mạch lạnh lùng nói. Thương cho hắn, đây thánh khí của yêu tộc ta, thương có tư cách gì tặng cho người khác? Cũng như nói người chắp tay giao thiên võ giới cho ma tộc. Thiên võ giới là của người trong thiên hạ, người có tư cách cho hay sao? Lý Vân Tiêu đau đầu, hắn tiếp xúc với Mạch thời gian không ngắn, rất ít khi thấy hắn kiên trì như thế. Liền xoay đầu lại nhìn qua Tiểu Thanh, muốn nghe ý kiến của hắn. Tiểu Thanh vẫn lạnh nhạt như cũ, nói. Hồn thiên nghi có hữu dụng với ta, tạm thời còn không trả, chờ ta tìm hiểu hoàn toàn sẽ trả lại cho yêu tộc. Mạch nổi giận nói. Có trời mới biết ngươi khi nào mới tìm hiểu hoàn toàn chứ. Nếu vĩnh viễn không cách nào tìm hiểu, vậy chiếm cứ cả đời. Tiểu Thanh nhíu mày, nhưng lập tức giãn ra, thành thành thật thật nói. Đúng là có khả năng tìm hiểu cả đời vẫn không hiểu. Nhưng ta hy vọng không xảy ra tình huống này. Ha ha ha, chê cười. Mạch cười như điên nhưng không có nửa phần vui vẻ, tiếng cười càng lớn sát khí càng nặng. Lý Vân Tiêu ngươi cũng nghe rồi chưa? Đây thuần túy là gạt ta. Lý Vân Tiêu buồn rầu không thôi, hắn biết rõ Tiểu Thanh cũng không phải đang lừa gạt Mạch, mà là phi thường nghiêm túc ăn ngay nói thật. Nhưng câu trả lời này thật sự làm người ta căm tức. Làm hắn đau đầu là, nếu như hai người cũng không chịu nhượng bộ, chuyện này không có kết quả. Liền bất đắc dĩ hỏi. Ngả tiên sinh đâu rồi? Mạch cười lạnh nhìn hắn, mỉa mai nói. Như thế nào, muốn tìm ngả tiên sinh tới dọa ta? Từ chuyện này, thái độ của ngả tiên sinh còn kiên quyết hơn cả ta. Đừng tưởng rằng nàng là nữ hài tử thì dễ khi dễ, nội tâm tiên sinh không thua kém gì nam nhân đâu. Sắc mặt Lý Vân Tiêu trầm xuống, tinh quang chớp động, lạnh lùng nói. Ta không quản hai người các ngươi nghĩ như thế nào, cũng mặc kệ tiểu thanh tiên sinh nghĩ như thế nào, thời điểm này ta tuyệt đối không cho phép chuyện tự giết mình xảy ra. Mong rằng tất cả dùng đại cục làm trọng. Sắc mặt Mạch nhìn Lý Vân Tiêu lạnh như băng, chỉ vào Tiểu Thanh nói ra. Vì sao chúng ta phải dùng đại cục làm trọng, còn hắn không có? Lý Vân Tiêu nói. Bởi vì vốn bình an vô sự, bây giờ là ngươi tới đây gây sự. Mạch tức giận nói. Hắn cưỡng thánh khí của tộc ta, ngược lại còn trách ta. Huyết quang trên người hắn chớp động, mùi máu tươi nồng đậm bùng phát, khí thế đang dâng trào, tùy thời sẽ ra tay. Rốt cuộc Lý Vân Tiêu biến sắc, hắn bước lên, lạnh lùng nói. Mạch, ngươi thật muốn nháo sự. Mạch đang tức giận tự nhiên không sợ, nhưng nội tâm lại chột dạ. Nếu quả thật trở mặt với Lý Vân Tiêu, hậu quả không thể thu thập. Đến lúc đó yêu tộc không chỉ mất đi nơi trú chân, càng mất đi thiên võ minh che chở. Mặc dù hiện tại không tham dự ma chiến, bo bo giữ mình chỉ là nhất thời. Một khi ma chiến chấm dứt, thắng bại thế nào chưa nói. Nếu ma tộc chiến thắng, bọn họ không có nơi dung thân. Nếu thiên võ minh thắng, bọn họ lúc này rời đi, chỉ sợ tương lai cũng có đầu rút cổ trong tinh nguyệt bí cảnh. Lựa chọn thế nào cũng tiến thoái lưỡng nan. Mạch cố gắng nói theo lý. Không phải ta muốn ồn ào, mà là hắn cầm thánh khí tộc ta không trả, đây là quá đáng. Lý Vân Tiêu nói. Ngươi nói có lý, hắn nói cũng có lý. Cho dù ta giúp ai, đều nói ta bất công. Cho nên chuyện các ngươi ta không quản, nhưng hiện tại các ngươi không thể chém giết nhau, cho nên cho ta một chút mặt mũi, sau khi ma kiếp qua đi lại truy cứu chuyện hồn thiên nghi. Đến lúc đó cho dù ngươi dốc lực toàn tộc đuổi giết hắn, ta cũng không nhúng tay, ngươi thấy thế nào? Mạch nhíu mày, hiển nhiên lâm vào khó xử, trong mắt mang theo thần sắc dẫy dụa, nói. Nếu hắn thừa dịp ma kiếp đào tẩu, tìm địa phương trốn đi, lúc đó ta làm sao tìm hắn? Đột nhiên Tiểu Thanh nói ra, điểm ấy ta có thể đáp ứng ngươi, sau khi ma kiếp qua đi, ta sẽ đi yêu tộc một chuyến, cùng chấm dứt chuyện này với ngươi. Trong lòng Mạch biết với thân phận của Tiểu Thanh sẽ không lừa gạt hắn, chuyện này hắn yên tâm, lạnh lùng nói. Kết thúc thế nào? Tiểu Thanh nói, ngươi và ta sẽ không nhượng bộ, trừ phi sau ma kiếp ta hoàn toàn tìm hiểu hồn thiên nghi, nếu không đến lúc đó song phương vẫn sẽ không nhượng bộ. Như vậy chỉ có thể dùng thủ pháp thường thấy nhất thiên võ giới giải quyết. Ánh mắt Mạch sáng lên, nói. Võ quyết.
Tiểu Thanh gật đầu nói. Đúng vậy, nếu ngươi cảm thấy không công bằng, có thể để người yêu tộc các ngươi cùng tiến lên, ta không sao cả. Trong lòng Mạch rung động, nhớ tới trận chiến thành Hồng Nguyệt, Tiểu Thanh thi triển tử lôi chi thuật, đây quả thật là đại sát chiêu quần chiến. Nếu như thi triển với yêu tộc một lần, sợ rằng tử thương không còn. Ha cười lạnh nói. Nếu là võ quyết, một mình ta là được. Tiểu Thanh nói. Ngươi muốn như thế nào đều được, ngươi quyết định là được. Chỉ hy vọng đến lúc đó Vân Thiếu có thể đi ra chứng kiến. Nội tâm Lý Vân Tiêu thở ra một hơi, biết rõ chuyện này tạm thời áp xuống, liền cười nói. Tốt, nếu sau ma kiếp chấm dứt ta còn chưa chết sẽ chứng kiến việc này. Nhưng mà có một chuyện ta phi thường tò mò, tuy nói hồn thiên nghi là thánh khí, dù ẩn chứa thiên đạo, nhưng với ất mộc hóa linh, người đã gần dung nhập thiên địa, sợ rằng tác dụng không mạnh như thế đâu. Sắc mặt Mạch xa sầm, đây chính là nguyên nhân hắn tìm hồn thiên nghi trở về, hắn vẫn cho rằng Tiểu Thanh nói là tìm hiểu hoàn toàn vô nghĩa, mục đích chính là chiếm lấy hồn thiên nghi không trả. Tiểu Thanh nói, ngươi sai rồi, người luyện chế hồn thiên nghi có thực lực không tầm thường. Là tổ tiên yêu tộc Lục Dực làm ra, người này có thực lực thông huyền, trải qua vạn năm bất diệt, trong thời đại rất nhiều chân linh xưng bá, hắn có thể so với chân long đấy. Cái gì? Lý Vân Tiêu và Mạch đồng thời kinh hô. Lý Vân Tiêu chấn động, hỏi. Hồn thiên nghi là Lục Dực đại nhân luyện chế ra. Mạch trợn tròn mắt, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Tiểu Thanh. Tiểu Thanh không hiểu, hắn không biết chuyện của Lục Dực, thấy hai người ngạc nhiên thì kỳ quái, hỏi. Như thế nào, có vấn đề sao? Lý Vân Tiêu lắc đầu, hắn mang chuyện ở Bắc Hải nói sơ qua một lần, đặc biệt là tin tức về Lục Dực, hắn nói rất tường tận. Lục Dực có khả năng không chết. Tiểu Thanh thoáng sững sờ, sau đó khôi phục như thường, nói. Người nọ có khả năng đã đột phá giới vương cảnh, cũng không có gì kỳ quái cả. Từ thời điểm khai thiên tích địa đến nay đã trải qua vô số năm, người đột phá giới vương cảnh không ít. Lý Vân Tiêu chấn động. Sợ hãi nói. Đột phá giới vương cảnh không ít. Tiểu Thanh lạnh nhạt nói. Khai thiên tích địa đến nay đã qua bao nhiêu năm tháng? Ta nhớ cũng đã có mấy trăm ức năm rồi. Tuy thời đại chân linh cực thịnh một thời, nhưng cũng chỉ là năm tháng thoáng qua của thiên võ giới mà thôi. Nhân vật như Lục Dực xuất hiện không ít, chỉ cần giới này bất diệt, tương lai sẽ xuất hiện rất nhiều. Lý Vân Tiêu sắp ngất đi, hắn quên tuổi của Tiểu Thanh. Hắn ra đời từ khi thiên địa sinh ra. Trải qua vô số năm tháng mới ngưng tụ thành chân thân. Cả thiên võ giới này không có ai lớn tuổi bằng hắn. Audio điện tử Võ Tấn Bền